tuy nói người biết rõ chân tướng rất ít nhưng không phải không có, cho dù Chu Cẩn Tỳ đã thành người thực vật, Tạ gia không khó đoán ra được tác dụng đằng sau của Cẩm Hồ. Trong vụ này Misui thiệt hại lớn nhất, bọn chúng cũng hoàn toàn có năng lực lần theo manh mối tìm tới Cẩm Hồ. Ngoài ra liệu có khả năng là Nghiêm Văn Giới không? Hoành Tín vươn tay vào thể chế sâu như thế, muốn tìm hiểu căn nguyên trong nước chỉnh hợp sản nghiệp đất hiếm cũng không phải là khó. Tạ gia, Misui hay Nghiêm Văn Giới, chỉ cần có thể gây bất lợi cho Cẩm Hồ thì bất kỳ việc xúi bầy khích bác gì bọn chúng cũng vui vẻ mà làm, ngược lại Trương Khác có cơ hội cũng tuyệt đối không nương tay. Nghe báo cáo xong Trương Khác không đưa ra bình luận gì, chỉ nói rất công thức. Còn làm phiền cảnh sát hai nơi điều tra thêm. Cũng chẳng có ý mời bọn họ ở lại ăn cơm, ăn ở trong bệnh viện cũng không tiện, Trương Khác đứng dậy cùng cha và Tôn Thượng Nghĩa tiễn họ ra tận thang máy. Cho dù có điều tra ra manh mối, nhưng muốn nắm được chứng cứ gì là mơ tưởng. Trên đường quay về phòng Trương Khác nói. Song nếu đẩy được đám can phạm chủ yếu của vụ án Trương Châu ra pháp trường thì làm ầm lên một hồi cũng đáng. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu thở phào. May lần này không ai làm sao. Trương Chi Hành trầm ngâm. Có lẽ có suối bẩy giật dây nhưng hẳn không phải là cố ý bày mưu. Ông ta lo con mình dính quá sâu vào hệ thống tư pháp trong nước, đây là chuyện đùa với lửa. Bọn chúng không thể gửi gắm hy vọng vào một mình Đường Chung. Trương Khác nói tiếp. Mà anh em họ Đường dẫy chết có thể cắn trả bất kỳ lúc nào, nếu lần theo manh mối nắm được chứng cứ gì thì loại đó không xứng làm địch thủ của Cẩm Hồ. Vừa đi vừa nói chuyện tới trước phòng bệnh Lương Cách Chân thò đầu ra bảo bà nội và chú thím Trương Khác đã tới. Trương Khác sẽ không tha cho Đường Chung và anh em Đường Anh Bồi, có điều ở bên này, y thà để người nhà coi chuyện như chưa hề xảy ra, nên không tiết lộ nhiều. Bao nhiêu người như thế, Trương Khác dù có muốn tránh Đường Thanh nói chuyện riêng với Địch Đan Thanh cũng không được, tới phòng Địch Đan Thanh cùng ngồi xuống nói chuyện, gọi điện cho một số người thân báo tin bình an, sợ mọi người kéo cả tới bệnh viện thăm hỏi. Nơi này không còn việc gì nữa, Trương Chi Hành quyết định buổi tối trở về Tân Vu, trong thành phố còn cả đống chuyện chờ ông. Cha Địch Đan Thanh cũng kiên trì muốn về, tình cảm nam nhân luôn sơ sài hơn một chút, thấy con gái không còn nguy hiểm tính mạng nữa, mặc dù còn nằm ở bệnh viện nhưng để lại vợ là đủ rồi, ăn qua loa bữa tối tại bệnh viện liền cùng Trương Chi Hành về Tân Vu. Trương Khác mong cha mẹ đều về Tân Vu luôn với nhau, nhưng chuyện chẳng được như mong muốn, mẹ y ở lại bệnh viện chiếu cố. Đường Thanh thì xin nghỉ học đột xuất, nên qua đêm nay phải trở về Hong Kong. Ăn tối xong. Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau đi dạo trong bệnh viện, buổi tối, chỗ bận rộn nhất trong bệnh viện là đại sảnh khám bệnh, ở tòa nhà văn phòng và khu phòng bệnh trở nên vắng vẻ hơn nhiều, thi thoảng có bác sĩ và y tá mặc đồ trắng đi qua, chẳng có ai khác học hai bọn họ tản bộ trong bệnh viện. Ánh trăng trong như nước chiếu khắp sân, Đường Thanh tĩnh lặng đi bên Trương Khác, nhưng không nép vào lòng Trương Khác như con chim nhỏ, chẳng phải lo vết thương ở tay y mà là Phó Tuấn và ba vệ sĩ theo sát bọn họ, không để hai người họ ở ngoài tầm mắt. Đường Thanh hay e thẹn xấu hổ làm sao dám có hành động thân mật với Trương Khác trước mắt người khác. Nếu không muốn bị mẹ mắng Trương Khác đành chấp nhận để vệ sĩ theo sát bên mình, thăm dò bảo Phó Tuấn cho bọn họ chút không gian riêng tư, Phó Tuấn nhún vai, thà làm kỳ đà một chút còn hơn là bị Lương Cách Chân oán trách. Ai, ra đường còn có thể gặp tai nạn mà. Bạn nói đi, Trung Quốc mỗi ngày có 8 vạn 10 vạn người chết, ai vì bị tai nạn xe xong là không dám ra đường nữa không? Trương Khác than vãn với Đường Thanh. Chả lẽ vì sợ nghẹn mà không dám ăn cơm à? Đừng nói ba lăng nhăng, có gan thì bạn đi nói với dì Lương ấy. Đường Thanh cười khích khích, đưa tay ra vỗ má Trương Khác. Lần này may mà có chị Đan Thanh đỡ cho bạn một dao. Nói tới đó đột nhiên nghĩ nếu là mình ở bên cạnh Trương Khác liệu có đỡ hộ cho y nhát dao đó không? Chắc chắn, Đường Thanh tin mình sẽ không chút do dự làm thế, Trương Khác cũng không chút do dự bảo vệ mình. Nhưng chị Đan Thanh vì sao cũng làm như vậy? Này, đang nghĩ gì thế? Trương Khác thấy Đường Thanh hơi thất thần, nắm cằm cô quay về phía mình. Bạn đoán xem mình đang nghĩ gì? Đôi mắt Đường Thanh trong đêm vô cùng quyến rũ, chăm chú nhìn Trương Khác. Để mình đoán xem nào. Trương Khác đặt tay lên trán, làm ra vẻ ngẫm nghĩ, nói. Nhất định bạn đã nghĩ không biết mình có lợi dụng cơ hội bị thương nhờ bạn giúp đi vệ sinh hay không? Phi. Cho bạn tè ra quần luôn. Đường Thanh xấu hổ đưa tay nhéo hông Trương Khác, bị y nói bậy bạ lung tung phá ngang, làm cô quên nghĩ tới vấn đề Địch Đan Thanh. Mình thực sự mót tiểu đó, không phải là nói bừa đâu. Trương Khác đứng lại nói nhỏ. Đường Thanh đỏ mặt nói.
cẩn thận để dây ra quần. Rồi y đi quay trở lại. Chương 955, cô gái dưới mưa và tên đại sắc lang. Trương Khắc đương nhiên không vọng tưởng Đường Thanh đi vào giúp mình, nhưng cũng kiên quyết ngăn đám Phó Tuấn đi theo. Đâu cần tới mức đó, cho tôi chút không gian cá nhân được không, lúc này dù chỉ được một mình trong nhà vệ sinh tôi cũng thỏa mãn rồi. Đám Phó Tuấn cười đứng ở cửa nhà vệ sinh, để Trương Khắc vào một mình, Đường Thanh đi lại trong hành lang. Từ gian vệ sinh nữ có một cô gái thanh lệ thoát tục đi ra, đẹp như đóa sen trắng mới trồi lên mặt nước, tới bồn rửa tay quay đầu lại nhìn. Chẳng hiểu một đống người đứng canh nhà vệ sinh làm gì, vừa vặn chạm ánh mắt Đường Thanh, đồng thời trong nhà vệ sinh Trương Khắc bắt đầu nói lăng nhăng. Ôi, ôi đái ra quần thật rồi, ái chà tay bị thương treo trên cổ chẳng tiện chút nào, ai đó, vào giúp được không? Đám Phó Tuấn cắn răng quay đi không để Đường Thanh nhìn thấy bọn họ cười. Cô gái thanh lệ kia đang thắc mắc sao đột nhiên có người trong nhà vệ sinh nói oang oang như vậy, thấy mặt Đường Thanh đỏ dừ như gấc chín. Không nhịn được cười, lúc đi qua Đường Thanh nói nhỏ một câu. Bạn trai cô nhất định là một tên đại sắc lang. Cái tên xấu xa này hâm lên chẳng biết nghĩ cho người ta chút nào, chỉ thấy ánh mắt cô gái kia rất trong, khuôn mặt xinh đẹp, có điều cơ thể mặc y phục bệnh nhân có chút gầy gò, Đường Thanh xấu hổ ừm một tiếng. Ừ, còn là một tên ngốc. Thiếu nữ kia cười khúc khích bước đi, khi bóng lưng cô biến mất Trương Khắc mới từ nhà vệ sinh đi ra, Đường Thanh đi tới đá y. Nói lung tung gì đó hả, làm người ta nghe thấy hết rồi. Nghe thấy cái gì? Trương Khắc quay sang hỏi Phó Tuấn. Các anh không bịt tai lại à? Chúng tôi bịt tai lại thì cũng còn người khác đi qua chứ. Thế à? Trương Khắc cười khì, đưa tay ra trước mặt Đường Thanh, muốn cố rửa tay giúp. Là một cô gái rất xinh đẹp đấy nhé. Đường Thanh vặn vòi người, cẩn thận rửa tay cho Trương Khắc, còn không quên trêu y. Là cô gái mà người ta phải hối hận nếu bỏ qua, bạn có hối hận không? Mình không tin trên đời còn cô gái nào đáng nhìn hơn bạn. Trương Khắc cũng trêu Đường Thanh. Cô gái đó cũng nằm viện à? Thế thì mình ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nói không chừng có cơ hội gặp được. Đường Thanh lau khô tay Trương Khắc, rồi lau tay mình lên áo y, nhìn theo hướng cô gái kia đi mất, đôi mắt trong vắt đó làm người ta khó quên. Chắc là thế, còn mặc áo bệnh nhân. Có điều người ta biết bạn là đồ đại sắc lang rồi, đừng mơ. Phó Tuấn thì nhận ra cô gái đó, hắn không biết hôm đó Trương Khắc đợi ở tiểu khu Tân Vu nửa ngày trời là vì sao, cô gái trong mưa mà y buộc giày mang thâm tình thế nào, còn tưởng là một hành động hứng thú bất chợt theo cá tính tự do tự tại của Trương Khắc. Phó Tuấn là người biết rõ nhất những mối quan hệ tình cảm của y, nên nghĩ một lúc quyết định không nói cho Trương Khắc để tránh làm chuyện phức tạp thêm là tốt nhất. Địch Đan Thanh đang ngủ. Mái tóc dày hơi sơ rối phủ lên khuôn mặt trắng bệnh vì mất máu quá nhiều còn chưa khôi phục lại, mắt khép hờ, hàng mi cong cong, so với thường ngày càng có thêm một vẻ đẹp não nùng, làm trái tim nam nhân run rẩy. Tạ Vãn Tình đi tới trước giường, đặt tay lên miệng ý bảo mẹ Địch Đan Thanh đừng đánh thức con gái dậy, cô ngồi xuống đợi, Địch Đan Thanh cảm thấy có bóng người trước mặt, mở mắt ra. Chị Tạ, còn làm phiền chị phải tới đây. Địch Đan Thanh chống mép giường ngồi dậy. Tạ Vãn Tình lấy gối lót lưng cho cô, nói. Hai ngày trước người tới thăm đông quá, nghe nói cả hai đều bình an là tốt rồi, chị không tới góp vui nữa. Hôm nay đưa chị đồng tới Kim Sơn, thuận đường tới thăm. Sau này đừng gọi xa lạ thế, gọi là chị Vãn Tình giống Trương Khắc là được. Địch Đan Thanh nghi hoặc nhìn Tạ Vãn Tình. Thằng nhóc đó có đáng cho em đỡ một dao không? Đợi mẹ Địch Đan Thanh ra ngoài khép cửa rồi, Tạ Vãn Tình mới mỉm cười nói. Lúc đó làm gì có thời gian nghĩ đáng hay không đáng ạ? Địch Đan Thanh vờ hồ đồ. Nhiều năm trước em có chứng kiến một vụ tai nạn, có cô giáo đẩy hai học sinh trước mũi xe đi, bản thân cô ấy không kịp tránh, trong giây phút đó, cô ấy cũng đâu có thời gian suy nghĩ đáng hay không đáng phải không? Chị tin nếu là người khác em cũng sẽ không do dự, chị đâu có bôi nhọ nhân phẩm của em, cần gì phải lấy chuyện đó ra phản bác chị như thế? Tạ Vãn Tình nắm lấy tay Địch Đan Thanh. Chị nói thường ngày em là người bình tĩnh có chủ kiến như vậy, sau khi đó lại hoảng lên như thế. Lúc đấy đâu phải là giây phút sinh tử chứ. Chị muốn nói em đem hết tình cảm đặt lên người thằng nhóc đó có đáng hay không thôi. Bị Tạ Vãn Tình nói thẳng ra, Địch Đan Thanh không biết phải đối đáp ra sao, không dám nhìn vào mắt Tạ Vãn Tình. Chuyện từ lúc nào thế, chị lại chẳng phát hiện ra. Sắc mặt Tạ Vãn Tình không có gì khác thường, thân thiết vuốt tay Địch Đan Thanh. Có phải là cái lần chị đồng đau bụng chị đột xuất về Hải Châu không?
Lúc đó chị gọi điện cho Trương Khác, cảm thấy giọng nói của nó có gì đó bất thường. Hôm đó em trùm chăn ngủ, cậu ta nhầm em thành chị. Địch Đan Thanh thấy mặt Tạ Vãn Tình có hơi ngượng ngùng, quá nửa đã đoán ra tình hình khi đó, lại nói. Về sau chắc cậu ta cũng đoán ra là nhầm ngươi. Thật đúng là, khi đó em không tỉnh lại à? Tạ Vãn Tình nửa tin nửa ngờ hỏi, thấy Địch Đan Thanh không dám nhìn mình, phì cười béo má cô, hỏi một câu rất ám muội. Trong lòng cũng thích phải không? Em tưởng chị gọi điện cho cậu ta rồi, nghe thấy trong phòng có tiếng động, còn tưởng trộm vào nhà, cầm sẵn dao trong tay, nếu chẳng phải chị gọi điện tới thì em đã đâm cho cậu ta một chút rồi. Địch Đan Thanh mạnh miệng nói, tuyệt đối không chịu thừa nhận sau khi mình nhận ra Trương Khác không có chút phản kháng nào, còn bị y dùng ngón tay đưa lên cao trào, lại bưng tai trộm Trương bổ sung thêm một câu. Cậu ta chưa động chạm được vào em đâu. Chị thật không nên gọi cú điện thoại đó, để cho nó ăn một dao cũng là đáng đời. Tạ Vãn Tình tưởng tượng ra bộ dạng Trương Khác bị Địch Đan Thanh đâm cho lại không thể giải thích được, nhịn không được che miệng cười. Địch Đan Thanh cũng mỉm cười, không dám cười quá, sợ đụng tới vết thương, tay đỡ vết thương, cố kiềm chế. Đau không? Tạ Vãn Tình quan tâm hỏi. Hơi thôi ạ, quan trọng là tự mình phải giữ gìn, để vết thương rách ra thì khổ. Vết thương đang lành rất mau, qua 2 ngày nữa là có thể tháo chỉ rồi. Tạ Vãn Tình vén áo Địch Đan Thanh lên xem, vết thương quấn băng, nhìn bầu ngực tròn căng trắng như tuyết, đưa tay ra sờ một cái. Nghe nói chỗ này ngăn dao đâm vào tim, ban đầu chị không tin. Giờ thì tin rồi. Lại là ai nói thế? Địch Đan Thanh thẹn thùng khép vạt áo lại, 2 ngày qua mọi người đều lấy chuyện này ra làm chuyện cười, chẳng biết ai truyền đi. Chị Vãn Tình, hai chị đang làm gì thế? Trương Khác đẩy cửa đi vào, thấy Địch Đan Thanh mặt ngượng ngùng. Còn Tạ Vãn Tình mỉm môi cười. Chuyện nữ nhân với nhau, ít hỏi thôi. Địch Đan Thanh sẵn giọng, kéo chăn che mình, cô không mặc áo lót bên trong. Có phải lo để lại sẹo không? Trương Khác tự cho mình thông minh nói. Đừng lo, ở nước ngoài nhất định có thuốc tốt. Chị Vãn Tình, chị hứa từ đâu, không phải nói hai chị cùng tới à? Em là đàn ông lo chuyện sẹo xiếc làm cái gì? Tạ Vãn Tình ngồi dậy đẩy Trương Khác ra ngoài. Vừa rồi ở đây đông người, Hứa Tư đi thăm bác sĩ trước kia phẫu thuật cho Hứa Duy rồi, một lát nữa quay lại. Chương 956, bệnh nan y. Hứa Tư xách quà đi tới khu ngoại khoa tim não, vừa khéo gặp Ngụy Quan Hoa cùng hai người dáng vẻ mẹ con đang nói chuyện ở hành lang. Bệnh của cháu rất đặc biệt, hiếm thấy ở trong nước, nên không có kinh nghiệm chữa trị, hiện giờ mới chỉ có triệu chứng phát bệnh, còn chưa nguy hiểm tới tính mạng. Hai mẹ con chị cứ yên tâm. Bệnh viện chúng tôi lập tức phê duyệt một đề tài nghiên cứu, tin rằng sẽ có trợ giúp với bệnh tình của cháu. Người mẹ sắc mặt nặng nề, thiếu nữ thanh lệ da trắng sáng như tuyết, đôi mắt trong vắt chẳng tỏ ra lo lắng lắm về bệnh tình của mình, thấy Hứa Tư xuất hiện ở hành lang, quay sang nhìn kỹ. Hứa Tư có dung nhan tuyệt diễm thiên hạ, vẻ đẹp ưu tính đằm thắm làm người ta ngây ngất, cho dù cô gái kia cũng có vẻ đẹp thiên tiên không nhuốm bụi trần, nhưng dù sao còn hơi non nớt một chút. Chưa có sức quyến rũ làm điên đảo chúng sinh như Hứa Tư. Nghe ngữ khí Ngụy Quan Hoa thì có vẻ thiếu nữ kia mắc bệnh nan y hiếm thấy trong nước, Hứa Tư còn nhớ bệnh em gái mình ở trong nước cũng rất khó chữa, cuối cùng nhờ Ngụy Quan Hoa cứu một mạng, hiện giờ Hứa Duy đã khỏi hẳn rồi. Có một số bệnh chi phí chữa trị vượt ngoài người thường có thể gánh vác được, Hứa Tư có nhận thức rất sâu về việc này, quan sát hai mẹ con họ, thiếu nữ kia thanh tú duyên dáng, toàn thân như tỏa linh khí, mặc quần jean áo thể thao màu hồng. Tràn ngập sức sống tươi trẻ, trông chẳng hề giống mắc bệnh nan y. Người mẹ dung mạo rất đẹp đẽ, dù bị tháng năm để lại những dấu vết tang thương, nhưng vẫn rất trang nhã, gia đình tựa hồ không tệ, nhưng không phải là đại phú quý, Hứa Tư nghĩ một gia đình thế này chỉ cần gặp phải căn bệnh nan y rất có thể rơi xuống vực sâu muôn trường. Nhìn Ngụy Quan Hoa tiễn hai mẹ con kia đi trở về phòng, khuôn mặt mang đầy lo lắng không tìm được lời giải, lên tiếng chào. Viện trưởng Ngụy còn nhớ tôi không? Ngụy Quan Hoa đeo kính treo trên cổ lên. À, cô là... Cố sức nhớ lại tên Hứa Tư, rất lâu mới nói. Là chị của Hứa Duy. Nghe nói về sau Hứa Duy lại vào viện quân y nằm viện lần nữa, khi đó tôi ra nước ngoài, sau khi về nước nghe nói cô ấy khỏi bệnh rồi, hiện tình hình ra sao? Chắc tốt nghiệp đại học rồi phải không? Vâng em tôi tốt nghiệp 2 năm rồi, năm trước tìm được việc làm ở công ty Hong Kong, hiện cũng ở Hong Kong. Hứa Tư quay đầu lại nhìn theo hướng hai mẹ con kia. Cô gái đó là bệnh nhân của viện trưởng Ngụy. Phải,
Hứa Duy tốt nghiệp 2 năm rồi, chúng tôi quanh năm suốt tháng trong bệnh viện, khái niệm thời gian rất mờ nhạt. Cô bé đó cũng giống Hứa Duy, là sinh viên mới của Đại học Đông Hải. Bệnh tình còn đặc thù hơn, trong nước chưa có điều kiện phẫu thuật, hiện chỉ có thể chữa trị bằng thuốc. Ngụy Quan Hoa giới thiệu qua bệnh tình cô gái kia. Cô tới đây là bạn tôi nằm ở bệnh viện này, tôi tới thăm, thuận tiện qua chào viện trưởng Ngụy, ngoài ra còn có chuyện muốn thương lượng với viện trưởng. Chuyện gì thế? Ngụy Quan Hoa nghĩ chắc là nhờ chiếu cố cho người bạn kia. Bệnh Hứa Duy do viện trưởng chữa lành, hiện nó ra xã hội làm việc, muốn báo đáp lại nơi trước kia giúp nó, chị em chúng tôi mong lập một quỹ y học, chuyện cụ thể có thể nhờ viện trưởng Ngụy không? Ngụy Quan Hoa làm bác sĩ hơn 30 năm, tiếp xúc đủ mọi loại người, giàu nghèo, sang hèn đủ cả rồi, đưa mắt nhìn Hứa Tư, y phục bình thường nhưng có vẻ cao quý mà người thường hiếm có, cô gái đứng đằng sau trông rất gọn gàng lão luyện, có vẻ là trợ lý tư nhân hoặc vệ sĩ. Nói tới vệ sĩ, Ngụy Quan Hoa lại nhớ tới hai người bệnh trong phòng đặc biệt kia, vệ sĩ đứng từ thang máy tới phòng bệnh, không biết thân phận thế nào. Chuyện thế này đương nhiên ông ta không từ chối, vừa rồi tiễn hai mẹ con kia đi, ông ta nhíu mày vì lo họ cắt kia sẽ không cấp kinh phí cho mình nghiên cứu. Thế thì tốt quá rồi. Ngụy Quan Hoa cũng không hy vọng Hứa Tư quyên góp được nhiều tiền, nhưng có tấm lòng này làm người ta an ủi lắm rồi, vội vàng nói. Chúng ta vào trong nói chuyện. Hứa Tư đừng im, áy náy nói. Chuyện quỹ y học có thể phiền viện trưởng Ngụy bàn với trợ thủ của tôi được không? Tôi phải đi thăm bạn nằm viện. Đây là quà tôi mang từ quê tới, không đủ thể hiện thành ý, mong viện trưởng Ngụy đừng từ chối. Hứa Tư tới phòng Địch Đan Thanh một lúc rồi cùng Tạ Vãn Tình qua phòng bệnh của Trương Khác, đem chuyện quỹ chữa trị nói với y, Tạ Vãn Tình cười nói. Sao em còn cái thói quen xin chỉ thị vậy, chuyện này em tự quyết được rồi. Hứa Tư mỉm cười, cô chưa bao giờ có ý thức có thể tùy ý sử dụng tài sản đứng tên mình. Trương Khác gối đầu lên tay trái, nhìn ánh hoàng hôn chiếu lên người Hứa Tư. Làm khuôn mặt mê người phủ thêm ánh sáng vàng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, thầm nghĩ lập quỹ chữa trị này có lẽ là tâm nguyện từ lâu của cô. Chị trao đổi với em là muốn Cẩm Hồ cấp thêm chút tài trợ à? Bỏ đi cổ phần công ty, mỗi năm hoa hồng được chia nhiều như vậy, tôi cầm nhiều tiền làm gì? Hứa Tư ngồi xuống đầu giường, cầm lấy bàn tay bị thương của Trương Khác, lấy ngón tay sờ nhẹ lên vết thương. Cũng không biết là cần bao nhiêu, chắc hoa hồng mỗi năm là đủ rồi. Chị muốn đem hoa hồng hàng năm ra thì phải tìm người thật sự tín nhiệm mới được. Trừ lượng lớn cổ phần ở Việt Tú ra, Hứa Tư có cả cổ phần trực tiếp ở Ái Đạt, Tân Quang, Cẩm Hồ, tuy tỷ lệ rất ít, nhưng dù 1% cổ phần đó cũng có giá trăm triệu rồi, tài sản dưới tên Hứa Tư cộng hết lại cũng phải tới tỷ 1 tỷ 2. Công ty đang phát triển cao tốc, tài chính cần dùng rất nhiều, nhưng mỗi năm Hứa Tư cũng phải được chia gần trăm triệu, trừ đi thuế má, cũng phải có được tới 70, 80 triệu. Ngoài ra thu nhập phòng thiết kế cũng không tiện. Lập một quỹ chữa trị mỗi năm đầu tư vài chục triệu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trương Khác không quản Hứa Tư dùng tiền làm gì, chỉ muốn cô cẩn thận không để tiền bỏ ra, cuối cùng lại làm cho lòng mình phiền nhiễu. Bác sĩ Ngụy Quan Hoa phẫu thuật cho Hứa Duy là người có thể tín nhiệm, mấy năm qua tôi không tới bái phỏng, vừa rồi đột nhiên mời ông ấy giúp đỡ. Hứa Tư cũng thấy vừa rồi mình hơi vội. Tôi định đem chuyện quỹ chữa trị đặt dưới danh nghĩa công ty chị Vãn Tình, chuyện cụ thể còn cần chị Vãn Tình giúp, nên thương lượng trước với mọi người. Vậy cũng được. Trương Khác gật đầu, trường học quốc tế Hải Dụ lập một quỹ y tế là rất thỏa đáng, vô trách nhiệm nói. Vậy hai chị thương lượng đi, không liên quan gì tới em cả. Lúc này Vệ Lan gõ cửa đi vào, mời bọn họ ăn tối. Địch Đan Thanh vẫn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, không thể để cô một mình trong bệnh viện. Mọi người đều ăn cơm trong bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt có cả gian chăm sóc, gian tiếp khách ăn cơm, thức ăn cũng không tệ. Hôm qua Trương Khác đuổi, mẹ về Tân Vu rồi, trong bệnh viện có mẹ Địch Đan Thanh ở lại, buổi tối Vệ Lan cũng tới giúp. Địch Đan Thanh mặc chiếc áo bệnh nhân xanh lam, mắt sáng lên nhìn thức ăn xếp đầy bàn nuốt nước bọt, nhìn cô gắp thức ăn định nhét vào miệng, Trương Khác khẩn trương đi tới giữ lại. Chỉ có cơm tối riêng, một số món ăn không tốt cho vết thương khép miệng. Nhịn có vài ngày đã không chịu nổi sao? Chị Tiểu Lan, cơm của chị Đan Thanh đã đưa tới chưa? Tôi ngửi mùi thức ăn cho đỡ thèm không được à? Địch Đan Thanh lườm Trương Khác một cái, vốn cô định hỏi, cậu là gì của tôi mà đòi quản tôi? Nhưng kìm lại được, đặt đũa xuống bàn, quay sang than vãn với Tạ Vãn Tình. Bữa nào cũng húp cháo vịt nhạt nhẽo, húp tới muốn nôn hết cả ra,
bọn họ thì ngày nào cũng ăn cơm ở đây, lại còn không đóng cửa, mùi thơm cứ luồn vào mũi, không cho người ta sống nữa. Dáng vẻ u oán thèm thuống của cô làm mọi người cười rộ lên. Chương 957, ra viện. Thiếu, bổ sung sau. Chương 958, phụ bắt gian thảm nhất. Vệ Lan mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy có tiếng cửa mở, đoán Nịch Đan Thanh về, vẫn còn chưa muốn dậy, nằm lì trên giường một lúc, nghe thấy gian ngoài có tiếng động là lạ đứt quãng, mới bỏ dậy ra mở cửa phòng. Tức thì nhìn thấy Nịch Đan Thanh cực kỳ hưởng thụ khéo mắt lại, để Trương Khắc ấn vào sau cánh cửa, quai áo kéo xuống tận vai, lộ ra bầu vú trắng muốt, ở góc độ của cô không nhìn thấy một bàn tay của Trương Khắc luồn vào trong quần Nịch Đan Thanh, nhưng cô nhìn rất rõ Trương Khắc đang ngậm núm vú Nịch Đan Thanh mút say sưa. Một tay khác nắn bóp bầu vú còn lại. Á! Vệ Lan bịt miệng, đáng tiếng không kẹp che tiếng thét phát ra nữa. Nịch Đan Thanh mở choàng mắt, Trương Khắc cũng quay ngoắt đầu lại, nhìn Vệ Lan hai tay bịt miệng, mắt tròn tròn với vẻ không sao tin nổi, vẻ mặt hai người họ hết sức buồn cười làm Vệ Lan nhịn không nổi phì cười. Lúc này cô nhìn thấy tay Trương Khắc rút ra khỏi quần Nịch Đan Thanh rồi, đầu ngón tay còn có chất lỏng lóng lánh như dầu, Trương Khắc quay nghiêng người sang. Hạ thân của y gồ cao như muốn chọc thủng quần chui ra. Vệ Lan đã bao giờ chứng kiến cảnh ướt át như vậy, mặt đỏ bừng, vội thịt mắt lại, tự lừa mình lừa người nói. Em không nhìn thấy, em không nhìn thấy. Rồi xoay người chạy vội vào trong, sầm, một cái va vào cạnh cửa. Á! Vệ Lan nổ đom đóm mắt, đau chảy nước mắt ra, loạng choạng ôm lấy đầu ngồi xuống mặt đất. Trương Khắc và Địch Đan Thanh sao ngờ được Vệ Lan lại ngủ trong phòng. Nịch Đan Thanh vội vàng mặc lại áo, mở cửa đẩy Trương Khắc còn chưa hết kinh ngạc ra ngoài, rồi đóng rầm cửa lại. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nhìn Vệ Lan vẫn đau đớn ngồi dưới đất, đỡ cô dậy. Sao em lại ngủ ở đây? Vệ Lan xoa trán đau buốt, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nếu biết sẽ nhìn thấy cảnh xấu xa này, có đánh chết em cũng không ngủ ở đây. Tiết Tiếng Anh buổi chiều hủy đột xuất, em định qua dọn hộ chị thêm lần nữa, dọn xong buồn ngủ. Hôm qua mẹ chị ngáy to, làm em không ngủ được. Hai người vào nhà sao không xem có ai khác không? Nịch Đan Thanh nhìn trán Vệ Lan bị va chạm hiện lên vệt hồng, mày nhíu chặt, không nhịn được bật cười. Chị còn có mặt mũi mà cười à, rõ ràng là hai người làm chuyện xấu xa, báo hại em bị đau. Vệ Lan ấm ức nói. Thật oan uổng chết được. Nịch Đan Thanh đau lòng đưa tay xoa trán Vệ Lan. Không sao. Xoa một chút là không đau nữa. Cô và Vệ Lan rất thân thiết, cho nên cũng không thấy xấu hổ quá mức, nhưng trong bụng mắng chửi Trương Khắc một trận, nếu không phải y quá nóng vội vừa vào phòng đã làm bậy thì không tới mức không phát hiện Vệ Lan ở trong phòng. Vệ Lan xoa trán ngồi xuống ghế, Trương Khắc bị Địch Đan Thanh đá ra khỏi nhà rồi, cô không còn luống cuống nữa, bắt đầu mồm mép. Chị đúng là nói một đằng làm một nẻo, trước đó còn nói nào là tên nhóc đó là ma đầu có thể nuốt chửng trái tim nữ nhân. Sao chị còn như thiêu thân đâm đầm vào lửa? Xa bẫy đã đành, lại còn bất chấp mạng sống đỡ cho cậu ta một dao, uổng cho em còn ngây thơ nghĩ quan hệ hai người là thuần khiết, hừ. Nịch Đan Thanh biết cô bé này mang mối tơ tình giấu kín với Trương Khắc, mình còn khuyên cô đừng để lún vào, vậy mà chuyện mình lại lún vào trước, Vệ Lan khó tránh khỏi tức giận, nhưng không thể giải thích được gì, chẳng lẽ nói y cứ quấn lấy mình đòi xem vết thương sao? Đẩy Vệ Lan sang một bên. Ngồi xuống cùng cô, Địch Đan Thanh cười khổ nói. Chị đúng là bị ma bịt mắt rồi, bình tĩnh nghĩ lại, chị đâu muốn lún vào vũng lầy này. Nhưng nữ nhân như chị chẳng tìm được hạnh phúc của người thường, chỉ có thể lén lút trộm lấy một phần khoái lạc thế này thôi, em không thấy chị quá hư hỏng chứ. Sao thế được, em thấy trên đời này không có nữ nhân nào đáng được hưởng hạnh phúc hơn chị nữa, chỉ tiếng rằng nam nhân bình thường không thể đem lại hạnh phúc cho chị được. Vệ Lan nói xong những lời vừa nãy đến bản thân cũng nhận ra sặc mùi ghen tuông chua loét, xấu hổ không dám nhìn Địch Đan Thanh, dựa mình vào người cô, chạm vào bầu ngực kia, cảnh tượng khiến người ta nóng bừng đó lại hiện ra trong đầu, khẽ huých vai hỏi. Chị và cậu ta tới với nhau từ lúc nào thế? Hồi lũ lớn đó suốt ngày ở bên cậu ta, hôm đó đi lên đê chị không cẩn thận ngã xuống sống, bản thân chị vốn chẳng sợ, nhưng cậu ta không chút do dự lao xuống nước trước cả vệ sĩ, chị biết mình xong rồi. Với Vệ Lan, Địch Đan Thanh chẳng cần giấu giếm gì. Về sau nhận được điện thoại của ba chị, trái tim thường ngày luôn cứng rắn của chị cứ như bánh bao ngâm trong nước vậy, chạm nhẹ một cái là mềm ra. Không may còn bị ốm vào đúng lúc đó, người mềm nhũn yếu ớt, tên nhóc đó có tật đáng ghét nhất là quá ôn nhu với nữ nhân,
có thể thấy thường ngày y đùa bỡn nhiều nữ nhân đến mức nào. Thế là chị rơi vào tấm lưới đó, chỉ có một lần thôi, sau đó tìm đủ mọi cách tránh y, không muốn sai càng thêm sai nữa. Rồi xảy ra chuyện này, chị nhìn thấu rồi, đã bao giờ có nam nhân đem lại cho mình niềm vui như thế. Dù chỉ có một góc trái tim của y, cũng hơn vô số thứ nam nhân khác có thể cho chị, em bảo chị phải làm sao. Vệ Lan mím chặt môi không nói, cô cũng đâu biết phải làm sao, trong lòng hơi chua xót. Vụng trộm bị người khác bắt quả tang, Trương Khắc hốt hoảng bỏ chạy, vào thang máy mới phát hiện ra bỏ quên áo khoác trong phòng Địch Đan Thanh, nhưng lúc này y tuyệt đối không dám đi lấy áo, chỉnh áo sơ mi lại cho phẳng phiu, trở về phòng mình. Tôn Tĩnh Mông cũng vừa về, ném túi sách lên bàn hỏi. Tôi thấy anh vào tiểu khu trước, còn tưởng anh về nhà rồi cơ. À, đưa chị Đan Thanh về nhà trước, cho nên về hơi muộn một chút. Đỗ Phi vừa gọi điện tới bảo đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Tôn Tĩnh Mông không nghi ngờ gì. Chúng ta đi gọi chị Đan Thanh đi cùng nhé. Trương Khắc không dám đối diện với Vệ Lan, càng sợ cô để lộ ra sơ hở làm người khác phát hiện chuyện y vụng trộm, thật đau đầu, nói. Tôi xử lý vài bức thư đã, hay là mọi người đi trước, đợi gần ăn cơm thì cô gọi điện cho tôi nhé. Ở phòng bệnh đặc biệt không có mạng, chuyện khẩn cấp thì đều liên hệ qua điện thoại rồi, có điều hòm thư thế nào cũng chất đống thư từ, Trương Khắc chủ trừ tới tận 7 giờ. Bị gọi điện dục mấy lần mới tới quán ăn tụ họp, nhìn thấy vết hồng trên trán Vệ Lan cũng không hỏi chuyện gì. Vệ Lan thì chỉ nói. Buổi chiều gặp phải ma, giật mình va đầu vào cạnh cửa. Cô cũng không dám nhìn vào mắt Trương Khắc, cứ như chính bản thân vụng trộm bị Trương Khắc bắt gặp vậy. Chương 959, con bướm cực to. Người bị bắt gian thanh thản, người bắt gian lại trong lòng sợ hãi. Vệ Lan cả đêm né tránh ánh mắt của Trương Khắc. Còn nói muốn dọn ra khỏi phòng Trương Khắc, dọn xuống lầu ở với Địch Đan Thanh. Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật, người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khắc lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem Địch Đan Thanh. Trương Khắc cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được, người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Khi Lý Hình Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của Đại học Sư Phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện Đại học Sư Phạm lấy áo khoác trước. Liên hoan kết thúc, Lý Hình Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, Tô Nhất Đình nói. Cô một mình trở lại Đại học Sư Phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên biến thái thường lui tới tại Tây Môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi? Làng Đại học Hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này. Có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên biến thái đó là việc rất bình thường. Đại học Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này. Cẩm Hồ tài trợ Đại học Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát, yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa, nhưng vào kỳ nghỉ hè. Sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện. Trương Khắc bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin đối với vấn đề trị an của ngõ học phủ. Tây Môn của Đại học Sư Phạm nằm sát bên ngõ học phủ, từ Tây Môn đi vào có một khu rừng, lúc này chính là thời điểm để thanh niên nam nữ hẹn hò ve vãn nhau trong rừng. Nếu như lúc này còn lo lắng đi con đường đó có nguy hiểm, vậy sau này cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà một mình nữa. Lý Hình Dư cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là bị Tô Nhất Đình nhắc như thế, nam sinh đang ngồi nếu như không chủ động biểu thị một chút, vậy quá không có khí khái nam tử rồi. Có thể đi cùng Lý Hình Dư về Đại học Sư Phạm lấy đồ, nhóm thời học bân, thì Tân Phi Hận không thể sắn tay áo đánh một trận để tranh đoạt cơ hội này, chỉ tiếc Tô Nhất Đình vừa nói. Lý Hình Dư rất tự nhiên đưa ánh mắt sang người Trương Khắc. Trương Khắc đang nhét điếu thuốc vào trong miệng, thấy ánh mắt trong suốt của Lý Hình Dư nhìn qua, y tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông vẻ mặt đều rất tự nhiên, không cảm thấy Trương Khắc đi cùng Lý Hình Dư về Đại học Sư Phạm lấy đồ là có gì không thích hợp, nhưng ánh mắt Vệ Lan lại dại ra nhìn chằm chằm chỗ giữa Lý Hình Dư cùng Trương Khắc hết vài giây. Trương Khắc cùng Lý Hình Dư đi trước, những người khác cũng đều có chuyện riêng, ra khỏi nhà hàng liền giải tán. Vệ Lan nói muốn đi theo Địch Đan Thanh về ở chung,
mà chỉ cần trong nhà của Địch Đan Thanh dọn ra một phòng là được rồi. Cô cùng Địch Đan Thanh về khu chung cư trước, đi ở trên đường có vẻ tâm tư nặng nề. Lý Hinh Dư đẹp như thế, body lại gợi cảm, bất cứ người đàn ông nào đơn độc ở chung với cô cũng sẽ tâm viên ý mã thôi. Chỉ ngoại trừ sinh lý hoặc là tâm lý không bình thường. Đi vào tiểu khu, Địch Đan Thanh đột nhiên cười nói với Vệ Lan. Em nói có đúng không? Vệ Lan rất khó hiểu vì sao vừa rồi Địch Đan Thanh có thể tỉnh bơ, chỉ là cô lại không tiện đi đánh giá cái gì. Em cảm thấy giữa nam và nữ có thể có tình bạn thuần khiết không? Địch Đan Thanh cười hỏi Vệ Lan, lại giống như tự hỏi tự trả lời. Vấn đề này hỏi em cũng như không hỏi. Toàn bộ đàn ông vây quanh em hầu như đều hướng tới gương mặt như yêu tinh này. Em tin tưởng có tình bạn thuần khiết mới là quái lạ đấy. Nói thật chứ, chị cũng không tin lắm. Chị muốn nói cái gì? Vệ Lan khó hiểu nhìn Địch Đan Thanh, làm cho cô ý nghĩ loạn lên rồi. Trương Khắc muốn nói giữa cậu ta và Lý Hinh Dư tồn tại tình bạn vĩ đại thuần khiết, chắc coi chúng ta như đồ bỏ đi. Ngày đó cậu ta bị chỉ tá tú tàng của Misui nhốt trong phòng người ta, có trời mới tin không xảy ra chuyện gì. Địch Đan Thanh cười nói. Nhưng mà, Lý Hinh Dư là một trong những người thừa kế của Samsung. Samsung có thể nói là một trong những mục tiêu phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Nghiên cứu đối với Samsung càng thấu triệt, thì càng có thể làm cho Cẩm Hồ bớt được đi đường vòng. Đơn thuần đứng ở góc độ trợ lý mà nói, Trương Khắc phát triển tình bạn cùng Lý Hinh Dư là có lợi rất lớn. Mà có thể hy vọng xa vời Trương Khắc ký thác tình cảm trên người một nữ nhân sao? Nếu như mình còn có hy vọng như vậy mới gọi là bi kịch đấy. Địch Đan Thanh nhớ tới vãn tình nhìn rõ chuyện giữa cô và Trương Khắc nhưng không chú ý chút nào, đại khái chỉ có người nhân sinh trải qua phong phú mới có thể có thái độ rộng rãi đối với chuyện tình cảm nam nữ. Đây không phải nhận mệnh, mà là biết niềm vui bản thân yêu cầu là cái gì, sẽ không hy vọng xa vời phần sung sướng không nên thuộc về mình đó. Lẽ nào chiếm lấy tất cả tình cảm của một người nam nhân thì mới gọi là hạnh phúc? Địch Đan Thanh đứng đó, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ má Vệ Lan. Em thì lại khác, nhân sinh của em còn rất rộng. Vệ Lan lại không thể lý giải được ý nghĩ của Địch Đan Thanh. Ánh trăng mọc lên, ánh sáng đèn đường không át nổi ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rặng cây ngô đồng, vẽ ra bóng người trông rất mơ hồ, khiến cho bóng đêm càng thêm mỏng manh, cũng rất cảm tính. Trương Khắc đi cùng Lý Hinh Dư trở về thư viện của Đại học Sư phạm lấy cái áo khoác mà buổi chiều cô bỏ quên. Lý Hinh Dư chỉ mặc một chiếc áo len tím bó sát người, cô hai tay ôm trước ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo của cô nhìn qua không quá bắt mắt. Vòng eo thon nhỏ, cặp mông lại rất căng tròn, đường cong khoa trương mà có một loại gợi cảm đến cực hạn. Trương Khắc không thuận tiện trực tiếp nhìn eo mông của Lý Hinh Dư, nhưng khi đi tới dưới hai cây đèn đường, cái bóng cũng nổi bật lên đường cong. Suốt một đường đi, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt người khác. Buổi tối hạ tuần tháng 11, nhiệt độ không khí đã rất thấp, có gió thổi qua, hiệu quả chống lạnh của chiếc áo len bó sát người không lớn, chỉ là Trương Khắc đã bỏ chiếc áo khoác trong phòng Địch Đan Thanh rồi, không có cơ hội đi lấy, y chỉ mặc áo sơ mi còn mỏng manh hơn cả Lý Hinh Dư, lại không thể cởi áo sơ mi xuống mặc cho Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư thấy Trương Khắc thu vai khom lưng, trông như sợ lạnh, cô cười nói. Nếu không chúng ta chạy bộ về đi, chạy sẽ không thấy lạnh. Cũng được. Trương Khắc nhún chân khởi động, chạy đến phía trước Lý Hinh Dư rồi xoay người lại nói. Cô cũng chạy đi chứ. Lý Hinh Dư vừa chạy, Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi, cặp tuyết lê sau chiếc áo len bó sát người như sóng lớn nhấp nhô, biên độ lắc lư lại hết sức khoa trương, Trương Khắc nhìn không được huýt sáo lên. Lý Hinh Dư đỏ mặt, hai tay ôm ngực chạy bộ, chạy đến bên cạnh Trương Khắc mới gắt giọng. Sao toàn là bộ dạng này? Cô không mặc áo khoác đi đường, đối với người khác thực sự là một việc cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ bị chiếc xe nào đột nhiên chạy ngang qua đâm chết. Trương Khắc lại cười hỏi. Hai tháng này Samsung tại thị trường Trung Quốc liên tục đưa ra mấy mẫu mã điện thoại di động mới, người phát ngôn quảng cáo mời tới cũng không ra gì, còn không bằng để cô đi làm người phát ngôn còn hơn. Tôi cũng muốn mà, có điều gia tộc của tôi không cho phép phụ nữ ly kinh bạn đạo việc trái với lễ giáo. Lý Hinh Dư khống chế tiết tấu chạy lại, như vậy có thể làm cho bộ ngực lắc lư với biên độ nhỏ hơn. Tại thù đã xem anh như đại địch, vốn có tại thị trường Trung Quốc đưa ra kế hoạch điện thoại di động GSM mới phải kéo dài tới sang năm. Nghe nói tháng 8 anh ấy trở về Seoul, tranh chấp với người của tổng bộ. Anh nói nếu như kéo dài đến sang năm, thị trường điện thoại di động của Trung Quốc chỉ còn lại lửa tàn canh lạnh cho Samsung thôi,
yêu cầu sở nghiên cứu của Tổng bộ lập tức tại điện thoại di động GSM đưa vào đại lượng nhân lực. Hơn nữa không nên ký thác toàn bộ hy vọng lên công nghệ CDMA. À, Trương Khắc nghe Lý Hình Dư nói như vậy, y thoáng dừng chân. Samsung đã áp dụng kiến nghị của Lý Tại Thù rồi. Chú tôi rất coi trọng Tại Thù. Sao hả, anh cũng cho rằng kiến nghị của Tại Thù đối với Samsung là chính xác. Lý Hình Dư hỏi Trương Khắc. Nguyên nhân cụ thể hiện tại tôi không thể nói cho cô. Trương Khắc gãi gãi đầu. Từ góc độ của người cạnh tranh mà nói, đây có thể là một lần điều chỉnh phương hướng chính xác của Samsung. Thông tin di động trong nước Hàn Quốc chọn dùng công nghệ CDMA, kỹ thuật điện thoại di động số mà Samsung tiến cử cùng phát triển đều là căn cứ vào điều kiện thông tin của công nghệ CDMA. Tuy nói cuối năm 97 quyết tâm quy mô khai phát thị trường Trung Quốc, nhưng bởi không thích ứng đối với mạng lưới thông tin di động toàn cầu GSM của Trung Quốc, tính thích ứng của sản phẩm điện thoại di động Samsung đối với thị trường Trung Quốc cũng không mạnh. Ngoại trừ các nguyên nhân kể trên, còn có một nguyên nhân tối then chốt, chính là từ năm 96 đến nay, động tác lớn nhất của Samsung đối với thị trường thông tin di động Trung Quốc chủ yếu là hiệp trợ Qualcomm tại Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ kỹ thuật thông tin CDMA, cũng đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị thông tin CDMA của họ. Từ năm 96 đến năm 98, quốc nội tại các tỉnh thị Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Đông, Thiểm Tây đều thành công thiết lập mạng thực nghiệm sử dụng CDMA, cũng thử nghiệm đưa vào hoạt động, trong đó có một nửa đều áp dụng thiết bị thông tin do Samsung sản xuất, cũng khiến cho điện thoại di động CDMA của Samsung tại thị trường Trung Quốc có tiêu thụ chút ít. Nhìn từ trên điểm đó, Samsung đã thành công, chỉ chờ công nghệ CDMA thương hóa, ở trên điện thoại di động CDMA, Samsung coi như sẽ độc chiếm ngôi đầu. Có một điểm Samsung sớm không ngờ được, chính là phía sau mạng thử nghiệm CDMA sớm nhất của quốc nội có bối cảnh quân đội, Trương Khắc trong lòng nghĩ, lệnh quân đội cấm thương nhân chậm nhất đầu năm tới sẽ công bố rồi. Lệnh này sẽ khiến kiến thiết mạng thực nghiệm của CDMA trên thực tế sẽ bị đình chỉ, nếu như Samsung ký thác hy vọng lớn nhất phát triển thị trường thông tin Trung Quốc trên đại quy mô thương dụng hóa mạng thử nghiệm CDMA, đã định trước vì nguyên nhân lệnh quân đội cấm thương, này mà bị thương không nhẹ. Đành phải thừa nhận, đối với thị trường thông tin quốc nội, Cẩm Hồ đã là một con bướm cực kỳ lớn rồi. Nếu như tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, công nghệ CDMA của quốc nội sẽ bởi vì một lệnh quân đội cấm thương mà ngưng kiến thiết. Sự mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc của Samsung cũng sẽ theo đó mà rơi vào khốn cảnh. Không chỉ có một City Samsung, Hàn Quốc, một ông trùm điện tử khác cũng sẽ bởi vậy rơi vào khốn cảnh. Bộ phận nghiệp vụ tại thị trường khu vực gặp khó khăn, dù sao không thể tính là vết thương chí mệnh gì. Cho dù Samsung gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc, điều chỉnh sách lược sau đó cũng chưa nói tới đặc biệt kịp thời, vẫn kéo dài đến năm 2001, China Unicom một lần nữa nối lại mạng thương dụng CDMA mang tính toàn quốc, Samsung mới có khởi sắc tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc, nhưng điện thoại di động Samsung sau năm 2001 vẫn quật khởi mạnh mẽ, tại thị trường toàn cầu trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba cùng với Motorola, Nokia. Nhưng không quản nói như thế nào, nếu có thể tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, Cẩm Hồ chỉ ít trước năm 2001 không cần lo lắng thị trường điện thoại di động trong nước nhận được uy hiếp đến từ Samsung. Đáng tiếc, Cẩm Hồ đối với thị trường điện thoại di động trong nước là một con bướm rất rất lớn. Cẩm Hồ quật khởi mạnh mẽ, khiến cho Samsung sớm vứt bỏ hoàn toàn ỷ lại đối với đại quy mô thương dụng hóa mạng thực nghiệm CDMA, bắt đầu tăng mức độ phát triển đối với điện thoại di động số GSM. Trương Khắc rất rõ. Sách lược mở rộng thị trường cùng mở rộng sản phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động, thật ra Cẩm Hồ đã tham khảo kinh nghiệm của Samsung sau năm 2001-2002. Lúc này Samsung đã điều chỉnh sách lược kinh doanh của họ tại điện thoại di động số. Nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ đành phải bức thiết suy nghĩ áp lực đến từ chính Samsung. Trương Khắc chỉ mặc áo sơ mi, mặc dù nói áo sơ mi lông dê có tính năng giữ ấm rất tốt, nhưng đêm cuối tháng 11, đầu tháng 12 mặc một chiếc áo sơ mi cũng thật không dễ chịu gì. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây khẽ phất phơ trong cơn gió đêm, Trương Khắc cười nói với Lý Hinh Dư. Thật là không có cảm giác, mùa đông đã tới rồi, thật khiến người cảm khái vạn phần. Tôi rảnh hơn anh nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy tình cảnh lá cây ngô đồng rơi. Lý Hinh Dư cười nói. Chỉ là không ngờ, anh còn có thể cảm khái vì mùa thay đổi. Trương Khắc cũng không phải nhàn rỗi ở chỗ này cảm xuân thương thu, mà là nghĩ đến năm 98 chỉ còn lại một tháng hiếm hoi sắp trôi qua,
thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã sắp vượt qua. Lúc này mới cảm thấy khủng hoảng kinh tế một năm rưỡi trước đây, thời gian có hơi ngắn. Thực sự là rất ngắn. Chương 960, điều chỉnh chiến lược của Samsung. Người bị bắt gian thanh thản, người bắt gian lại trong lòng sợ hãi. Vệ Lan cả đêm né tránh ánh mắt của Trương Khác, còn nói muốn dọn ra khỏi phòng Trương Khác, dọn xuống lầu ở với địch Đan Thanh. Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật, người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khác lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem địch Đan Thanh. Trương Khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được, người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Khi Lý Hình Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của Đại học Sư phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện Đại học Sư phạm lấy áo khoác trước. Liên hoan kết thúc, Lý Hình Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, Tô Nhất Đình nói. Cô một mình trở lại Đại học Sư phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên biến thái thường lui tới tại Tây Môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi? Làng Đại học Hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này, có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên biến thái đó là việc rất bình thường. Đại học Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này. Cẩm Hồ tài trợ Đại học Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát, yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa, nhưng vào kỳ nghỉ hè, sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện. Trương Khác bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin đối với vấn đề trị an của ngõ học phủ. Tây Môn của Đại học Sư phạm nằm sát bên ngõ học phủ, từ Tây Môn đi vào có một khu rừng, lúc này chính là thời điểm để thanh niên nam nữ hẹn hò ve vãn nhau trong rừng. Nếu như lúc này còn lo lắng đi con đường đó có nguy hiểm, vậy sau này cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà một mình nữa. Lý Hình Dư cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là bị Tô Nhất Đình nhắc như thế, nam sinh đang ngồi nếu như không chủ động biểu thị một chút, vậy quá không có khí khái nam tử rồi. Có thể đi cùng Lý Hình Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ, nhóm thời học bân, thì Tân Phi Hận không thể sắn tay áo đánh một trận để tranh đoạt cơ hội này, chỉ tiếc Tô Nhất Đình vừa nói, Lý Hình Dư rất tự nhiên đưa ánh mắt sang người Trương Khác. Trương Khác đang nhét điếu thuốc vào trong miệng, thấy ánh mắt trong suốt của Lý Hình Dư nhìn qua. Y tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông vẻ mặt đều rất tự nhiên, không cảm thấy Trương Khác đi cùng Lý Hình Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ là có gì không thích hợp, nhưng ánh mắt Vệ Lan lại dại ra nhìn chằm chằm chỗ giữa Lý Hình Dư cùng Trương Khác hết vài giây. Trương Khác cùng Lý Hình Dư đi trước, những người khác cũng đều có chuyện riêng, ra khỏi nhà hàng liền giải tán. Vệ Lan nói muốn đi theo Địch Đan Thanh về ở chung. Mà chỉ cần trong nhà của Địch Đan Thanh dọn ra một phòng là được rồi, cô cùng Địch Đan Thanh về khu chung cư trước, đi ở trên đường có vẻ tâm tư nặng nề. Lý Hình Dư đẹp như thế, body lại gợi cảm, bất cứ người đàn ông nào đơn độc ở chung với cô cũng sẽ tâm viên ý mã thôi. Chỉ ngoại trừ sinh lý hoặc là tâm lý không bình thường. Đi vào tiểu khu, Địch Đan Thanh đột nhiên cười nói với Vệ Lan. Em nói có đúng không? Vệ Lan rất khó hiểu vì sao vừa rồi Địch Đan Thanh có thể tỉnh bơ, chỉ là cô lại không tiện đi đánh giá cái gì. Em cảm thấy giữa nam và nữ có thể có tình bạn thuần khiết không? Địch Đan Thanh cười hỏi Vệ Lan, lại giống như tự hỏi tự trả lời. Vấn đề này hỏi em cũng như không hỏi. Toàn bộ đàn ông vây quanh em hầu như đều hướng tới gương mặt như yêu tinh này. Em tin tưởng có tình bạn thuần khiết mới là quái lạ đấy. Nói thật chứ, chị cũng không tin lắm. Chị muốn nói cái gì? Vệ Lan khó hiểu nhìn Địch Đan Thanh, làm cho cô ý nghĩ loạn lên rồi. Trương Khác muốn nói giữa cậu ta và Lý Hình Dư tồn tại tình bạn vĩ đại thuần khiết, chắc coi chúng ta như đồ bỏ đi. Ngày đó cậu ta bị chỉ tá tú tàng của Mitsui nhốt trong phòng người ta, có trời mới tin không xảy ra chuyện gì. Địch Đan Thanh cười nói. Nhưng mà, Lý Hình Dư là một trong những người thừa kế của Samsung. Samsung có thể nói là một trong những mục tiêu phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Nghiên cứu đối với Samsung càng thấu triệt, thì càng có thể làm cho Cẩm Hồ bớt được đi đường vòng. Đơn thuần đứng ở góc độ trợ lý mà nói, Trương Khác phát triển tình bạn cùng Lý Hình Dư là có lợi rất lớn.
mà có thể hy vọng xa vời Trương Khắc ký thác tình cảm trên người một nữ nhân sao? Nếu như mình còn có hy vọng như vậy mới gọi là bi kịch đấy. Địch Đan Thanh nhớ tới Vãn Tình nhìn rõ chuyện giữa cô và Trương Khắc nhưng không chú ý chút nào, đại khái chỉ có người nhân sinh trải qua phong phú mới có thể có thái độ rộng rãi đối với chuyện tình cảm nam nữ. Đây không phải nhận mệnh, mà là biết niềm vui bản thân yêu cầu là cái gì, sẽ không hy vọng xa vời phần sung sướng không nên thuộc về mình đó. Lẽ nào chiếm lấy tất cả tình cảm của một người nam nhân thì mới gọi là hạnh phúc? Địch Đan Thanh đứng đó, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ má Vệ Lan. Em thì lại khác, nhân sinh của em còn rất rộng. Vệ Lan lại không thể lý giải được ý nghĩ của Địch Đan Thanh. Ánh trăng mọc lên, ánh sáng đèn đường không át nổi ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rặng cây ngô đồng, vẽ ra bóng người trông rất mơ hồ, khiến cho bóng đêm càng thêm mỏng manh, cũng rất cảm tính. Trương Khắc đi cùng Lý Hinh Dư trở về thư viện của Đại học Sư phạm lấy cái áo khoác mà buổi chiều cô bỏ quên. Lý Hinh Dư chỉ mặc một chiếc áo len tím bó sát người, cô hai tay ôm trước ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo của cô nhìn qua không quá bắt mắt. Vòng eo thon nhỏ, cặp mông lại rất căng tròn, đường cong khoa trương mà có một loại gợi cảm đến cực hạn. Trương Khắc không thuận tiện trực tiếp nhìn eo mông của Lý Hinh Dư, nhưng khi đi tới dưới hai cây đèn đường, cái bóng cũng nổi bật lên đường cong. Suốt một đường đi, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt người khác. Buổi tối hạ tuần tháng 11, nhiệt độ không khí đã rất thấp, có gió thổi qua, hiệu quả chống lạnh của chiếc áo len bó sát người không lớn, chỉ là Trương Khắc đã bỏ chiếc áo khoác trong phòng Địch Đan Thanh rồi, không có cơ hội đi lấy, y chỉ mặc áo sơ mi còn mỏng manh hơn cả Lý Hinh Dư, lại không thể cởi áo sơ mi xuống mặc cho Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư thấy Trương Khắc thu vai khom lưng, trông như sợ lạnh, cô cười nói. Nếu không chúng ta chạy bộ về đi, chạy sẽ không thấy lạnh. Cũng được. Trương Khắc nhún chân khởi động, chạy đến phía trước Lý Hinh Dư rồi xoay người lại nói. Cô cũng chạy đi chứ. Lý Hinh Dư vừa chạy, Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi, cặp tuyết lê sau chiếc áo len bó sát người như sóng lớn nhấp nhô, biên độ lắc lư lại hết sức khoa trương, Trương Khắc nhìn không được huýt sáo lên. Lý Hinh Dư đỏ mặt, hai tay ôm ngực chạy bộ, chạy đến bên cạnh Trương Khắc mới gắt giọng. Sao toàn là bộ dạng này? Cô không mặc áo khoác đi đường, đối với người khác thực sự là một việc cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ bị chiếc xe nào đột nhiên chạy ngang qua đâm chết. Trương Khắc lại cười hỏi. Hai tháng này Samsung tại thị trường Trung Quốc liên tục đưa ra mấy mẫu mã điện thoại di động mới, người phát ngôn quảng cáo mời tới cũng không ra gì, còn không bằng để cô đi làm người phát ngôn còn hơn. Tôi cũng muốn mà, có điều gia tộc của tôi không cho phép phụ nữ ly kinh bạn đạo việc trái với lễ giáo. Lý Hinh Dư khống chế tiết tấu chạy lại, như vậy có thể làm cho bộ ngực lắc lư với biên độ nhỏ hơn. Tại thù đã xem anh như đại địch, vốn có tại thị trường Trung Quốc đưa ra kế hoạch điện thoại di động GSM mới phải kéo dài tới sang năm. Nghe nói tháng 8 anh ấy trở về Seoul, tranh chấp với người của tổng bộ. Anh nói nếu như kéo dài đến sang năm, thị trường điện thoại di động của Trung Quốc chỉ còn lại lửa tàn canh lạnh cho Samsung thôi. Yêu cầu sở nghiên cứu của tổng bộ lập tức tại điện thoại di động GSM đưa vào đại lượng nhân lực. Hơn nữa không nên ký thác toàn bộ hy vọng lên công nghệ CDMA. À, Trương Khắc nghe Lý Hinh Dư nói như vậy, y thoáng dừng chân. Samsung đã áp dụng kiến nghị của Lý Tại Thù rồi. Chú tôi rất coi trọng Tại Thù. Sao hả, anh cũng cho rằng kiến nghị của Tại Thù đối với Samsung là chính xác. Lý Hinh Dư hỏi Trương Khắc. Nguyên nhân cụ thể hiện tại tôi không thể nói cho cô. Trương Khắc gãi gãi đầu. Từ góc độ của người cạnh tranh mà nói, đây có thể là một lần điều chỉnh phương hướng chính xác của Samsung. Thông tin di động trong nước Hàn Quốc chọn dùng công nghệ CDMA, kỹ thuật điện thoại di động số mà Samsung tiến cử cùng phát triển đều là căn cứ vào điều kiện thông tin của công nghệ CDMA. Tuy nói cuối năm 97 quyết tâm quy mô khai phát thị trường Trung Quốc, nhưng bởi không thích ứng đối với mạng lưới thông tin di động toàn cầu GSM của Trung Quốc, tính thích ứng của sản phẩm điện thoại di động Samsung đối với thị trường Trung Quốc cũng không mạnh. Ngoại trừ các nguyên nhân kể trên, còn có một nguyên nhân tối then chốt, chính là từ năm 96 đến nay, động tác lớn nhất của Samsung đối với thị trường thông tin di động Trung Quốc chủ yếu là hiệp trợ Qualcomm tại Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ kỹ thuật thông tin CDMA, cũng đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị thông tin CDMA của họ. Từ năm 96 đến năm 98, quốc nội tại các tỉnh thị Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Đông, Thiểm Tây đều thành công thiết lập mạng thực nghiệm sử dụng CDMA, cũng thử nghiệm đưa vào hoạt động, trong đó có một nửa đều áp dụng thiết bị thông tin do Samsung sản xuất,
cũng khiến cho điện thoại di động CDMA của Samsung tại thị trường Trung Quốc có tiêu thụ chút ít. Nhìn từ trên điểm đó, Samsung đã thành công, chỉ chờ công nghệ CDMA thương hóa, ở trên điện thoại di động CDMA, Samsung coi như sẽ độc chiếm ngôi đầu. Có một điểm Samsung sớm không ngờ được, chính là phía sau mạng thử nghiệm CDMA sớm nhất của quốc nội có bối cảnh quân đội, Trương Khắc trong lòng nghĩ, lệnh quân đội cấm thương nhân chậm nhất đầu năm tới sẽ công bố rồi. Lệnh này sẽ khiến kiến thiết mạng thực nghiệm của CDMA trên thực tế sẽ bị đình chỉ, nếu như Samsung ký thác hy vọng lớn nhất phát triển thị trường thông tin Trung Quốc trên đại quy mô thương dụng hóa mạng thử nghiệm CDMA, đã định trước vì nguyên nhân lệnh quân đội cấm thương, này mà bị thương không nhẹ. Đành phải thừa nhận, đối với thị trường thông tin quốc nội, Cẩm Hồ đã là một con bướm cực kỳ lớn rồi. Nếu như tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, công nghệ CDMA của quốc nội sẽ bởi vì một lệnh quân đội cấm thương mà ngưng kiến thiết. Sự mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc của Samsung cũng sẽ theo đó mà rơi vào khốn cảnh. Không chỉ có một City Samsung, Hàn Quốc, một ông trùm điện tử khác cũng sẽ bởi vậy rơi vào khốn cảnh. Bộ phận nghiệp vụ tại thị trường khu vực gặp khó khăn, dù sao không thể tính là vết thương chí mệnh gì. Cho dù Samsung gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc, điều chỉnh sách lược sau đó cũng chưa nói tới đặc biệt kịp thời, vẫn kéo dài đến năm 2001, China Unicom một lần nữa nối lại mạng thương dụng CDMA mang tính toàn quốc, Samsung mới có khởi sắc tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc, nhưng điện thoại di động Samsung sau năm 2001 vẫn quật khởi mạnh mẽ, tại thị trường toàn cầu trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba cùng với Motorola, Nokia. Nhưng không quản nói như thế nào, nếu có thể tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, Cẩm Hồ chỉ ít trước năm 2001 không cần lo lắng thị trường điện thoại di động trong nước nhận được uy hiếp đến từ Samsung. Đáng tiếc, Cẩm Hồ đối với thị trường điện thoại di động trong nước là một con bướm rất rất lớn. Cẩm Hồ quật khởi mạnh mẽ, khiến cho Samsung sớm vứt bỏ hoàn toàn ỷ lại đối với đại quy mô thương dụng hóa mạng thực nghiệm CDMA, bắt đầu tăng mức độ phát triển đối với điện thoại di động số GSM. Trương Khắc rất rõ. Sách lược mở rộng thị trường cùng mở rộng sản phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động, thật ra Cẩm Hồ đã tham khảo kinh nghiệm của Samsung sau năm 2001-2002. Lúc này Samsung đã điều chỉnh sách lược kinh doanh của họ tại điện thoại di động số. Nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ đành phải bức thiết suy nghĩ áp lực đến từ chính Samsung. Trương Khắc chỉ mặc áo sơ mi, mặc dù nói áo sơ mi lông dê có tính năng giữ ấm rất tốt, nhưng đêm cuối tháng 11, đầu tháng 12 mặc một chiếc áo sơ mi cũng thật không dễ chịu gì. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây khẽ phất phơ trong cơn gió đêm, Trương Khắc cười nói với Lý Hinh Dư. Thật là không có cảm giác, mùa đông đã tới rồi, thật khiến người cảm khái vạn phần. Tôi rảnh hơn anh nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy tình cảnh lá cây ngô đồng rơi. Lý Hinh Dư cười nói. Chỉ là không ngờ, anh còn có thể cảm khái vì mùa thay đổi. Trương Khắc cũng không phải nhàn rỗi ở chỗ này cảm xuân thương thu, mà là nghĩ đến năm 98 chỉ còn lại một tháng hiếm hoi sắp trôi qua, thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã sắp vượt qua. Lúc này mới cảm thấy khủng hoảng kinh tế một năm rưỡi trước đây, thời gian có hơi ngắn. Thực sự là rất ngắn. Mặc dù khủng hoảng tài chính châu Á khiến cho các ông trùm điện tử Nhật Hàn càng nhận thức rõ ràng hơn tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, nhưng cũng khiến cho động thái trên thị trường mới của mấy ông trùm điện tử Nhật Hàn này càng thêm cẩn thận hơn. Tình huống tài vụ ngày càng nghiêm trọng cũng khiến doanh tiêu dự toán bị khống chế càng nghiêm ngặt hơn, đồng thời, doanh tiêu kinh tế của thị trường Trung Quốc vào giai đoạn sau những năm 90 bùng phát quang mang chói mắt, doanh tiêu tăng lên trên diện rộng, cái này khiến cho dự toán doanh tiêu của các cửa hàng điện tử Nhật Hàn trước kia tăng, nhưng không thể đuổi kịp sự tăng trưởng của thành phẩm. Ví dụ điển hình nhất là quảng cáo Tiêu Vương CCTV vào đầu năm 95 khi leo lên sân khấu lịch sử, giá đưa ra mới 30 triệu, năm 96 ái đạt mở ra giá 80 triệu. Tiêu Vương CCTV, xí nghiệp giành được quyền quảng cáo trên CCTV vào giờ vàng. Tiêu Vương diễn ra mỗi năm một lần, cạnh tranh bằng cách đầu thầu. Đặt móng cho căn cơ lúc này của Cẩm Hồ, năm 97 Tiêu Vương CCTV bị Khoa Vương đưa lên giá 350 triệu. Năm đó Khoa Vương thua lỗ lớn khiến cho hiện tượng Tiêu Vương giảm nhiệt hơn. Và bị Hương Tuyết Hải lấy 180 triệu đoạt được Tiêu Vương năm nay. Trong lúc Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh nằm viện, CCTV tổ chức đại hội chiêu thương quảng cáo lần năm, lần này Hương Tuyết Hải cùng Ái Đạt đều hành quân lặng lẽ, Tiêu Vương CCTV sang năm bị đưa lên giá 260 triệu. Mặc dù Ái Đạt không có đi tranh Tiêu Vương, nhưng cả năm 98,
Ái Đạt vì doanh tiêu của các sản phẩm dưới cờ thị trường tại quốc nội đã tốn hết 500 triệu. Đồng kỳ này, năm nay doanh tiêu của Samsung tại thị trường Trung Quốc tốn mới 50 triệu đô la, số liệu này tuyệt đối là cơ mật thương nghiệp của Samsung. Nhưng qua năm tới sẽ không còn là cơ mật thương nghiệp gì nữa, cho nên Trương Khác biết số liệu này cũng không phải là việc rất kỳ lạ, đây còn là doanh tiêu Samsung đưa vào để hạ quyết tâm khai thác thị trường Trung Quốc. Sản phẩm chủng loại mà Samsung đưa ra tại thị trường Trung Quốc nhiều hơn so với Ái Đạt, đầu tư doanh tiêu lại kém hơn Ái Đạt một đoạn. Ở giữa cái này còn tồn tại một vấn đề thích ứng bản thổ hóa. Năm 98 Samsung tại thị trường Trung Quốc biểu hiện ra kiệt xuất xa không bằng Ái Đạt cũng là việc đương nhiên. Đây là tình huống năm 98, khủng hoảng tài chính châu Á gần tiêu tan, Samsung phụ trách 17 tỷ đô la cũng sắp sống qua nguy cơ nghiêm trọng nhất trong vài chục năm nay. Đi ra từ trong khốn cảnh như vũng bùn, đầu tư doanh tiêu vào năm tới của Samsung đối với thị trường Trung Quốc sẽ đạt được bao nhiêu? Tổng phí đầu tư doanh tiêu đối với thị trường toàn cầu sẽ đạt bao nhiêu? Ngoại trừ Samsung, LG Hàn Quốc cùng với các hãng điện tử của Nhật sau khi vượt qua nguy cơ gian nan nhất, đầu tư doanh tiêu đối với thị trường Trung Quốc sẽ tăng bao nhiêu? Đối với các hãng điện tử có phong cách kinh doanh bảo thủ và lại truyền thống này, Trương Khác có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước đi suy đoán. Đối với các xí nghiệp như Samsung, Toshiba có dũng khí sang tân cùng thay đổi, tính thích ứng càng mạnh, Trương Khác chỉ có thể cảm khái cẩm hồ đã là một con bướm lớn rồi, kinh nghiệm trong kiếp trước đã không đủ để tham khảo. Thật là đau đầu mà, khủng hoảng kinh tế sao chỉ trôi qua trong chớp mắt. Trương Khác đã dự cảm được cạnh tranh năm tới sẽ càng thêm kịch liệt, cẩm hồ hình như cũng phải càng tích cực hơn. Trương Khác đi cùng Lý Hinh Dư đến thư viện lấy áo khoác trong kho chứa đồ. Người đã sớm bởi vì chạy bộ mà ấm áp hẳn lên, Lý Hinh Dư lại khoác áo khoác lên người, đứng ở hành lang trước thư viện nhìn quảng trường phía trước. Không biết vì nguyên do gì, bể phun nước trên quảng trường lúc này đang phun ra cột nước cao tận trời, cột nước trong suốt như đan thành một bức tường. Anh đánh giá Samsung thế nào? Lý Hinh Dư hỏi Trương Khác. Tôi à? Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư, trên gương mặt thanh thuần quyến rũ, ánh mắt tĩnh mịch như bầu trời đêm trên đầu, y nói. Samsung là đối tượng để chúng tôi học tập. Vì sao phải học tập Samsung, tại thị trường Trung Quốc, các anh không phải càng xuất sắc hơn sao? Tôi không phải không biết nặng nhẹ như cô tưởng tượng đâu, 3 năm đuổi Anh, 5 năm vượt Mỹ, đó là khẩu hiệu trong thời kỳ đại nhảy vọt của Trung Quốc, lúc này người Trung Quốc còn phải thiết thực hơn. Trương Khác nở nụ cười, nói với Lý Hinh Dư. Đầu tiên, phía sau thị trường sản phẩm cao đoan phải dựa vào khoa học công nghệ đỉnh cao. Đây là chỗ mà chúng tôi còn thua xa Samsung. Đương nhiên rồi, so với các xí nghiệp của Nhật còn kém xa hơn nữa. Với lại, đầu tư trên kỹ thuật của chúng tôi lúc này còn xa mới thể so với Samsung. Mặt khác, tính thích ứng đối với thị trường của Samsung rất mạnh, chúng ta không dám nói làm tốt hơn cả Samsung, nhưng có thể khẳng định các xí nghiệp của Nhật tại điểm này kém hơn Samsung. Anh cũng cho rằng Samsung có khả năng vượt qua Sony sao? Lý Hinh Dư khẽ thở dài. Cô không ý thức được đôi câu vài lời của mình sẽ làm cho Trương Khác mang đi lượng tin tức thế nào. Đương nhiên, đối với gia tộc, cô không có cảm giác tán thành quá nhiều, thân cận với Trương Khác cũng không có cảnh giác nhiều lắm, thậm chí có thể nói là kỳ vọng trong tiềm thức, Trương Khác có thể lãnh đạo cẩm hồ cho Samsung một bài học thích đáng, làm cho nam nhân của gia tộc bớt đi kiêu ngạo. Trương Khác đọc qua mấy lần một quyển truyện ký có quan hệ đến Lý Kiện Hy, đó cũng là quyển truyện ký duy nhất được bản thân Lý Kiện Hy xác nhận qua. Lý Kiện Hy trong nội bộ Samsung chính thức đề xuất lấy chiến lược dung hợp số là mục tiêu vượt qua Sony. Vào mùa xuân năm 99 sau khi khủng hoảng kinh tế hỏa hoãn, chiến lược dung hợp số là kế hoạch chiến lược đã dẫn đạo điện tử Samsung đi theo hướng, một trong những người lãnh đạo cách mạng dung hợp số. Mục tiêu của kế hoạch chiến lược này là muốn dung hợp thế giới của các sản phẩm thông tin tin tức, điện tử tiêu dùng, TV, máy vi tính cá nhân với nhau, thúc đẩy cách mạng tổng thể số. Vì phối hợp với kế hoạch chiến lược này, Samsung còn khởi động phương án, doanh tiêu vàng. Trước năm 99, mức nổi tiếng cùng lực hiệu triệu của nhãn hiệu Samsung trên thị trường yếu hơn nhiều so với các cửa hàng điện tử Nhật, vì tạo thành thế giới hàng hiệu sánh bằng với Sony của Nhật Bản, điện tử Samsung sau 5 năm sẽ tăng dự toán doanh tiêu thêm 1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy xem ra, cho dù cả kế hoạch chiến lược dung hợp số của Samsung chưa có sớm toàn diện thực thi, cũng chỉ ít có một bộ phận kế hoạch chiến lược sớm thực thi rồi, hơn nữa trọng điểm còn là thị trường Trung Quốc. Trương Khác cảm thấy trong buổi tối lạnh như thế, vai kìm lòng không đậu thu chặt hơn, ứng biến của Samsung còn sớm hơn so với lịch sử đã từng xảy ra. Cùng Lý Hinh Dư trở lại khu chung cư,
Trương Khắc thấy Vệ Lan quả nhiên đã dọn hết đồ xuống phòng Địch Đan Thanh ở dưới lầu rồi. Y chỉ có thể cười khổ. Trương Khắc đến phòng Địch Đan Thanh lấy áo khoác, Tôn Tĩnh Mông cũng đang ở đó, y nói với Địch Đan Thanh. Cô chuẩn bị đi, hội nghị quản lý cao cấp tôi muốn tổ chức sớm vào thượng tuần tháng 12. Như vậy có thể làm cho các xí nghiệp thành viên phía dưới có thời gian điều chỉnh một chút đối với kế hoạch sang năm. Chương 961, hội nghị 29 người. Rất nhiều các xí nghiệp thành viên lấy hình thức đan xen nắm giữ cổ phần để hình thành hệ thống cẩm hồ chỉnh thể, hình thức đầu tư cổ phần truyền thống, cơ chế tập thể quyết sách không còn thích hợp với hệ thống phức tạp này. Trương Khắc quyết định trên cơ sở các đại hạng mục của tập đoàn Ái Đạt, triệu tập hội nghị do các quản lý cao cấp tham gia để bàn bạc, quyết sách phương hướng phát triển tương lai của toàn bộ hệ thống. Trong hệ thống cẩm hồ, quyền hạn quản lý cùng địa vị quyết sách của quản lý cao cấp đối với sự vụ hàng ngày cũng sẽ càng cao hơn. Một khi hội nghị quản lý cấp cao này hình thành lệ cũ, hình thành cơ chế đã đạt được hiệu quả, cẩm hồ cũng sẽ sơ bộ có đủ cơ sở của một tập đoàn tài chính rồi, cũng sẽ không bởi vì nhân tố của cá thể tử vong có tính ngẫu nhiên mà rơi vào khốn cảnh gần tan vỡ. Ngoài ý muốn lần này, càng làm cho Trương Khắc cảm thấy sự tất yếu phải mau chóng thúc đẩy tổ chức hội nghị quản lý cấp cao cùng hình thành cơ chế cố định. Ai từng có trải qua như Trương Khắc, đối với việc sinh tử lại có thể thờ ơ, nhưng tương lai của cẩm hồ không thể không coi trọng. Tổ chức hội nghị quản lý cấp cao không phải đơn giản triệu tập các quản lý cấp cao có tư cách tham gia hội nghị là được, lần đầu tiên có thể đơn giản một chút, nhưng dẫu có đơn giản, đề tài thảo luận cùng với các tư liệu tương quan với đề tài thảo luận của hội nghị cũng phải sớm chuẩn bị, giao đến trong tay các quản lý cấp cao. Đương nhiên, còn có một công tác quan trọng, chính là xác định ai có tư cách tham gia hội nghị này, các quản lý cấp cao tham gia hội nghị này sẽ là tầng quản lý hạch tâm của hệ thống cẩm hồ, sẽ cộng đồng chấp chưởng nền kinh tế của đế quốc này. Trương Á Bình cũng có đoạn thời gian không về kiến nghiệp rồi, nghiệp vụ trọng điểm của Philip không ở kiến nghiệp, lần thứ hai đến kiến nghiệp, hắn cũng không còn lấy thân phận tổng giám đốc bộ linh kiện khu Trung Hoa của Philip, thân phận mới là tổng giám đốc bộ phận linh kiện kiêm phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Ái Đạt. Lần này đến kiến nghiệp, mới phát hiện kiến nghiệp trong gian dài không dài đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thực sự là không dám tưởng tượng. Trương Á Bình đứng ở quảng trường Nghĩa Trang trên sườn phía bắc núi Yến Quy. Nhìn về phương hướng vườn sồi, ngõ học phủ xa xa. Mùa đông năm kia đến kiến nghiệp công tác, tôi ngồi xe đi qua khu này, ngoại trừ Đại học Sư phạm cùng Đại học Đông Hải, bờ bắc Hồ Yến Quy hoàn toàn không khác gì một thành trấn nhỏ lộn xộn bình thường. Khi đó đường Đông Hoa cũng vừa mới xây nên, ven đường toàn là nhà cửa lộn xộn. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, ai có thể nghĩ đến sẽ có cảnh tượng tuyệt đẹp thế này. Tôi thấy trong tương lai không lâu sau, nơi chúng ta đang đứng sẽ trở thành đài ngắm cảnh nổi tiếng của kiến nghiệp cũng nói không chừng. Khu đất gần 1.000 mẫu ở giữa Đại học Sư phạm, Đại học Đông Hải tại bờ bắc Hồ Yến Quy đã khai phát hoàn tất, ngõ học phủ giữa Đại học Sư phạm cùng Đại học Đông Hải cũng hoàn toàn được xây lại. Đầu năm khởi động kiến thiết thương quyển phía đông hồ, lúc này khu biệt thự Yến Hồ biệt uyển gần 200 mẫu phía đông bắc Hồ Yến Quy cũng hoàn toàn xây thành. Khu kiến trúc rộng lớn này ngoại trừ chung cư cao cấp, đường phố thương nghiệp, chủ yếu vẫn là lấy khu thực nghiệm cùng khu sáng nghiệp của vườn sồi là chính. Cây cối trong khu xanh hóa cùng với khu dân cư quanh hồ đều lấy cây sồi là chủ. Đứng ở trên sườn núi Yến Quy nhìn ra xa, ngay vào đầu mùa đông thời khắc lá sồi đổi màu, dưới đất lá rơi một vùng các màu đỏ vàng, vàng rực, đất vàng, nâu nhạt đan vào nhau thêm lộng lẫy. Giống như khoác lên phía bắc hồ một chiếc khăn rực rỡ màu sắc, mặt hồ nước Yến Quy trong suốt như một miếng ngọc bích khảm dưới chấn núi. Lại nối liền thành một vùng với vườn trường xanh tuyệt đối không có cảm giác đô thị hiện đại đặc biệt mạnh mẽ, chỉnh thể giống như một công viên cây sồi siêu lớn vây quanh hồ. Phía đông khu vực vườn sồi, chủ kiến thiết thương quyển phía đông hồ, nhà cao tầng mọc lên sát sát, mặc dù phần lớn kiến trúc đều đang thi công trong khẩn trương, nhưng có thể cảm nhận được khí tức đô thị hiện đại mãnh liệt. Tô Tân Đông cười cười, mấy ngày này hắn rất bận rộn. Nghe nói từ nơi này nhìn qua phong cảnh tuyệt mỹ, vẫn không có thời gian đi lên nhìn xem. Có người rảnh rỗi, từ hạ tuần tháng 9 đã bắt đầu đi lên đây rồi, vườn sồi này quả nhiên là danh phù kỳ thực. Không chỉ nói từ trên núi nhìn xuống, ngồi xe đi ngang qua rừng sồi rậm rạp, xem giác cũng khá thoải mái. Nhưng theo Khác thiếu gia, quy mô vẫn còn hơi nhỏ. Tôi thấy cậu ấy là nhớ thương mấy vườn sồi hơn 10 vạn mẫu phía tây nước Mỹ. Nghe Tô Tân Đông nói về chí hướng của Trương Khác như vậy, Trương Á Bình cũng cười khẽ. Trung Quốc mặc dù rộng lớn, người lại càng đông, tại TP, kiến nghiệp nhân khẩu đông đúc, có thể có một mảnh niết bàn thế này đã làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn rồi.
Tô Tần Đồng nhớ tới năm kia ngồi xe đi qua ven hồ Yến Quy còn ngửi được mùi tanh tưởi dưới hồ. Mới thời gian 2 năm, mặt hồ Yến Quy trong suốt như một miếng ngọc bích khổng lồ khảm trên đại địa. Những thứ này đều là cảnh tượng mới khi Cẩm Hồ quy mô thẳng tiến kiến nghiệp mang đến cho thành phố này trong thời gian hơn 1 năm nay. Trương Á Bình nhìn Tô Tân Đông trong thần thái vui mừng hai tay chống nạnh, mắt nhìn phong cảnh dưới chân núi xa xa, hắn nghĩ thầm, xem như một trong những thành viên phía sau màn thúc đẩy những biến hóa này. Đứng ở trên sườn núi nhìn cảnh đẹp xa xa, cảm giác tự hào trong lòng chắc có lẽ không cần nói cũng biết thôi. Trương Á Bình lại thản nhiên cười, lúc này hắn cũng có thể càng rõ ràng cảm nhận được dung nhập Cẩm Hồ sẽ có tương lai thế nào đang chờ đợi bản thân. Hắn nhìn hai bên, đều là cao tầng Cẩm Hồ vì tham dự hội nghị quản lý cấp cao này mà đến kiến nghiệp sớm một ngày. Những người ở đây có thể nói không ai không là nhân tuyển đương đại, trong thời gian 3,4 năm ngắn ngủi đều tập trung đến dưới cờ của Cẩm Hồ. Hệ thống Cẩm Hồ lấy Ái Đạt, Thương vụ Cẩm Hồ làm hạch tâm kết cấu nên toàn bộ hệ thống, cao tầng có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao cũng lấy thành viên của hai xí nghiệp này là nhiều. Tập đoàn Ái Đạt có nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Thành Hán Trương, Dương Vân, Lỗ Khánh Sinh, Đàm Vân Tùng đại biểu dự thính. Đương nhiên còn phải tính đến Trương Á Bình mới gia nhập Cẩm Hồ liền đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thương vụ Cẩm Hồ tuy nói chỉ là mới thành lập, cũng bao gồm nhóm Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân, Cát Minh Đức, Tiêu Tấn Thành, Tưởng Vi, Chu Nhất Bình người đại biểu dự thính. Ngoài ra, giấy Tân Quang do Chu Du, Chu Phục đại biểu dự thính, Lâm Nghiệp Tân Quang do Tống Chí Hữu đại biểu dự thính, Trung Tinh Vi Tâm do Liễu Chí Thành đại biểu dự thính, Hương Tuyết Hải do Đào Hành Kiệt, Trần Muội, Diệp Tiểu Đồng đại biểu dự thính, Tập đoàn Ăn Uống Giải Trí Thế Kỷ Cẩm Hồ do Thịnh Thanh đại biểu dự thính, Địa Ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ do Thiệu Chí Cương đại biểu dự thính, Thực Nghiệp Hồng Viễn do Trương Chi Phi đại biểu dự thính, Điện Tử Ái Đạt do Phó Gia Tuấn đại biểu dự thính, Điện Thịnh Hâm do Thiệu Tâm Văn đại biểu dự thính. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ do Thôi Quốc Hằng đại biểu dự thính. Ngoài ra còn phải tính đến Tạ Vãn Tình, đại biểu của City Hải Dụ dự thính. Ngoại trừ Trương khác, nhân viên chính thức có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này tổng cộng 29 người. Tham gia hội nghị lần này, cũng xác nhận thân phận cùng địa vị là người quản lý hạch tâm trong hệ thống Cẩm Hồ. Trương Á Bình nhìn mọi người hai bên, nghĩ thầm lấy bất cứ người nào trong số 20-30 người ở đây có thể nói là nhân tuyển hiện nay. Nhưng nhân vật linh hồn tụ tập họ lại với nhau lại là thanh niên chưa đến 21 tuổi kia. Trương Á Bình quay đầu lại tìm bóng hình của Trương Khác, thấy Trương Khác cùng Tạ Vãn Tình đang đứng chung nói chuyện với nhau. Tạ Vãn Tình thường ngày đã quen khép mình, không khiến người chú ý, nhưng không được phủ nhận, nếu không có sự ủng hộ kiên định của cô, Cẩm Hồ sẽ không có căn cơ kiên định để bay lên, còn có Diệp gia phía sau Diệp Kiến Bân có thể nói là một căn cơ kiên định khác để Cẩm Hồ bay lên. Cẩm Hồ lúc này tới cùng khổng lồ thế nào? Sau mùa lũ vào mùa hạ năm nay, vì gây quỹ trùng kiến tài chính sau thiên tai cho tỉnh Giang Nam, Trương Khắc cùng Tạ Vãn Tình liên hợp các gia tộc Hoa Thương Đông Nam Á như Quách, Hà, Mã, Trần chuyển nhượng 6% cổ phần của tập đoàn Ái Đạt tương đương 120 triệu đô la, chuyển nhượng 6% cổ phần của Việt Tú tương đương 80 triệu đô la, lấy giá chuyển nhượng giá cổ phiếu lần này làm cơ sở tính tổng giá cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Ái Đạt vượt trên 2 tỷ đô la. Của Việt Tú trên 1.3 tỷ đô la. Công ty cổ phần Việt Tú là công ty quản lý tài sản bên trong hệ thống Cẩm Hồ, hội nghị lần này sẽ quyết định chỉnh hợp Việt Tú vào bộ môn quản lý tài sản cùng đầu tư của thương vụ Cẩm Hồ, nhưng lấy hai số liệu đơn giản này, còn xa mới có thể phản ánh ra cơ cấu cùng quy mô khổng lồ của hệ thống Cẩm Hồ, vốn lấy hai xí nghiệp thành viên thương vụ Cẩm Hồ, tập đoàn Ái Đạt làm hạch tâm. Trương Á Bình vào ngày 5 tháng 12 chính thức rời khỏi Philip. Hắn không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, ở lại Hải Châu hết 4 ngày, lại tới kiến nghiệp sớm 3 ngày, coi như là chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Linh Kiện kiêm Phó Tổng Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Ái Đạt. Trong thời gian 7 ngày ở đây, công tác chính yếu của hắn là quen thuộc toàn bộ cơ cấu của Cẩm Hồ. Người ngoài quen thuộc nhất đối với Cẩm Hồ tự nhiên là Điện tử Ái Đạt. Điện tử Ái Đạt sau khi niêm yết cửa sau vẫn lấy nghiệp vụ đầu đĩa là chủ, đầu năm 97 cùng Đức Nghi. Tư Cao Bách liên hợp đưa ra kỹ thuật đĩa SVCD, sau đó Điện tử Ái Đạt lại đơn độc lần lượt đưa ra đĩa video SVCD, cùng đĩa video SVCD siêu mật độ, đã xác định địa vị trên thị trường đầu đĩa khu vực cùng quốc gia mới phát. Điện tử Ái Đạt dự tính cả năm 98 sản xuất các loại đầu đĩa sẽ lấy SVCD là chủ để đột phá 70 triệu chiếc, giá trị sản lượng đột phá 10 tỷ. Bởi Điện tử Ái Đạt thành lập thời gian sớm nhất, bắt đầu từ năm 98 không hưởng thụ được chính sách ưu đãi giảm miễn thuế.
năm 98 cống hiến cho tài chính TP, Hải Châu gần 600 triệu tiền thuế. Tuy nói năm 98 thị trường đầu đĩa Đông Nam Á vẫn bị áp chế, cạnh tranh tại thị trường đầu đĩa quốc nội cũng hết sức kịch liệt. Điện tử Ái Đạt xem như nhãn hiệu đầu đĩa đầu tiên, năm 98 vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của nghiệp vụ kinh doanh chính 900 triệu. Bởi tập đoàn Ái Đạt cùng công ty cổ phần Việt Tú vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trưởng đối với điện tử Ái Đạt, hơn nữa nghiệp vụ đầu đĩa của điện tử Ái Đạt đang đạm thị biểu hiện vẫn rất không tầm thường, biểu hiện của điện tử Ái Đạt tại thị trường chứng khoán Hồng Kông vượt trội hơn các công ty khác trên thị trường. Mặc dù tổng giá cổ phiếu trên thị trường duy trì ở mức 7 tỷ đô la Hồng Kông đã bị giảm xuống 30%, nhưng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đâu đâu cũng có công ty bị giảm quá nữa, thậm chí vượt quá 2/3. Tăng giá trị cổ phần mua vào. Đạm thị, lượng người mua hoặc người bán chứng khoán rất ít. Vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trị, tỷ lệ cổ phần của tập đoàn Ái Đạt cùng công ty Việt Tú đối với điện tử Ái Đạt trong thời gian một năm tại quá khứ từ chưa tới 30% nâng cao đến 48%. Điều này có lẽ người ngoài có thể trực tiếp lý giải được. Tổng giá trị cổ phần Cẩm Hồ nắm giữ của điện tử Ái Đạt khoảng 3,4 tỷ đô la Hồng Kông. Như Cẩm Hồ năm 98 còn có thể chia sẻ lũng đoạn chip giải mã 80 triệu đô la, đây là điều người ngoài không biết. Đây chỉ là một góc của núi băng, nếu có thể càng tỉ mỉ hơn, từ trong báo cáo tài chính quý 3 mà điện tử Ái Đạt công bố có thể thấy được tình huống tài vụ năm nay của điện Hương Tuyết Hải. Mặc dù năm nay Hương Tuyết Hải không có kế hoạch chia hoa hồng, sẽ không làm ra cống hiến trực tiếp cho lợi nhuận của điện tử Ái Đạt. Nhưng vẫn còn có thể từ trong báo cáo tài chính của điện tử Ái Đạt nhìn ra Hương Tuyết Hải mượn CCTV quảng cáo Tiêu Vương sau đó bay lên. Từ cuối mùa xuân năm 96, Cẩm Hồ chính thức tham gia Hương Tuyết Hải. Thông qua điện tử Ái Đạt, công ty Việt Tú hai lần tiến hành đổ tiền đối với Hương Tuyết Hải, khiến cho Hương Tuyết Hải với nhãn hiệu dân tộc gần 20 năm lịch sử nhận được tài chính sung túc để phát triển, chỉ tài sản trong thời gian ngắn tăng trưởng đến 1 tháng 5 tỷ, quy mô tài sản cuối năm 97 đạt 3 tỷ. Cuối năm 97 ngoại trừ thành lập tuyến sản xuất tủ lạnh mới, còn đầu tư kiến tạo tuyến sản xuất máy giặt và máy điều hòa. Năm 98, nhãn hiệu quảng cáo của Hương Tuyết Hải chính thức tiến vào khoảng thời gian hoàng kim của CCTV, tiêu thụ sản phẩm của Hương Tuyết Hải bỏ đi diện mạo chán nản năm rồi, đoạt lại địa vị Bắc Hải Nhĩ, Nam Hương Tuyết Hải, nghiệp vụ chủ doanh, lượng tiêu thụ tủ lạnh dự tính cả năm 98 có thể đạt tới 3.6 tỷ, sáp nhập các nghiệp vụ máy giặt, máy điều hòa, tổng ngạch tiêu thụ cả năm sẽ đạt tới 5 tỷ, sau khi khấu trừ tiền thuế, lãi dòng hàng năm vẫn đạt khoảng 500 triệu. Đương nhiên, lượng tiêu thụ 5 tỷ cùng lợi nhuận trong năm 500 triệu chỉ là mục tiêu lúc đầu của Hương Tuyết Hải. Năm 99 Hương Tuyết Hải sẽ mở rộng thêm thị trường máy giặt, điều hòa trong nước, cùng mở rộng thêm thương hiệu. Đồng thời còn kế hoạch hướng về các sản nghiệp hàng đầu như máy đông lạnh cùng máy hơi ép, còn khởi động khai phát thị trường hải ngoại. Kế hoạch cuối năm 99 thực hiện mục tiêu nâng cao hai con số kể trên. Ngoại trừ điện tử Ái Đạt nắm giữ 25% cổ phần của Hương Tuyết Hải, Cẩm Hồ còn thông qua Việt Tú trực tiếp nắm giữ 51% cổ phần của Hương Tuyết Hải. Đây chỉ là một góc núi băng của Cẩm Hồ mà người ngoài thông qua tư liệu công khai có khả năng lý giải được. Đây vẫn là lần đầu tiên tổ chức hội nghị quản lý cấp cao, ngoại trừ thảo luận nhập Việt Tú vào bộ môn quản lý tài sản cùng đầu tư của thương vụ Cẩm Hồ. Cũng trong khoảng thời gian này thực thi kế hoạch dung hợp của hệ thống Cẩm Hồ, đồng thời tiến hành kiểm thảo cùng xác nhận bước tiếp theo của phương án. Đề tài thảo luận lần này là trước tiên xác định, tài liệu tương quan cũng sớm được đưa tới tay những thành viên tham dự hội nghị. Chương 962, chiến lược được ăn cả ngã về không. Để tăng cường tiêu thụ điện thoại di động số, kế hoạch trăm thành phố trăm tiệm cũng chính thức khởi động, tập đoàn Ái Đạt cùng Điện Thịnh Hâm tổng cộng đầu tư 500 triệu thành lập công ty Viễn Thông Thịnh Hâm. Bắt đầu nghiệp vụ chuyên doanh điện thoại di động số. Tập đoàn Ái Đạt cung cấp 300 triệu, đổi lấy 12% cổ phần của Điện Thịnh Hâm cùng 40% cổ phần của Viễn Thông Thịnh Hâm. Mặt khác, Diệp Gia còn tiến thêm một bước cùng nhóm Trương khác, Tạ Vãn Tình trao đổi quyền nắm giữ cổ phần đối với tập đoàn Ái Đạt, thương vụ Cẩm Hồ cùng với Điện Thịnh Hâm. Để bảo đảm Điện Thịnh Hâm từng bước dung hợp vào trong hệ thống Cẩm Hồ, mặt khác đang cùng đàm phán với Phủ Thị Chính Huệ Sơn. Đem 24% cổ phần thừa lại của Hương Tuyết Hải do tập đoàn Ái Đạt thu mua do Cục Công nghiệp Nhẹ TP. Huệ Sơn nắm giữ, hoàn toàn tư hữu hóa điện Hương Tuyết Hải, đây cũng là làm chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo đưa ra thị trường của Hương Tuyết Hải. Ngoại trừ phải phát triển xí nghiệp chuyên doanh điện thoại di động đại quy mô nhất trong nước, lúc này Điện Thịnh Hâm sở hữu 88 siêu thị điện gia dụng, trong đó 28 siêu thị có diện tích kinh doanh gần hoặc trên 10.000 m²,
tổng số công nhân trên 12.000 người, lượng tiêu thụ đột phá 12 tỷ, hoàn toàn xứng đáng là xí nghiệp thương nghiệp lớn nhất nước, tuy nói đang trong thời kỳ mở rộng áp dụng hình thức quản lý khoán, lợi nhuận hàng năm cũng tới 700 triệu. Một khi hình thành hệ thống Cẩm Hồ lấy tập đoàn Ái Đạt, thương vụ Cẩm Hồ làm hạch tâm, hệ thống này sẽ trực tiếp khống chế điện tử Ái Đạt, xí nghiệp đầu đĩa lớn nhất thế giới, cửa hàng điện thoại di động lớn thứ tư trong nước, cửa hàng máy nghe nhạc cầm tay lớn thứ hai toàn cầu, Tân Quang xí nghiệp tạo giấy lớn nhất Hoa Đông, gỗ Tân Quang xí nghiệp gỗ lớn nhất nước, Thịnh Hâm xí nghiệp điện gia dụng lớn nhất nước, Trung Tinh Vi Tâm xưởng tinh viên wafer duy nhất hiện nay trong nước, Hương Tuyết Hải xí nghiệp sản xuất tủ lạnh lớn thứ hai trong nước. So với các xí nghiệp thành viên kể trên, gián tiếp khống chế giải trí ăn uống Thế Kỷ Cẩm Hồ, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, thực nghiệp Hồng Viễn cũng có vẻ không quan trọng rồi. Nếu muốn tìm hiểu rõ quan hệ quyền lợi phức tạp trong nội bộ của hệ thống Cẩm Hồ, cho dù Trương Á Bình nắm được tư liệu trực tiếp nhất, cũng sẽ cảm thấy hết sức đau đầu. Trong lòng Trương Á Bình cũng rất tò mò, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi đầu như Trương khác, lúc này tài sản trên danh nghĩa tới cùng có bao nhiêu? Lấy giá cổ phần chuyển nhượng cho các Hoa Thương Đông Nam Á Quách, Trần, Mã, Hạng làm cơ sở tính toán, tổng giá trị tài sản trên danh nghĩa của Trương khác vào khoảng 5,26 tỷ đô la Mỹ. Tài sản Diệp gia lấy Diệp Kiến Bân làm đại biểu, vào khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tài sản của Tôn Thượng Nghĩa, vợ chồng Cát Minh Du vào khoảng 400 triệu đô la Mỹ, Tạ Vãn Tình sở hữu khoảng 400 triệu đô la Mỹ, Cát Minh Tuấn khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Hứa Tư không có tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này, tài sản trên danh nghĩa cũng phải trên 150 triệu đô la Mỹ, và có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao. Ngoại trừ bản thân Trương Á Bình là mới gia nhập Cẩm Hồ, vẫn chưa nhận được cổ phần của Cẩm Hồ, thân gia của những người khác cũng tất nhiên là xa xỉ, trong đó lấy Tô Tân Đông, Đinh Hòe, hai nguyên lão có cống hiến lớn nhất đối với Cẩm Hồ, tài sản cũng trên 100 triệu đô la Mỹ. Lấy điều này là cơ sở tính toán, quy mô tài sản trung tâm của hệ thống Cẩm Hồ phải đạt đến 5 tỷ đô la Mỹ, cái này nếu so sánh dưới bối cảnh quốc tế, Cẩm Hồ quả thật không tính là gì. Tập đoàn Samsung năm 98 số nợ đã lên đến 17 tỷ đô la Mỹ, tổng giá cổ phiếu trên thị trường của Sony mặc dù tại thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất vẫn duy trì trên 30 tỷ đô la Mỹ. Sony chỉ là một xí nghiệp điện tử của Nhật do nhà tài phiệt Mitsui khống chế. Tuy nhiên trong lòng các cao tầng tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này đều rất rõ ràng, giá trị của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ phải vượt xa 5 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có thể sản sinh ảnh hưởng rõ rệt đối với kinh tế, chính trị thế thái đối với lưu vực Tiểu Giang. Chu Du đi tới bên cạnh Trương Á Bình, Tô Tân Đông, cười nói. Qua 10 năm, 100 năm nữa, hậu nhân nghiên cứu kinh tế cận hiện đại của Trung Quốc hoặc thế giới, có thể sẽ gọi hội nghị lần này oai phong cùng loại như hội nghị 29 người, hay không? Nếu như có thể, chúng ta cũng sắp được lưu sử sách rồi. Chu Du vui tính nói, thần thái cũng có phần tự hào. Trương Á Bình nở nụ cười, Cẩm Hồ lúc này cũng không cần phải che giấu dã tâm nữa, đặc biệt là tổ chức hội nghị quản lý cấp cao lần này, đã chứng tỏ Cẩm Hồ sơ bộ có đủ đặc trưng của một tập đoàn tài chính sản nghiệp có tính tổng hợp rồi. Khác thiếu gia bảo anh qua đó đấy. Tô Tân Đông nhắc nhở Trương Á Bình chú ý nhìn Trương Khác đang ở xa vẫy tay với bên này. Trương Khác cùng Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành đứng chúng với nhóm Đào Hành Kiệt, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hương Tuyết Hải. Chu Du đi tìm người khác nói chuyện, còn Tô Tân Đông đi cùng Trương Á Bình qua đó. Hương Tuyết Hải phải khởi động kế hoạch điện gia dụng số càng sớm càng tốt. Trương Khác nhìn Tô Tân Đông và Trương Á Bình đi tới. Mặc dù chúng ta phải đồng thời đưa vào kinh doanh hai thương hiệu Ái Đạt cùng Hương Tuyết Hải, nhưng nội bộ không thể bởi vì thương hiệu khác nhau mà sinh ra cản trở. Đàm phán với phủ thị chính Huệ Sơn cũng phải hoàn thành nhanh một chút, do Ái Đạt thu mua cổ phần còn lại của Hương Tuyết Hải trong tay cục công nghiệp nhẹ TP. Huệ Sơn, mặt khác, mở rộng thị trường hải ngoại của Hương Tuyết Hải cũng phải nhanh chóng khởi động, công tác bộ phận này đương nhiên cũng phải giao cho bộ vận doanh hải ngoại dưới cờ thương vụ Cẩm Hồ đi triển khai. Trương Khác vỗ vai Tiêu Tấn Thành. Sang năm áp lực trên người anh không ít, Cẩm Hồ dựa vào thị trường trong nước là căn cơ, nhưng có thể chân chính thực hiện bay lên hay không? Thì vẫn phải có ý thức cạnh tranh thị trường toàn cầu, chỉ có tại thị trường toàn cầu cùng các ông lớn điện tử chế tạo Samsung, Sony, Panasonic, Nokia vật lộn qua còn có thể sừng sững không ngã thì mới có thể tính là thu được thành công, tiêu chuẩn thành công của chúng ta là phải tạo ra một xí nghiệp làm cho người trong nước kiêu ngạo. Mặt trời chiều đang trôi dần xuống, mọi người đều lần lượt ngồi lên xe xuống núi, tiệc liên hoan buổi tối được an bài trong nhà hàng công nhân của khu sáng nghiệp.
bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị quản lý cấp cao trong 3 ngày, thời gian tương đối gấp gáp, vấn đề có thể thảo luận đầy đủ cũng có hạn, tuy nhiên đã đưa ra một số quy định có tính chế độ đối với hội nghị quản lý cấp cao. Hội nghị quản lý cấp cao sau đó từng quý đều sẽ định kỳ cử hành, tập thể thảo luận cùng quyết sách phương hướng cùng chiến lược phát triển tương lai của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ, các hạng mục quan trọng cũng sẽ do văn phòng hội nghị thông báo cho mọi người, cũng quyết định hội nghị quản lý cấp cao sau đó sẽ do Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ thay phiên chủ trì, lúc này do Trần Tín Sinh cùng Diệp Kiến Bân thay phiên đảm nhiệm chủ tịch chủ trì hội nghị. Như vậy trên chế độ bảo đảm địa vị nòng cốt của Tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ bên trong hệ thống Cẩm Hồ. Nhưng Chu Du lại nói đùa một câu, hội nghị 29 người, cách xưng hô không chính thức này đã thâm nhập nhân tâm, nội bộ Cẩm Hồ mấy ngày nay đều lấy tên gọi này để chỉ hội nghị quản lý cấp cao. Buổi chiều ngày 14, hội nghị 29 người, trong 3 ngày đã kết thúc, dựa theo nhật trình an bài, phải tổ chức tham quan khu thực nghiệm vườn sồi. Luồng không khí lạnh của phương Bắc còn chưa kéo tới, khí trời của Kiến Nghiệp mặc dù lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể chịu được, lá sồi màu vàng hoặc vàng đỏ trong khu thực nghiệm ào ào đổ xuống, đã tích một tầng hơi mỏng ở trong vườn. Viên khu thực nghiệm quản chế không nghiêm ngặt đối với bên ngoài, thậm chí có nam nữ sinh trong các trường đại học gần đây lén lút tới tâm sự yêu đương, bảo vệ cửa cũng sẽ không đuổi họ đi. Khi tiến vào phía sau đại sảnh của tòa nhà nghiên cứu phát triển, quản chế mới bắt đầu nghiêm ngặt. Trong gần một năm nay Diệp Kiến Bân rất ít có thời gian tại Kiến Nghiệp, hơn nữa cũng không có sự vụ cần thiết, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào tòa nhà nghiên cứu phát triển của khu thực nghiệm. Độ sáng của đèn trong hành lang sẽ tự động điều chỉnh theo người đến gần đi xa. Hệ thống điều hòa trong phòng cũng tự động điều chỉnh, Diệp Kiến Bân cảm thấy rất kinh ngạc, hắn tin tưởng còn có rất nhiều chi tiết không ai nhắc nhở mình sẽ không cảm nhận được. Hắn hỏi Trương Khác, đổ vào tòa nhà này bao nhiêu tiền? Trước kia anh đoán chừng giá thành của mấy tòa nhà này sẽ bao nhiêu? Trương Khắc cười hỏi. Tại hệ thống trí năng của mái hiên, đầu tư vào cũng phải gấp đôi số anh tính ra. Năm ngoái khu thực nghiệm xây 4 tòa nhà, năm nay lại xây 2 tòa nhà đưa vào sử dụng. Bởi yêu cầu hạn chế kiến trúc cạnh Hồ Yến Quy, tổng kiến trúc của 6 tòa nhà nghiên cứu phát triển cũng chưa đến 100.000 m². Do là kiến trúc tầng thấp, giá thành phải thấp hơn nhiều so với kiến trúc cao tầng. Trước kia Diệp Kiến Bân tính ra cũng chỉ 200-300 triệu, tuyệt không nghĩ đến trong mấy tòa nhà này lại đưa vào tới 700-800 triệu, cái này đương nhiên còn chưa tính cả thiết bị thực nghiệm, giá trị của thiết bị thực nghiệm tuyệt đối vượt xa giá trị của mấy tòa nhà này. Diệp Kiến Bân chép miệng, không nói gì. Trước đây hắn đối với nghiệp vụ của Tập đoàn Ái Đạt chỉ có thể tính có lý giải rất nông cạn, hắn muốn cùng Trần Tín Sinh thay phiên đảm đương chủ tịch hội nghị quản lý cấp cao. Tuy nói sự phát triển của Tập đoàn Ái Đạt cũng chủ yếu lấy ý kiến của nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông là chủ, nhưng lý giải nghiệp vụ của hắn đối với Tập đoàn Ái Đạt cũng không thể chỉ dừng ở mức độ như lúc đầu. Có khí khái của nhà giàu mới nổi thật đấy. Thịnh Thanh ở bên cạnh lắc đầu khe khẽ thở dài. Bắt đầu khởi động kế hoạch vườn sồi từ tháng 5 năm trước đến nay, tổng số tiền mặt đưa vào trong hệ thống nghiên cứu trên 4 tỷ, tôi thấy số liệu trên tài liệu vẫn còn đang rất mơ hồ. Sao có thể xài tiền như thế được chứ? Mọi người đều nở nụ cười. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh lần này mới chính thức liệt vào tầng quản lý trung tâm của Cẩm Hồ, cũng lần này mới chính thức tiếp xúc với những cơ mật thương nghiệp nòng cốt của Tập đoàn Ái Đạt, quyết tâm của nhóm Trương Khác khi đầu tư vào nghiên cứu phát triển, cũng làm họ rất kinh ngạc. Không đem điện tử Ái Đạt niêm yết cửa sau cuốn vào trong vòng suy tính 4 tỷ, gần như đã cuốn các nghiệp vụ trong mấy năm nay như đầu đĩa điện thoại di động với khoản lợi nhuận khổng lồ đầu tư vào trong hệ thống nghiên cứu phát triển, thậm chí vượt xa cả Tập đoàn Ái Đạt đầu tư vào mở rộng hệ thống sản xuất. Lấy khí khái nhà giàu mới nổi để hình dung, thật đúng là thỏa đáng. Trương Khắc cười cười. Nếu có ý kiến lớn như vậy, trên hội nghị sao không đề xuất? Thuật nghiệp có chuyên công, đối với sự phát triển của ngành điện tử, tôi đâu có thể đề xuất ý kiến hẳn hoi chứ? Thịnh Thanh cười tự giễu. Trong nước cũng có mấy xí nghiệp chế tạo thiết bị điện, điện tử có thanh thế, như Xuân Lan, như Hải Nhĩ, như Trường Hồng, như Tân Khoa, như Bộ Bộ Cao, tốc độ phát triển mấy năm nay đều rất thần tốc, và vẫn còn đang tích cực mở rộng. Thanh thế khá lớn như Hải Nhĩ, Trường Hồng thì không nói đến, chỉ nói tập đoàn Xuân Lan của Tân Thái đi, lúc ban đầu là làm điều hòa lập nghiệp, hôm nay tủ lạnh Xuân Lan, máy giặt Xuân Lan, TV Xuân Lan, nồi cơm điện Xuân Lan. Lò vi sóng Xuân Lan, đủ loại sản phẩm. Ngoại trừ ngành điện gia dụng truyền thống, Xuân Lan cũng chen chân vào ngành sản xuất xe máy, ô tô, máy tính. So sánh với Xuân Lan,
sản phẩm của Ái Đạt ở trong nước cũng chỉ có thể lấy từ đáng thương để hình dung. Ngoại trừ điện thoại di động chính là DVD player, lượng tiêu thụ của từ điển điện tử tại thị trường quốc nội xếp thứ hai. Nhưng nghĩ đến mức tiêu thụ của từ điển điện tử ít nhiều cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nếu nghiêm túc so sánh, lượng tiền mặt chảy ra của Xuân Lan không thể so sánh với Ái Đạt, mức nổi tiếng của thương hiệu Ái Đạt cũng không yếu hơn so với Xuân Lan. Có người sẽ sản sinh nghi vấn như vậy, Ái Đạt tại tuyến sản phẩm mở rộng có phải quá bảo thủ rồi không? Đương nhiên rồi, người bình thường cũng không biết, Ái Đạt trên việc kéo dài liên ngành đại khái đã làm được cực hạn có thể làm như trước mắt. Hơn nữa càng nhiều tài chính đều đầu tư vào trong nghiên cứu phát triển. Nhìn từ căn bản, Ái Đạt cùng Xuân Lan lựa chọn đi trên hai con đường phát triển hoàn toàn khác. Ái Đạt là cắm rễ sâu, Xuân Lan là trải thảm trước. Mấy ngày này tôi đang nghĩ hai loại hình thức phát triển này, cái nào ưu cái nào kém. Trương Khắc có phần ngoài ý muốn nhìn Thịnh Thanh, cười nói. Trông anh hiện tại càng lúc càng không có khí chất của đại ca Tây Thành rồi đấy. Những người khác còn để ý đến thể diện của Thịnh Thanh nên chịu đựng không cười, Trương Chi Phi cùng Thiệu Chí Cương lại cười ha hả, Tô Tân Đông cũng lắc đầu cười, thân phận lúc ban đầu của Thịnh Thanh đặt tới cổ đại xưng là siêu giảo hoạt, hiện tại gọi đại lưu manh. Trước đây phụ trách làm đĩa lậu, sau khi triệt để rời khỏi ngành in lậu, hắn vẫn còn ở nghiệp vụ của tập đoàn giải trí ăn uống Thế Kỷ Cầm Hồ. Hắn có thể có những suy nghĩ này đối với hình thức phát triển của Xuân Lan, Ái Đạt, lần này có thể đi vào tầng lớp nòng cốt 29 người, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thịnh Thanh kéo Đỗ Phi theo qua đây tham quan khu thực nghiệp, xoa xoa đầu hắn nói. Trước đây đại ca Tây Thành là ba nó, tôi có quan hệ gì? Trương Khắc nói. Vấn đề là cắm rễ sâu hay là trải thảm có thể nói lúc này đã vây khốn rất nhiều các xí nghiệp có quy mô, hơi có thành tựu ở trong nước. Y quay đầu lại nhìn Thôi Quốc Hằng. Viện trưởng Thôi, thầy đối với phương diện này rất có nghiên cứu, thầy đánh giá thế nào? Thôi Quốc Hằng có thể thành một trong 29 người, chủ yếu là trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ mà hắn lãnh đạo cung cấp ủng hộ về trí lực cho hội nghị quản lý cấp cao. Hắn đi tới phía trước nói. Hình thức của Xuân Lan nhìn qua đầy đủ tiềm lực để khai thác giá trị thương hiệu, nhưng tuyến sản phẩm mở rộng quá nhanh, cũng sẽ quá độ làm loãng đi giá trị của thương hiệu. Lấy quan điểm chính thống của giới giáo dục so sánh, là hy vọng có thể cân đối phát triển. Lấy Hải Nhĩ mà nói, mấy năm giai đoạn trước của Hải Nhĩ phát triển cũng là chuyên tâm vào ngành sản xuất tủ lạnh, có tới 6,7 năm không có phân tâm, mấy năm gần đây mới thực hiện phát triển đa nguyên hóa, hình thức của Hải Nhĩ tương đối phù hợp với tư duy của giới kinh tế học truyền thống. Trước tiên cắm rễ sau trải thảm. Tuy nhiên so sánh với Ái Đạt, rễ của họ không thể tính cắm được sâu. Chương 963, lối tắt. Viện trưởng Thôi đang khéo léo phê bình Ái Đạt cắm rễ quá sâu rồi, có vẻ được ăn cả ngã về không quá. Trương Khắc thản nhiên nói. Đem trứng gà đặt vào trong một cái rổ, quả thật bất lợi với việc phân chia phiêu lưu, tuyến sản phẩm của chúng ta rất hẹp, trong nước chỉ có 3 loại đầu đĩa, điện thoại di động, và PDA. Mức tiêu thụ của PDA quá nhỏ, không có lực ảnh hưởng quá lớn đối với Ái Đạt, đầu đĩa là nghiệp vụ của công ty trên thị trường chứng khoán. Đối với tập đoàn Ái Đạt, trên thực tế ở trong nước chỉ có một loại sản phẩm điện thoại di động có lực ảnh hưởng. Chỉ tại thị trường trong nước, chúng ta đã ký thác hy vọng quá nhiều trên sản phẩm đơn nhất điện thoại di động này. Kéo dài phát triển liên ngành, đặc biệt là đầu tư vào kỹ thuật nghiên cứu phát triển, cũng đều xoay quanh loại đơn nhất điện thoại di động này thôi. Được ăn cả ngã về không cũng là thích hợp. Trương Khắc nói đến đây, đưa mắt nhìn hai bên. Mọi người có phải cũng cảm thấy sách lược phát triển của Ái Đạt là được ăn cả ngã về không hay không? Trương Khắc vừa hỏi như thế, bầu không khí liền có chút ngưng trọng. Trương Khắc thấy mọi người đều không nói lời nào, y vừa cười vừa nói. Hay là mọi người đều không thích nói lời mất hứng? Cân đối phát triển quả thật càng phù hợp với tư duy của kinh tế học chính thống. Trần Tín Sinh suy nghĩ một chút, nói. Từ trong tài liệu mà viện trưởng Thôi cung cấp, chúng ta có thể thấy được tập đoàn Samsung cũng đang quả đoán cắt giảm một số nghiệp vụ nhìn qua rất có tiềm lực, chỉ coi trọng nhất điện tử Samsung, cũng tập trung chủ yếu tinh lực lên phát triển kỹ thuật số. Sau khi mắc nợ 17 tỷ đô la Mỹ, năm 98 chi phí mà Samsung dùng trên phát triển kỹ thuật số gần tới 2 tỷ đô la Mỹ. Lấy quan điểm học thuật truyền thống để đi đánh giá, tập đoàn Samsung cũng là được ăn cả ngã về không. Đặt niềm tin lên kỹ thuật số. Tập đoàn Samsung bị khủng hoảng kinh tế kéo đến gần biên giới phá sản vì sao còn dám lựa chọn chiến lược phát triển được ăn cả ngã về không như vậy? Đầu tiên, nó rất gần với phán đoán của chúng ta,
cho rằng kỹ thuật số là xu hướng phát triển của ngành điện tử vào tương lai. Chính yếu là, tôi nghĩ vẫn là Samsung dã tâm bừng bừng, đem càng nhiều lực lượng đặt lên một con đường, tốc độ đẩy mạnh cũng sẽ nhanh hơn, Samsung là không cam lòng chỉ làm xí nghiệp hạng 2. Mặc dù Trần Tín Sinh nói Samsung, cũng không nghi ngờ là đang tuyên cáo dã tâm của Cẩm Hồ, Trương Khắc cười nói. Anh đây là cũng thừa nhận lộ số của Ái Đạt là được ăn cả ngã về không rồi, không ở lại chỗ này nhiều nữa, cứ vừa tham quan vừa nghị luận đi. Trước hết đi vào tham quan là phòng thí nghiệm kỹ thuật màn hình tinh thể lỏng. Cẩm Hồ từ trong tay Đức Nghi thu được kỹ thuật màn hình tinh thể lỏng STN máu xám, cũng nói là màn hình đen trắng thông thường. Kỹ thuật màn hình lam của Cẩm Hồ cũng chỉ là dưới màn hình đen trắng gài thêm bóng hai cực ánh sáng lam làm che bóng có thể thực hiện. Hai năm nay cũng từ một số công ty nhỏ của Nhật Hàn thu mua một số kỹ thuật tương quan, tăng cường cơ sở kỹ thuật. Tại màn hình tinh thể lỏng STN màu xám truyền thống, tăng thêm miếng lọc ánh sáng là có thể phân giải ra ba màu đỏ, xanh lục, vàng, trên lý luận cũng có thể hiện ra hình ảnh màu sắc rực rỡ, nhưng làm sao thương dụng hóa kỹ thuật này trên các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, là một cửa ải khó khăn mà một năm nay phòng thí nghiệm kỹ thuật màn hình của Vườn Sồi vẫn đang đầu tư chủ yếu tinh lực để đi giải mã. Đây cũng thể nói là biểu hiện của chiến lược được ăn cả ngã về không của Ái Đạt. Lãnh đạo phòng thí nghiệm kỹ thuật hiển thị của Vườn Sồi là Trương Trấn Hằng người Hoa Singapore, nghiên cứu viên cấp cao trường kỳ đảm đương trưởng phòng thí nghiệm SAS của CT Hạ Phổ tại Nhật Bản. Trong phòng thí nghiệm, hắn biểu diễn cho các thành viên tầng quản lý nòng cốt Cẩm Hồ thử nghiệm dùng màn hình điện thoại di động chọn dùng kỹ thuật STN nhiều màu. Theo chương khác, màn hình điện thoại di động tại màu sắc, độ sáng, độ phân giải đều tạm được. Y biết rõ năm 2002, 2003 tuyệt đại đa số màn hình điện thoại di động đều chọn dùng kỹ thuật STN nhiều màu, cao nhất có thể hiện ra 65.000 màu, đạt được độ phân giải 128x160. Muốn đạt được yêu cầu như vậy, con đường phòng thí nghiệm phải đi còn rất dài, hơn nữa lúc này lấy ra hàng mẫu thời gian đáp ứng còn tương đối dài, màn hình tương đối dày, còn chưa thể biểu hiện ra động thái hình ảnh. So với ánh mắt hà khắc của Trương Khắc, những người khác đều chưa thấy qua dáng dấp điện thoại di động 4,5 năm sau, thấy được hàng mẫu màn hình điện thoại di động phòng thí nghiệm lấy ra, họ đều rất kinh ngạc. Diệp Tiểu Đồng cầm lấy mẫu thử yêu thích không buông tay, hỏi Trương Khắc. Phòng thí nghiệm tới cùng còn cất giấu đồ tốt gì? Dự định lúc nào đưa loại điện thoại di động này ra thị trường? Đưa ra thị trường còn sớm. Ninh Hòe cầm lấy mẫu thử nghiệm trong tay Diệp Tiểu Đồng, rất sợ cô, xấu tính, đưa mẫu thử nghiệm ra ngoài phòng thí nghiệm. Cho dù Hạ Phổ cũng chưa hẳn dám nói loại kỹ thuật này của họ đã trưởng thành đến giai đoạn thương dụng rồi. Trương Khắc cười cười, trong lòng y rõ ràng, trong phòng thí nghiệm ít nhất cũng phải thời gian 1,2 năm mới có thể bắt đầu thành thục kỹ thuật STN đa màu sắc này. Đưa ra sản phẩm với kỹ thuật thô sơ quá sớm, tổn thương đối với thương hiệu rất lớn, cho dù sau khi kỹ thuật thành thục, lúc nào đưa ra thị trường thì cũng phải nhìn thời cơ. Đưa ra thị trường kỹ thuật mới mẻ độc đáo quá sớm, chưa hẳn có thể thu được thành công trên thương nghiệp. Màn hình màu càng xa hoa, cùng điện thoại di động màn hình cảm ứng, phương án lựa chọn rất tốt chính là chọn dùng màn hình tinh thể lỏng TFT, lá mỏng, độ sáng tốt, độ tỷ lệ cao, cảm giác cấp độ mạnh, nhan sắc đẹp. Thời gian đáp ứng chỉ bằng 1/3 màn hình tinh thể lỏng STN đa màu, tuy nhiên tinh thể lỏng TFT tồn tại chỗ thiếu sót là hao điện và giá thành cao. Đương nhiên càng xa hoa còn có màn hình phát quang hữu cơ OLED, đây sẽ là mục tiêu mà Sở Nghiên cứu Kỹ thuật Quang điện Thái Thác cùng phòng thí nghiệm trong Vườn Sồi muốn liên hợp lại phấn đấu. Đương nhiên rồi, màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc ở trên sản phẩm điện tử chung đê đoan vẫn rất có thị trường, dù sao giá thành rẻ. Dưới điều kiện hữu hạn, Cẩm Hồ vẫn sẽ không bỏ qua phát triển kỹ thuật STN đa màu sắc, lợi nhuận trên thị trường chung đê đoan cũng đủ để bù đắp phí rèn luyện đội ngũ kỹ thuật rồi. Trong tay Cẩm Hồ còn không có kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, nhưng đội ngũ nghiên cứu phát triển kỹ thuật phải bắt đầu rèn luyện trước. Muốn sản xuất màn hình tinh thể lỏng TFT thì yêu cầu được trao quyền độc quyền. Trương Khắc cũng không cho rằng lúc này Cẩm Hồ có thể được trao quyền trên kỹ thuật tinh thể lỏng mới nhất từ các cửa hàng điện tử của Nhật. Cho dù có thể giành được thiết bị cùng kỹ thuật đã được sàng lọc của các cửa hàng Nhật thì cũng phải đợi nhiều năm nữa. Nhưng các xí nghiệp điện tử Hàn Quốc đã sớm thu được kỹ thuật cùng tuyến sản xuất đời thứ nhất của Nhật Bản, mở rộng kỹ thuật độc lập cũng phải tiếp tục một đoạn thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Trương Khắc hướng Tiêu Tấn Thành vẫy tay, bảo hắn tới gần hơn. Bên công ty điện tử SYDIS, hiện đại hiển kỳ kỹ thuật Chu Thức Hội xã, bộ phận hải ngoại phải nhìn để ý sát một chút. Nếu như có thể,
lúc này không ngại bắt đầu tiếp xúc với họ. Tiêu Tấn Thành gật đầu, dưới gợi ý của Trương Khác, Cẩm Hồ đã sớm để ý tới kỹ thuật tinh thể lỏng đời thứ 3 trong tay SYDIS. Triệu Văn Dục, người phụ trách cơ cấu chi nhánh của thương vụ Cẩm Hồ thiết lập tại Hàn Quốc cùng với công ty hữu hạn điện tử Tinh Bình Ái Đạt cùng một số nhân viên công trình kỹ thuật trong phòng thí nghiệm kỹ thuật hiển thị Vườn Sồi, họ đều là các công nhân của SYDIS bị cắt giảm trong khủng hoảng kinh tế. Tinh thể lỏng STN đa màu sắc cho dù đột phá cửa ải kỹ thuật trên hiển thị động thái, nó cũng chỉ thích hợp làm màn hình nhỏ, làm màn hình lớn thậm chí TV tinh thể lỏng, tương lai 10 năm chủ lưu vẫn là kỹ thuật tinh thể lỏng TFT. Kế tiếp, nhóm Ninh Hòe, Đàm Vân Tùng cũng lần lượt biểu diễn cho nhóm Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thành quả của phòng thí nghiệm Vườn Sồi trong việc dung hợp sản phẩm điện thoại di động với các kỹ thuật PDA, phát âm tần số, thu âm số. Các mẫu thử nghiệm cho điện thoại di động như PDA, nhạc, radio, ở trên nguyên vật liệu đều chọn dùng chip băng tần cơ sở để gia tăng cơ cấu song hạch tâm của vi xử lý. Có một số kỹ thuật đã thành thục, như kỹ thuật thu âm điều tần số, kỹ thuật truyền phát âm tần số. Có một số kỹ thuật còn rất thô sơ, trình tự hệ thống thao tác của PDA, trong phòng thí nghiệm cũng mới mở rộng ra hình thức ban đầu, nhưng dung hợp những kỹ thuật số này cùng sản phẩm điện tử là một quá trình trường kỳ, yêu cầu tiếp tục đầu tư. Kế tiếp, Thành Hán Trương lại báo cáo cho các thành viên tầng quản lý nòng cốt Cẩm Hồ như Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thành quả từng bước trên phát triển chip băng tần cơ sở tại điện thoại di động của phòng thí nghiệm ISS. À, đi hết một vòng, những người chưa được tiếp xúc với cơ mật kỹ thuật của tập đoàn Ái Đạt như Diệp Tiểu Đồng miệng đều há hốc. Từ khi Vườn Sồi khởi động kế hoạch tới nay, đưa vào bên trong hệ thống nghiên cứu phát triển hết 4 tỷ, thì ra đều dùng vào chỗ này rồi. 4 tỷ đầu tư trước đây không tính, sau đó tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển, doanh thu sang năm sẽ không dưới 15%, năm sau sẽ không dưới 12%, từ năm thứ 3, tỷ lệ vẫn duy trì trên 12%. Doanh thu 15%. Trần Muội từ khi tốt nghiệp đại học vẫn làm ở Hương Tuyết Hải, từ kỹ thuật viên đến trợ lý chủ nhiệm phân xưởng, đến chủ nhiệm phân xưởng, khoa phó khoa kỹ thuật, vẫn làm đến chức vụ xưởng trưởng xưởng tủ lạnh Hương Tuyết Hải trước khi hợp doanh. Khi điện tử Ái Đạt nắm giữ Hương Tuyết Hải, dưới sự đề cử của Đào Hành Kiệt, Trần Muội đảm nhiệm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải. Sau khi cải chế làm tập đoàn công ty, Trần Muội đảm nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn kiêm tổng giám đốc viên khu sản nghiệp Hương Tuyết Hải cùng tổng giám đốc bộ nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Năng lực hắn rất mạnh, tuổi tác cũng còn trẻ, năm nay mới 34 tuổi. Xí nghiệp quốc hữu cũng không phải không bồi dưỡng ra nhân tài, tuy nhiên tầm mắt dù sao cũng phải chịu hạn chế một chút. Hắn tiếp xúc với những người bên này cũng ít, cũng càng xa lạ đối với tập đoàn Ái Đạt, xí nghiệp nòng cốt của Cẩm Hồ. Mức độ đầu tư vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật trong 2 năm nay của Hương Tuyết Hải cũng rất lớn, ngay cả như vậy cũng còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn doanh thu 10,15%. Trương Khác cười cười, ánh mắt nhìn sang Trần Muội. Ngành điện gia dụng cạnh tranh rất kịch liệt, lợi nhuận cũng không tính quá cao. Cũng chính bởi vì vậy, đối với thị trường cạnh tranh càng kịch liệt, chiếm lĩnh kỹ thuật mới vĩnh viễn là một trong những nhân tố chính có thể tiếp tục sinh tồn. Phát triển kỹ thuật của Hương Tuyết Hải dung hợp sản phẩm cùng kỹ thuật số, tôi thấy các anh trở về phải chế định ra một kế hoạch mới, hội nghị lần sau có thể lấy ra thảo luận. Các thành viên tầng quản lý nòng cốt khác của Cẩm Hồ trước đây còn chưa quen thuộc đối với nghiệp vụ của Ái Đạt, lúc này cũng hoàn toàn có thể phán đoán ra tập đoàn Ái Đạt lựa chọn hoàn toàn là chiến lược phát triển được ăn cả ngã về không. Chính là chiến lược dung hợp kỹ thuật số cùng sản phẩm điện thoại di động là chủ. Cho dù ePlayer trước mắt nhìn qua rất có tiềm lực thị trường, nhìn qua cũng như sản phẩm diễn sinh của chiến lược này. Kiến nghị của Trương Khác đối với phát triển tương lai của Hương Tuyết Hải cũng là tiến hành chú trọng đầu tư vào chiến lược phát triển ở trên dung hợp kỹ thuật số cùng sản phẩm điện gia dụng. Trương Khác rõ ràng biết số hóa là xu thế phát triển chủ lưu của ngành điện tử, thiết bị điện vào tương lai 10 năm sau. Mà điện thoại di động sẽ là một thị trường khổng lồ nhất trong số các sản phẩm điện tử loại tiêu dùng vào tương lai. Qua 8 năm nữa, đến năm 2006, lượng hàng điện thoại di động bán ra mỗi năm của thị trường toàn cầu sẽ vượt qua 1 tỷ chiếc, kiên định lựa chọn chiến lược phát triển dung hợp kỹ thuật số cùng điện thoại di động là chủ thể, là lối tắt duy nhất có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp các ông trùm điện tử quốc tế. Đối với Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng mà nói, lựa chọn chiến lược này thì có khái bi tráng được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Vạn nhất trên nghiệp vụ tại điện thoại di động gặp khó khăn, trên con đường cạnh tranh với tính toàn cầu, tập đoàn Ái Đạt cũng chắc chắn tiếp nhận vết thương rất khó bình phục.
Sau khi tham quan qua khu thực nghiệm vườn rồi, lần này nhật trình chính thức của hội nghị quản lý cấp cao coi như là đã kết thúc, không có tiệc tối cáo biệt, cũng không phải là người rảnh rỗi gì. Họ rời khỏi 3 ngày, không biết trở lại có bao nhiêu sự vụ đọng lại phải xử lý. Người có thể ngay trong đêm rời khỏi kiến nghiệp thì đều ngồi xe rời khỏi, mà người ở lại kiến nghiệp cũng không rảnh rỗi. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân, Cát Minh Đức, Tưởng Vi ngồi chuyến bay đêm về Hồng Kông. Trương Khác không bảo Tiêu Tấn Thành vội vã về Hồng Kông, mà giữ hắn cùng với Trần Tín Sinh còn có Đào Hành Kiện ở lại. Bất kể Ái Đạt hay là Hương Tuyết Hải thì đều phải giao phó thị trường hải ngoại cho bộ môn kinh doanh hải ngoại của Thương vụ Cẩm Hồ dưới sự lãnh đạo của Tiêu Tấn Thành đi khai thác. Thị trường hải ngoại vào năm tới, ngoại trừ sản phẩm ePlayer cùng USB Flash Drive khai thác thị trường Bắc Mỹ cùng châu Âu, điện thoại di động của Ái Đạt cùng các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hòa của Hương Tuyết Hải sẽ trọng điểm đánh vào thị trường Đông Nam Á vào năm tới. Khủng hoảng kinh tế dẫn phát ra khủng hoảng tài chính châu Á đã kéo dài trong thời gian một năm rưỡi, cuối năm 97, nhiều người vẫn còn lòng tin tràn đầy đối với khôi phục nền kinh tế. Thời gian một năm trong quá khứ, ngay cả nước Nga cũng bị kéo vào biên giới kinh tế tan vỡ, kinh tế Đông Nam Á hình như càng nhìn không thấy ánh rạng đông. Chương 964, phòng chat trường Đại học Đông Hải. Người bị bắt gian thanh thản, người bắt gian lại trong lòng sợ hãi. Vệ Lan cả đêm né tránh ánh mắt của Trương Khác, còn nói muốn dọn ra khỏi phòng Trương Khác, dọn xuống lầu ở với địch Đan Thanh. Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật, người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khác lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem địch Đan Thanh. Trương Khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được. Người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Khi Lý Hinh Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của Đại học Sư phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện Đại học Sư phạm lấy áo khoác trước. Liên hoan kết thúc, Lý Hinh Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, Tô Nhất Đình nói. Cô một mình trở lại Đại học Sư phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên biến thái thường lui tới tại Tây Môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi? Làng Đại học Hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này, có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên biến thái đó là việc rất bình thường. Đại học Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này. Cẩm Hồ tài trợ Đại học Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa, nhưng vào kỳ nghỉ hè, sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện. Trương Khác bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin đối với vấn đề trị an của ngõ học phủ. Tây Môn của Đại học Sư phạm nằm sát bên ngõ học phủ, từ Tây Môn đi vào có một khu rừng. Lúc này chính là thời điểm để thanh niên nam nữ hẹn hò ve vãn nhau trong rừng, nếu như lúc này còn lo lắng đi con đường đó có nguy hiểm, vậy sau này cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà một mình nữa. Lý Hinh Dư cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là bị Tô Nhất Đình nhắc như thế, nam sinh đang ngồi nếu như không chủ động biểu thị một chút, vậy quá không có khí khái nam tử rồi. Có thể đi cùng Lý Hinh Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ, nhóm thời học bân, thì Tân Phi Hận không thể sắn tay áo đánh một trận để tranh đoạt cơ hội này. Chỉ tiếc Tô Nhất Đình vừa nói, Lý Hinh Dư rất tự nhiên đưa ánh mắt sang người Trương Khác. Trương Khác đang nhét điếu thuốc vào trong miệng, thấy ánh mắt trong suốt của Lý Hinh Dư nhìn qua, y tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông vẻ mặt đều rất tự nhiên, không cảm thấy Trương Khác đi cùng Lý Hinh Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ là có gì không thích hợp, nhưng ánh mắt Vệ Lan lại dại ra nhìn chằm chằm chỗ giữa Lý Hinh Dư cùng Trương Khác hết vài giây. Trương Khác cùng Lý Hinh Dư đi trước, những người khác cũng đều có chuyện riêng, ra khỏi nhà hàng liền giải tán. Vệ Lan nói muốn đi theo Địch Đan Thanh về ở chung, mà chỉ cần trong nhà của Địch Đan Thanh dọn ra một phòng là được rồi, cô cùng Địch Đan Thanh về khu chung cư trước, đi ở trên đường có vẻ tâm tư nặng nề. Lý Hinh Dư đẹp như thế, body lại gợi cảm, bất cứ người đàn ông nào đơn độc ở chung với cô cũng sẽ tâm viên ý mã thôi. Chỉ ngoại trừ sinh lý hoặc là tâm lý không bình thường. Đi vào tiểu khu, Địch Đan Thanh đột nhiên cười nói với Vệ Lan. Em nói có đúng không?
Vệ Lan rất khó hiểu vì sao vừa rồi Địch Đan Thanh có thể tỉnh bơ, chỉ là cô lại không tiện đi đánh giá cái gì. Em cảm thấy giữa nam và nữ có thể có tình bạn thuần khiết không? Địch Đan Thanh cười hỏi Vệ Lan, lại giống như tự hỏi tự trả lời. Vấn đề này hỏi em cũng như không hỏi. Toàn bộ đàn ông vây quanh em hầu như đều hướng tới gương mặt như yêu tinh này. Em tin tưởng có tình bạn thuần khiết mới là quái lạ đấy. Nói thật chứ, chị cũng không tin lắm. Chị muốn nói cái gì? Vệ Lan khó hiểu nhìn Địch Đan Thanh, làm cho cô ý nghĩ loạn lên rồi. Trương Khắc muốn nói giữa cậu ta và Lý Hinh Dư tồn tại tình bạn vĩ đại thuần khiết, chắc coi chúng ta như đồ bỏ đi. Ngày đó cậu ta bị chỉ tá tú tàng của Misui nhốt trong phòng người ta, có trời mới tin không xảy ra chuyện gì. Địch Đan Thanh cười nói. Nhưng mà, Lý Hinh Dư là một trong những người thừa kế của Samsung. Samsung có thể nói là một trong những mục tiêu phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Nghiên cứu đối với Samsung càng thấu triệt, thì càng có thể làm cho Cẩm Hồ bớt được đi đường vòng. Đơn thuần đứng ở góc độ trợ lý mà nói, Trương Khắc phát triển tình bạn cùng Lý Hinh Dư là có lợi rất lớn. Mà có thể hy vọng xa vời Trương Khắc ký thác tình cảm trên người một nữ nhân sao? Nếu như mình còn có hy vọng như vậy mới gọi là bi kịch đấy. Địch Đan Thanh nhớ tới Vãn Tình nhìn rõ chuyện giữa cô và Trương Khắc nhưng không chú ý chút nào, đại khái chỉ có người nhân sinh trải qua phong phú mới có thể có thái độ rộng rãi đối với chuyện tình cảm nam nữ. Đây không phải nhận mệnh, mà là biết niềm vui bản thân yêu cầu là cái gì, sẽ không hy vọng xa vời phần sung sướng không nên thuộc về mình đó. Lẽ nào chiếm lấy tất cả tình cảm của một người nam nhân thì mới gọi là hạnh phúc? Địch Đan Thanh đứng đó, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ má Vệ Lan. Em thì lại khác, nhân sinh của em còn rất rộng. Vệ Lan lại không thể lý giải được ý nghĩ của Địch Đan Thanh. Ánh trăng mọc lên, ánh sáng đèn đường không át nổi ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rặng cây ngô đồng, vẽ ra bóng người trông rất mơ hồ, khiến cho bóng đêm càng thêm mỏng manh, cũng rất cảm tính. Trương Khắc đi cùng Lý Hinh Dư trở về thư viện của Đại học Sư phạm lấy cái áo khoác mà buổi chiều cô bỏ quên. Lý Hinh Dư chỉ mặc một chiếc áo len tím bó sát người, cô hai tay ôm trước ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo của cô nhìn qua không quá bắt mắt. Vòng eo thon nhỏ, cặp mông lại rất căng tròn, đường cong khoa trương mà có một loại gợi cảm đến cực hạn. Trương Khắc không thuận tiện trực tiếp nhìn eo mông của Lý Hinh Dư, nhưng khi đi tới dưới hai cây đèn đường, cái bóng cũng nổi bật lên đường cong. Suốt một đường đi, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt người khác. Buổi tối hạ tuần tháng 11, nhiệt độ không khí đã rất thấp, có gió thổi qua, hiệu quả chống lạnh của chiếc áo len bó sát người không lớn, chỉ là Trương Khắc đã bỏ chiếc áo khoác trong phòng Địch Đan Thanh rồi, không có cơ hội đi lấy, y chỉ mặc áo sơ mi còn mỏng manh hơn cả Lý Hinh Dư, lại không thể cởi áo sơ mi xuống mặc cho Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư thấy Trương Khắc thu vai khom lưng, trông như sợ lạnh, cô cười nói. Nếu không chúng ta chạy bộ về đi. Chạy sẽ không thấy lạnh. Cũng được. Trương Khắc nhún chân khởi động, chạy đến phía trước Lý Hinh Dư rồi xoay người lại nói. Cô cũng chạy đi chứ. Lý Hinh Dư vừa chạy, Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi, cặp tuyết lê sau chiếc áo len bó sát người như sóng lớn nhấp nhô, biên độ lắc lư lại hết sức khoa trương, Trương Khắc nhịn không được huýt sáo lên. Lý Hinh Dư đỏ mặt, hai tay ôm ngực chạy bộ, chạy đến bên cạnh Trương Khắc mới gắt giọng. Sao toàn là bộ dạng này? Cô không mặc áo khoác đi đường, đối với người khác thực sự là một việc cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ bị chiếc xe nào đột nhiên chạy ngang qua đâm chết. Trương Khắc lại cười hỏi. Hai tháng này Samsung tại thị trường Trung Quốc liên tục đưa ra mấy mẫu mã điện thoại di động mới, người phát ngôn quảng cáo mời tới cũng không ra gì, còn không bằng để cô đi làm người phát ngôn còn hơn. Tôi cũng muốn mà, có điều gia tộc của tôi không cho phép phụ nữ ly kinh bản đạo việc trái với lễ giáo. Lý Hinh Dư khống chế tiết tấu chạy lại, như vậy có thể làm cho bộ ngực lắc lư với biên độ nhỏ hơn. Tại thù đã xem anh như đại địch, vốn có tại thị trường Trung Quốc đưa ra kế hoạch điện thoại di động GSM mới phải kéo dài tới sang năm. Nghe nói tháng 8 anh ấy trở về Seoul, tranh chấp với người của Tổng bộ. Anh nói nếu như kéo dài đến sang năm, thị trường điện thoại di động của Trung Quốc chỉ còn lại lửa tàn canh lạnh cho Samsung thôi, yêu cầu sở nghiên cứu của Tổng bộ lập tức tại điện thoại di động GSM đưa vào đại lượng nhân lực. Hơn nữa không nên ký thác toàn bộ hy vọng lên công nghệ CDMA. À, Trương Khắc nghe Lý Hinh Dư nói như vậy, y thoáng dừng chân. Samsung đã áp dụng kiến nghị của Lý Tại Thù rồi. Chú tôi rất coi trọng Tại Thù. Sao hả, anh cũng cho rằng kiến nghị của Tại Thù đối với Samsung là chính xác. Lý Hinh Dư hỏi Trương Khắc.
Nguyên nhân cụ thể hiện tại tôi không thể nói cho cô. Trương Khắc gãi gãi đầu. Từ góc độ của người cạnh tranh mà nói, đây có thể là một lần điều chỉnh phương hướng chính xác của Samsung. Thông tin di động trong nước Hàn Quốc chọn dùng công nghệ CDMA, kỹ thuật điện thoại di động số mà Samsung tiến cử cùng phát triển đều là căn cứ vào điều kiện thông tin của công nghệ CDMA. Tuy nói cuối năm 97 quyết tâm quy mô khai phát thị trường Trung Quốc, nhưng bởi không thích ứng đối với mạng lưới thông tin di động toàn cầu GSM của Trung Quốc, tính thích ứng của sản phẩm điện thoại di động Samsung đối với thị trường Trung Quốc cũng không mạnh. Ngoại trừ các nguyên nhân kể trên, còn có một nguyên nhân tối then chốt, chính là từ năm 96 đến nay, động tác lớn nhất của Samsung đối với thị trường thông tin di động Trung Quốc chủ yếu là hiệp trợ Qualcomm tại Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ kỹ thuật thông tin CDMA, cũng đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị thông tin CDMA của họ. Từ năm 96 đến năm 98, quốc nội tại các tỉnh thị Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Đông, Thiểm Tây đều thành công thiết lập mạng thực nghiệm sử dụng CDMA, cũng thử nghiệm đưa vào hoạt động, trong đó có một nửa đều áp dụng thiết bị thông tin do Samsung sản xuất, cũng khiến cho điện thoại di động CDMA của Samsung tại thị trường Trung Quốc có tiêu thụ chút ít. Nhìn từ trên điểm đó, Samsung đã thành công, chỉ chờ công nghệ CDMA thương hóa, ở trên điện thoại di động CDMA, Samsung coi như sẽ độc chiếm ngôi đầu. Có một điểm Samsung sớm không ngờ được, chính là phía sau mạng thử nghiệm CDMA sớm nhất của quốc nội có bối cảnh quân đội, Trương Khắc trong lòng nghĩ, lệnh quân đội cấm thương nhân chậm nhất đầu năm tới sẽ công bố rồi. Lệnh này sẽ khiến kiến thiết mạng thực nghiệm của CDMA trên thực tế sẽ bị đình chỉ, nếu như Samsung ký thác hy vọng lớn nhất phát triển thị trường thông tin Trung Quốc trên đại quy mô thương dụng hóa mạng thử nghiệm CDMA, đã định trước vì nguyên nhân lệnh quân đội cấm thương, này mà bị thương không nhẹ. Đành phải thừa nhận, đối với thị trường thông tin quốc nội, Cẩm Hồ đã là một con bướm cực kỳ lớn rồi. Nếu như tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, công nghệ CDMA của quốc nội sẽ bởi vì một lệnh quân đội cấm thương mà ngưng kiến thiết. Sự mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc của Samsung cũng sẽ theo đó mà rơi vào khốn cảnh. Không chỉ có một City Samsung, Hàn Quốc, một ông trùm điện tử khác cũng sẽ bởi vậy rơi vào khốn cảnh. Bộ phận nghiệp vụ tại thị trường khu vực gặp khó khăn, dù sao không thể tính là vết thương chí mệnh gì. Cho dù Samsung gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc, điều chỉnh sách lược sau đó cũng chưa nói tới đặc biệt kịp thời, vẫn kéo dài đến năm 2001, China Unicom một lần nữa nối lại mạng thương dụng CDMA mang tính toàn quốc, Samsung mới có khởi sắc tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc, nhưng điện thoại di động Samsung sau năm 2001 vẫn quật khởi mạnh mẽ, tại thị trường toàn cầu trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba cùng với Motorola, Nokia. Nhưng không quản nói như thế nào, nếu có thể tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, Cẩm Hồ chỉ ít trước năm 2001 không cần lo lắng thị trường điện thoại di động trong nước nhận được uy hiếp đến từ Samsung. Đáng tiếc, Cẩm Hồ đối với thị trường điện thoại di động trong nước là một con bướm rất rất lớn. Cẩm Hồ quật khởi mạnh mẽ, khiến cho Samsung sớm vứt bỏ hoàn toàn ỷ lại đối với đại quy mô thương dụng hóa mạng thực nghiệm CDMA, bắt đầu tăng mức độ phát triển đối với điện thoại di động số GSM. Trương Khắc rất rõ, sách lược mở rộng thị trường cùng mở rộng sản phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động, thật ra Cẩm Hồ đã tham khảo kinh nghiệm của Samsung sau năm 2001-2002. Lúc này Samsung đã điều chỉnh sách lược kinh doanh của họ tại điện thoại di động số. Nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ đành phải bức thiết suy nghĩ áp lực đến từ chính Samsung. Trương Khắc chỉ mặc áo sơ mi, mặc dù nói áo sơ mi lông dê có tính năng giữ ấm rất tốt, nhưng đêm cuối tháng 11, đầu tháng 12 mặc một chiếc áo sơ mi cũng thật không dễ chịu gì. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây khẽ phất phơ trong cơn gió đêm, Trương Khắc cười nói với Lý Hinh Dư. Thật là không có cảm giác, mùa đông đã tới rồi, thật khiến người cảm khái vạn phần. Tôi rảnh hơn anh nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy tình cảnh lá cây ngô đồng rơi. Lý Hinh Dư cười nói. Chỉ là không ngờ, anh còn có thể cảm khái vì mùa thay đổi. Trương Khắc cũng không phải nhàn rỗi ở chỗ này cảm xuân thương thu, mà là nghĩ đến năm 98 chỉ còn lại một tháng hiếm hoi sắp trôi qua, thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã sắp vượt qua. Lúc này mới cảm thấy khủng hoảng kinh tế một năm rưỡi trước đây, thời gian có hơi ngắn. Thực sự là rất ngắn, tình hình tiêu thụ của đầu đĩa ái đạt tại thị trường Đông Nam Á cũng không khả quan. Nghiệp vụ điện thoại di động cũng chỉ đỡ hơn tại các khu vực có nền kinh tế vững chắc như Singapore, Hồng Kông. Đây là một mặt không tốt, mặt khác những khu vực có kinh tế khó khăn, chi phí doanh tiêu giảm xuống trên diện rộng.
Các nước có nền kinh tế vững chắc như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, phí quảng cáo giảm gần 1/2 so với trước khủng hoảng kinh tế. Các nước có nền kinh tế gặp khó khăn như Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, phí quảng cáo thậm chí chưa bằng 1/3, 1/4 so với trước khủng hoảng kinh tế bùng nổ. Lúc này chính là thời kỳ ánh bình minh trước lúc tối tăm nhất. Lúc này lấy giá chưa đến 1 tháng 3, thậm chí càng thấp hơn mua đứt quảng cáo với số lượng lớn, sang năm chính là thời cơ tốt nhất để quy mô công chiếm thị trường Đông Nam Á. Tiêu Tấn Thành thông báo cho nhóm Trương Khác, Trần Tín Sinh, Đào Hành Kiệt, Diệp Tiểu Đồng một số hạng mục đàm phán cùng Viễn thông Singapore, Singtel, ở trên vấn đề định chế hợp tác nghiệp vụ điện thoại di động. Lúc ban đầu điện thoại di động cầm hồ tiến vào thị trường Singapore, lựa chọn nhà mạng hợp tác là Singtel. Trong thời gian một năm quá khứ, tổng số lượng điện thoại di động cung cấp cho công ty Viễn thông Singapore đạt 40.000 chiếc, chỉ khoản nghiệp vụ này đã chiếm 5% thị trường điện thoại di động trong nước Singapore, cũng đặt cơ sở cho Cẩm Hồ trở thành cửa hàng bài danh thứ 5 trong thị phần thị trường điện thoại di động trong nước Singapore. Thị trường của Singapore nhìn qua có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cho dù toàn dân mỗi người mua một cái điện thoại di động, lượng thị trường mới chỉ 3.400.000 chiếc. Sau khi thị trường bão hòa, số lượng thị trường đổi lại điện thoại di động hàng năm cũng tối đa 1.000.000 chiếc. Cho dù chiếm toàn bộ, vẫn chưa đủ nhét kẽ răng của ôm trùm điện thoại di động quốc tế. Xem như nhà mạng di động lớn thứ hai châu Á sau này, Singtel lúc này còn chưa lộ ra tư thế hào hùng uy vũ như ngày sau, nghiệp vụ chủ doanh còn đang trong hạn chế, thị trường Singapore chỉ có 3.400.000 nhân khẩu phải nói đang ẩu đả kịch liệt. Tuy nhiên dưới sự thúc đẩy của không gian phát triển chật hẹp ở trong nước, lựa chọn chuyển hình chiến lược, thực hiện toàn cầu hóa mở rộng cũng là việc trong 2 năm nay Singtel đang tích cực làm. Tiến trình toàn cầu hóa của Singtel cùng với tương lai phát triển của nghiệp vụ thông tin di động vùng châu Á-Thái Bình Dương, cho dù không ai có thể nhìn ra chút manh mối, các ôm trùm điện thoại di động quốc tế cũng sẽ không đem nghiệp vụ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ký thác quá nhiều hy vọng lên người Singtel. Chỉ có Cẩm Hồ, một công ty mới phát với quy mô như vậy mới có thể cùng một nhà mạng mới phát hợp tác liên hợp khai thác thị trường mới. Khởi đầu hợp tác vui vẻ, khiến cho song phương đều có ý nguyện khai triển quan hệ hợp tác toàn diện càng thấu triệt hơn. Singtel hy vọng Cẩm Hồ có thể cung cấp điện thoại di động càng phong phú đa dạng, giá cả tương đối rẻ hơn. Trương Khác cũng hy vọng Singtel có thể trở thành bàn đạp để nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ tấn công vào các thị trường lớn như Australia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Bỉ. Mặt khác, nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt toàn diện tiến vào thị trường Đông Nam Á đã hơn 2 năm thời gian, mặc dù chịu liên lụy của khủng hoảng tài chính, thị trường Đông Nam Á vẫn rất không khả quan, tổn thất tỷ giá hối đoái lại cực kỳ nghiêm trọng, bộ môn hải ngoại vẫn kiên trì tiến hành hỗ trợ cho các nhà bán hàng ở khu vực Đông Nam Á. Lại cộng thêm mức độ tuyên truyền của thị trường, tuy nói thị trường Đông Nam Á ở trên nghiệp vụ đầu đĩa cống hiến ra lợi nhuận hết sức hữu hạn. Nhưng con đường doanh tiêu cùng kiến thiết thị trường đã hết sức hoàn thiện, sản phẩm điện gia dụng của Hương Tuyết Hải cũng hoàn toàn có thể mượn con đường doanh tiêu này tiến vào thị trường Đông Nam Á, giảm giá thành doanh tiêu với mức độ lớn nhất. Ngồi trong nhà hàng ven đường ngõ Học Phủ tinh xảo nhưng không xa hoa, đàm luận một số vấn đề khai thác thị trường Đông Nam Á, một bữa cơm rượu cũng hết gần 3 giờ, mới thả Trần Tín Sinh, Đào Hành Kiện, Tiêu Tấn Thành ra về. Trương Khác cùng Địch Đan Thanh cũng đi ra nhà hàng. Hai người tản bộ trên ngõ Học Phủ. Ngày mai không thể cùng cậu đi Tân Đình rồi. Ánh đèn đường rực rỡ chiếu sáng ngõ Học Phủ rõ như ban ngày, Địch Đan Thanh hơi nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn hai cái bóng rất nhạt trước và sau của Trương Khác bị đèn đường chiếu ra, cô nói với Trương Khác. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ vì cung cấp ủng hộ về trí lực cho hội nghị quản lý cấp cao, phòng làm việc độc lập mà trước đó Địch Đan Thanh đứng ra thành lập, sẽ cung cấp ủng hộ trên sự vụ hành chính cho hội nghị quản lý cấp cao. Cũng đến lúc này Địch Đan Thanh mới có chức vụ chính thức trong nội bộ hệ thống Cẩm Hồ, chính là đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Bộ Hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ. Cô ngoại trừ phụ trách sự vụ hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, chính yếu vẫn là phụ trách công tác chuẩn bị cử hành hội nghị quản lý cấp cao định kỳ. Mỗi quý. Bởi vậy, sự vụ nặng nề liền giam cô ở lại bên kiến nghiệp, không thể cùng Trương Khác đi loanh quanh đến các nơi khác nữa rồi. Trương Khác ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp rất có lực mê hoặc của Địch Đan Thanh dưới ánh đèn đường, có phần đáng tiếc nói. Lần trước đi Tân Đình, chị cũng không đi cùng tôi. Y đưa tay muốn nắm lấy tay Địch Đan Thanh. Cậu cũng không sợ người khác thấy được mình đau lòng. Địch Đan Thanh thụt tay lại, không cho Trương Khác nắm lấy tay cô ở trong ngõ Học Phủ, lại ái muội không rõ lườm Trương Khác một cái.
Tân Đình cũng có người không sợ bị người ta chà đạp mà, cậu không sợ tôi đi theo trở lại chuyện của mình sao? Trương Khắc ưỡn mặt cười cười. Có lúc nào chê chị vướng bận chưa? Đã quen có chị bên cạnh, chị không đi theo, có đôi khi sẽ cảm thấy không tiện lắm. Địch Đan Thanh quay đầu lại nhìn một chút, nhìn không thấy có người quen đang trên đường, cô mới quay đầu lại thân mật vỗ vỗ gương mặt Trương Khắc. Lần này cứ vậy đi, ngày mai an bài sự tình, chung quy không thể tùy hứng bỏ lại không quản. Lần tới sẽ đi cùng cậu đến Tân Đình, tôi lớn như vậy, còn chưa có đi chân trần trong nước biển. Hy vọng cậu có thể cùng tôi đi dạo biển. Đi tới giao lộ, lúc này Vệ Lan mới từ cửa đông trường đi tới, thấy hai người Trương Khắc, cô tung tăng chạy tới, kéo lấy cánh tay Địch Đan Thanh và hỏi. Hội nghị ba ngày, ngày hôm nay hoàn toàn kết thúc rồi sao? Ừm. Địch Đan Thanh gật đầu. Bằng không thì sao đi ra ngoài này sớm vậy được? Trương Khắc nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, lúc này về nhà cũng không thể giữ Địch Đan Thanh ở bên cạnh với mình, y liền muốn đến tiệm internet sáng vực một chút, liền nói một tiếng với Địch Đan Thanh, Vệ Lan rồi đi vòng trở lại. Chiếc máy tính trong thư phòng, hầu như cứ 2-3 tháng phải đổi thiết bị một lần, lúc này bố trí xa hoa cộng thêm đường dây cáp quang riêng biệt, gần như có thể làm cho Trương Khắc thỏa mãn rồi. Nhưng không vì công tác, một mình một người lên mạng trong thư phòng, nó luôn có cảm giác kém hơn ở tiệm internet rất nhiều. Đi trên phố vào đêm đông hơi lạnh, Trương Khắc đẩy cửa đi vào tiệm internet mới cảm thấy ấm người hơn. Xoa xoa tay, thấy trong đại sảnh đều ngồi đầy người, còn có người đang ở trong khu nghỉ ngơi chờ máy. Hai cô gái sau quầy thu ngân đều rất lạ mặt, có một thành viên của phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng đang ở trong đại sảnh tầng dưới cùng trực ban chỉ đạo một số tân sinh không quen với máy tính lên mạng, hắn thấy Trương Khắc đi vào liền thân thiện lên đón. Khắc thiếu gia đến tìm Đỗ Phi hả? Ai rảnh mà đi để ý đến nó, tôi qua đây là lên mạng. Trương Khắc cười cười, còn nói thêm. Tôi không đến phòng làm việc của mọi người đâu, chướng khí mù mịt, lầu 2 còn máy không? Cho dù đã đến cuối năm 98, doanh thu của tiệm internet sáng vực vẫn duy trì vị trí cao so với năm ngoái. Mỗi một máy ở khu khách VIP có giá 12 đồng một giờ, mà vẫn không có máy để chống. Đỗ Phi, Mông Nhạc đã thu về gấp 3 lần so với đầu tư lúc trước. Mặt khác các tiệm tham gia thành viên cộng với thu nhập từ phần mềm quản lý cũng trên 7,8 triệu, chỉ tại khu vực Hồ Yến Quy vẫn chưa có một tiệm internet nào có hoàn cảnh, chất lượng máy, phục vụ có thể tốt hơn ở đây. Nếu nói tại các thành phố khác có tiệm internet mới xuất hiện phong cách hơn, thì đó cũng là một chi nhánh của tiệm internet sáng vực tại Kiến Nghiệp trực tiếp kinh doanh. Đến bây giờ còn chưa có đại quy mô đầu tư vốn vào ngành làm net mới phát, bọn Đỗ Phi đã giành thiên cơ vẫn còn chưa gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Trương Khắc ngồi trên khu khách VIP ở lầu 2, mỗi máy ở đây được ngăn cách bằng một tấm ngăn cao đến ngực cộng thêm miếng thủy tinh cao 30cm, bên cạnh là chuyên khu nữ sinh, nhiều bạn nữ của Đại học Sư phạm hoặc Học viện Âm nhạc đều thích đến tiệm internet sáng vực lên mạng ở chuyên khu nữ sinh. Trương Khắc nhìn mấy bạn nữ tướng mạo thanh tú vài lần, mới tựa lưng vào ghế ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong ngõ học phủ ngoài cửa sổ đèn đường hơi tối, có cảm giác mê ly của đèn dầu. Trong phòng làm việc thiết kế điện thoại di động của khoa Vương Cao khoa thiết lập tại lầu 3 trong ngõ lúc này còn đang đèn đuốc sáng trưng, bên trong phòng bóng người nhấp nhô. Khoa Vương Cao khoa cũng rất coi trọng công tác thiết kế điện thoại di động, lúc này phòng thiết kế điện thoại di động của khoa Vương Cao khoa đã có 20 mấy công nhân, công tác thiết kế sản phẩm cũng không chỉ dừng lại tại lớp vỏ, vẫn là Tạ Tử Chiêm phụ trách công tác ở đây. Máy tính khởi động hoàn tất, Trương Khắc nhìn thời gian ở góc dưới bên trái màn hình, đã sắp 9 giờ rồi. Nhìn tình huống trong phòng thiết kế còn có nhiều người đang tăng ca, trong lòng nghĩ, có phải khoa Vương Cao khoa có sản phẩm quan trọng gì sắp ra mắt hay không, ở đây mới có thể bận rộn như thế. Trương Khắc nghĩ trước đây khi Cẩm Hồ vừa mới nghiên cứu chế tạo ra chiếc đầu đĩa đầu tiên, Tô Tân Đông, Đinh Hòe đều hầu như chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm. Nói thật chứ, Trương Khắc vẫn rất chờ mong đối với biểu hiện của Tạ Tử Chiêm. Thấy trên màn hình máy tính trên bàn có một biểu tượng quen thuộc, Trương Khắc kích vào. Quả nhiên là giao diện của phòng chat trường Đại học Đông Hải. Trong kiếp trước, câu lạc bộ côn trùng phải chờ tới học kỳ sau mới có thể cơ cấu phòng chat của trường lên trang website của BBS, không ngờ kiếp này lại xuất hiện sớm hơn, nhìn cũng không có gì khác với giao diện ở trong trí nhớ, làm cho trong lòng Trương Khắc chợt cảm khái vì cảnh còn người mất. Trương Khắc tiện tay chọn mục đăng ký, đưa vào username, con cá nằm ngửa dưới đáy biển nhả bọt, lại đưa vào tư liệu đăng ký như mật mã, chọn xác nhận lại qua 3-4 giây nữa. Trên màn hình hiện lên username đã bị đăng ký. Trương Khắc lặng yên nhìn tin tức trên màn hình đến giây,
Username bạn chọn đã được đăng ký, kiến nghị sử dụng. Trương Khắc sờ sờ trong túi, không có thuốc, đột nhiên có cảm giác muốn hút một điếu thuốc, y đứng lên, muốn tìm một người quen đang hút thuốc ở lầu 2, ngón út đặt trên bàn phím không ý thức được đang khẽ run run. Cô gái sau quầy thu ngân bưng cà phê đi lên, thấy Trương Khắc thò đầu ra từ tấm ngăn, cô còn tưởng rằng là đợi cà phê mình đưa tới, liền cười ngọt ngào khẽ giơ cao ly cà phê trong tay, ra hiệu đây là cà phê bưng tới cho y. Có thuốc không? Trương Khắc hỏi giọng hơi lớn, chính y cũng không cảm giác được. Mấy nữ sinh lên mạng ở chuyên khu nữ sinh đều quay đầu lại kinh ngạc nhìn Trương Khắc, có một bạn nữ mặt mũi sáng sủa còn chủ động chỉ tay lên chữ No Smoking ở trên vách tường, ra hiệu ở đây cấm hút thuốc. Trương Khắc khắc chế không nhìn màn hình máy vi tính, đi ra bảo cô gái đặt cà phê lên bàn, rồi y lên phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng trên lầu 3 thấy trên bàn của Thi Tân Phi đặt một bao thuốc lá. Trương Khắc cầm lấy thuốc và hốc quẹt dơ dơ lên với Thi Tân Phi, cũng không nói gì thêm liền đi xuống lầu, tìm một góc an tĩnh sau ngõ, ngồi xổm xuống đưa lưng hứng gió, bắt đầu châm một điếu thuốc hút. Lẽ nào những sách lược kinh doanh kinh diễm hãi thế của Cẩm Hồ là nghĩ ra như thế sao? Quả thật khiến người bất ngờ đấy. Hả? Úc Bình bưng ly cà phê đứng ở trước cửa sổ đột nhiên nói ra một câu như thế, Trần Tĩnh nghe xong có vẻ kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Úc Bình. Cô đang nói cái gì? Cô nhìn thì sẽ biết. Úc Bình hất cằm ra ngoài cửa sổ. Trần Tĩnh không rõ nguyên do đi tới, nhìn theo tầm mắt của Úc Bình, thấy Trương Khắc đang ngồi một mình trong xó bên tường hút thuốc, là ngồi xổm giữa trụ đèn đường cùng thùng rác. Nếu không phải quần áo trên người y hàng hiệu, cùng dung mạo sáng sủa, bộ dạng của y chẳng khác gì mấy thanh niên đầu đường xó chợ. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng mà chăm chú của y, có vẻ thực sự là đang suy nghĩ sách lược phát triển của Cẩm Hồ. Úc Bình thấy Tạ Tử Gia đi tới, vội vàng vẫy tay bảo cô cùng qua xem bộ dạng của Trương Khắc, còn nói đùa. Có phải mùi thùng rác có thể kích thích linh cảm đặc biệt hay không? Hai nữ nhân cười đến run rẩy cả người, tình cảnh này nhìn thế nào cũng có vẻ buồn cười, khóe miệng Trần Tĩnh cũng hơi nhếch lên, cất giấu nụ cười nhẹ. Trương Khắc mà cô quen là người không câu nệ tiểu tiết. Mấy ngày nay, các nhân vật quan trọng của Cẩm Hồ đều tề tụ đến kiến nghiệp đấy. Tạ Tử Gia nói. Ngày hôm qua khi Tạ Ý đi qua siêu thị điện máy Thịnh Hâm trên đường Tân Thị, thấy Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du, Tưởng Vi, Thái Phi Quyên, một số gương mặt quen thuộc đang tham quan các cửa hàng của Thịnh Hâm trên đường Tân Thị, ngay cả Trương Á Bình của Philip cũng chính thức gia nhập Cẩm Hồ rồi, nói không chừng chị họ của tôi hôm nay vẫn chưa rời khỏi kiến nghiệp đâu, Tiểu Tĩnh, chị nói họ đang kế hoạch làm cái gì. Trần Tĩnh cũng chả quản Tạ Tử Gia đầy bụng nghi vấn. Cô lại nhìn Trương Khắc đang hút thuốc cạnh thùng rác, lắc đầu cười nói. Điều này sao có thể đoán được? Tôi thấy là một lần tụ hội của cao tầng Cẩm Hồ. Úc Bình đưa ra phán đoán. Đều là các nhân viên cao tầng khác nhau về lĩnh vực nghiệp vụ của Cẩm Hồ, có thể có hạng mục gì yêu cầu Trương Khắc triệu tập tất cả những người này lại thương nghị. Vừa họp còn vừa tham quan, du sơn ngoạn thủy, nhìn qua giống như là cao tầng tụ hội vậy, tỉ mỉ suy nghĩ một chút đi. Những người mà Tạ Ý gặp phải không ai không là thành viên tầng quản lý nòng cốt của Cẩm Hồ, như Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tưởng Vi đều đã là nguyên lão sớm nhất từ khi Cẩm Hồ sáng lập. Nói đến đây khóe miệng Úc Bình hơi nhếch lên. Trần Tĩnh biết Úc Bình là muốn nói Lưu Minh Huy, cô cũng cười theo. Chương 965, điện thoại di động Bảo Thạch. Lưu Minh Huy tại khoa Vương Cao khoa phụ trách doanh tiêu thị trường, công tác rất xuất sắc, cũng không thể ở sau lưng châm chọc người ta. Trong lòng Trần Tĩnh nghĩ như vậy, có điều dù thế nào đi nữa, lúc trước Lưu Minh Huy nếu có thể không rời khỏi Cẩm Hồ, ngày hôm nay địa vị của hắn tại Cẩm Hồ sẽ không kém hơn ba người Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tưởng Vi. Năm đó Lưu Minh Huy chuyển sang khoa Vương, ngoại trừ mức lương 8 triệu một năm khoa Vương trả lúc đầu, ngoài ra hoàn toàn không có gì. Trần Tĩnh mời hắn đến khoa Vương cao khoa, mặc dù cũng rất nể trọng tài cán cùng năng lực của hắn, nhưng mức lương một năm cho hắn cũng chỉ có thể trên dưới 2 triệu. Cuối năm nay cân nhắc cho hắn một số mức thưởng, nhưng phải kém xa so với tài sản nhận được từ Cẩm Hồ của ba người Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tưởng Vi. Vào cái năm Lưu Minh Huy rời khỏi điện tử Ái Đạt, cổ phiếu mà Dương Vân, Chu Nhất Bình, Tưởng Vi nhận được từ điện tử Ái Đạt sau khi điện tử Ái Đạt niêm yết cửa sau trên thị trường đã ngoài 1000 vạn. Hai năm nay tỷ lệ cổ phần khích lệ mà ba người họ nhận được là bao nhiêu? Mặc dù không có công khai tư liệu có thể tra cứu. Theo suy đoán, người bên ngoài cũng không thể biết được, chắc hẳn sẽ không ít hơn năm thứ nhất khi Cẩm Hồ chính thức thực thi kế hoạch cổ phần khích lệ. Hai năm nay,
đặc biệt là sau khi điện tử Ái Đạt niêm yết cửa sau, các nghiệp vụ dưới cờ Cẩm Hồ như tập đoàn Ái Đạt, giấy Tân Quang đều phát triển cực kỳ nhanh chóng, điều này cũng cam đoan nhóm Nguyên lão sẽ sớm nhất nhận được cổ phần thưởng, cho dù không nhận được cổ phần mới. Thân gia cũng sẽ tăng trưởng theo nhanh chóng. Những Nguyên lão tương đối quan trọng với sự quật khởi của Cẩm Hồ như Chu Nhất Bình, Tưởng Vi, Dương Vân, khẳng định có thể nắm giữ cổ phần của tập đoàn Ái Đạt, các xí nghiệp nòng cốt dưới cờ Cẩm Hồ, một khi tập đoàn Ái Đạt đơn độc đưa ra thị trường nghiệp vụ gì, thân gia của họ tự nhiên sẽ lại kịch liệt bành trướng. Trần Tĩnh nghĩ thầm, Cẩm Hồ bồi dưỡng ra một nhóm phú ông hàng tỷ đại khái cũng không thể khiến người khác kinh ngạc. Lúc này Lưu Minh Huy cầm cặp tài liệu từ phòng làm việc đi tới, thấy ba bà chủ trẻ tuổi mạo mỹ Trần Tĩnh, Úc Bình, Tạ Tử Gia đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đang cười, hắn hỏi. Thứ gì có thể đồng thời khiến cho ba người có hứng thú lớn như vậy? Đó đương nhiên là thứ cực kỳ thú vị rồi. Úc Bình cười nói. Trần Tĩnh lại kìm lòng không đậu nhìn xuống dưới lầu một cái, nhưng không phòng bị Tạ Tử Gia thình lình đưa tay giật lại cửa sổ. Bị gió lạnh phả vào, Trần Tĩnh giật mình, lúc này Trương Khác ở dưới nghe được trên lầu ba có động tĩnh cùng ánh đèn lấp lóe, y ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn Trần Tĩnh đứng ở cửa sổ lầu ba vẫy tay chào hỏi, Trương Khác còn tưởng rằng Trần Tĩnh vẫy tay hy vọng y đi tới. Mặc dù lúc này y có phần không muốn gặp người khác. Trương Khác vẫn dụi tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, đứng lên bước tới cầu thang giữa hai cửa hàng ở tầng dưới chót. Đã lâu không gặp, không ngờ anh lại có nhã hứng ngồi xổm ở đầu ngõ hút thuốc như thế. Trần Tĩnh ăn mặc đoan trang, không trang điểm đậm, mặt mày tươi đẹp mà thanh lệ, phá lệ chói mắt dưới ánh đèn. À, đúng là đã lâu không gặp rồi. Trương Khác nhếch môi cười miễn cưỡng, có một số việc không thể kể ra với ai được. Trương Khác lại gật đầu với Úc Bình, Tạ Tử Gia, Lưu Minh Huy, nhìn trong phòng làm việc ngoại trừ mấy người họ, còn có các nhân viên thiết kế khác đang cúi đầu làm việc. Vất vả quá nhỉ, mọi người đều tập trung ở đây sao, chắc hẳn khoa Vương Cao khoa có hoạt động gì lớn lắm đúng không? Chuyện xin giấy phép sản xuất điện thoại di động, mọi người đã liên hệ qua với Bộ trưởng Dịch Vân Phi chưa? Nếu không có Trương Khác đề cử, lúc này khoa Vương Cao khoa căn bản không có tư cách thành lập quan hệ với Dịch Vân Phi, Bộ Phó Bộ Thông tin. Vừa rồi ở sau lưng có thể nói cười cười, trước mặt Trương Khác, Úc Bình vẫn chú ý đắn đo đúng mực, cô hơi gật đầu, cũng không dám nổi trội hơn Trần Tĩnh. Tạ Tử Gia lại không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp hỏi Trương Khác. Hai ngày hôm nay, mọi người của Cẩm Hồ cũng tập trung ở kiến nghiệp, có phải cũng có hoạt động quan trọng gì không? Một số người mới, người cũ hiếm khi có cơ hội tụ tại nhất khởi ngồi lại giao lưu với nhau. Trương Khác cũng không có giải thích tỉ mỉ cái gì, hời hợt nói. Loại giao lưu này vẫn rất có lợi đối với công ty. Vậy cũng phải yêu cầu cơ cấu của xí nghiệp khổng lồ phức tạp đến một mức độ nhất định, loại giao lưu này mới có ý nghĩa. Trần Tĩnh cười nói. Một số công tác của chúng tôi cũng yêu cầu chân chính nhận được giấy phép điện thoại di động sau đó mới có ý nghĩa. Trương Khác gật đầu. Trước khi nhận được giấy phép điện thoại di động chính thức, khoa Vương Cao khoa chỉ có thể thay Liên Tín sản xuất thiếp bài điện thoại di động. Loại hình thức này mặc dù có thể mang đến nhiều lợi nhuận cho khoa Vương Cao khoa, nhưng lại là hình thức không thể phát huy được thiên phú thương nghiệp của Tạ Tử Gia nhất. Thiếp bài điện thoại di động xưởng không nhận được giấy phép sản xuất điện thoại di động của Bộ Thông tin, nhưng rất muốn sản xuất điện thoại di động, hoặc chỉ hành vi thông qua mua mà nhận được giấy phép sản xuất. Khoa Vương Cao khoa muốn thực hiện phát triển có tính đột phá. Nhận được giấy phép điện thoại di động là điểm then chốt. Trần Tĩnh mời Trương Khác đến phòng khách, trước đó ở một bên thấp giọng thương lượng vài câu với Úc Bình, Tạ Tử Gia. Trong lòng nghĩ đến việc phòng chat của trường mà mất hồn mất vía, Trương Khác nhìn vẻ mặt Úc Bình lúc đầu hơi có chút do dự, cũng không tỉ mỉ suy nghĩ họ đang thương nghị cái gì. Lưu Minh Huy ngồi đối diện với Trương Khác, thường ngày hắn rất nhanh nhẹn lưu ư loát, lúc này lại trở nên hết sức câu nệ cùng dè dặt. Trần Tĩnh cùng Úc Bình trở về. Trần Tĩnh nói với Trương Khác. Chúng tôi có phần phương án thiết kế sản phẩm, có thể mời anh chỉ điểm một chút không? Tạ Tử Gia đã đi ra ngoài để lấy phương án thiết kế sản phẩm. Chị không sợ sau khi tôi xem rồi sẽ cho Ái Đạt sao chép phương án thiết kế của mọi người sao? Trương Khác cười nói, Úc Bình vừa rồi do dự, có lẽ cũng là lo lắng cái này. Tạ Tử Gia đi hơn 10 giây đã trở lại, trong tay cầm một xấp tư liệu. Trương Khác cũng không cự tuyệt. Mặc dù lúc này cũng không có tâm tình thực sự đi giúp khoa Vương Cao khoa suy nghĩ cái gì, y vẫn nhận lấy tư liệu, mở ra trang đầu tiên. Nhìn hình điện thoại di động mới thiết kế, Trương Khác giật nảy mình, ngẩng đầu hỏi Trần Tĩnh. Sau khi mọi người nhận được giấy phép,
dự định làm điện thoại di động bảo thạch. Cẩm Hồ cũng có phương án cùng loại sao? Úc Bình còn bị làm cho giật mình. Trương Khác mới mở ra bức hình trang đầu tiên liền trực tiếp phán đoán ra chủ đề nòng cốt trong phương án lần này của họ. Cô rất tự nhiên sẽ nghĩ đến Cẩm Hồ cũng có phương án cùng loại mới có thể làm cho Trương Khác vừa nhìn một cái liền đưa ra phán đoán. Nếu như phương án có xung đột với kế hoạch của Cẩm Hồ, họ cũng chỉ có thể vứt bỏ thôi. Chương 966, nghìn vàng đổi nụ cười. Không có, tôi thấy giữa thân máy trên hình có một chỗ lõm vào. Trương Khác lắc đầu. Tôi nghĩ chắc dùng để khảm bảo thạch. Trương Khác lại lật xem thêm vài trang, trong lòng y rất rõ ràng, thị trường trong nước ở kiếp trước, trên ý nghĩa chân chính mẫu điện thoại di động bảo thạch đầu tiên là do hãng điện tử TCL đưa ra sớm nhất. Không ngờ phòng thiết kế điện thoại di động do Tạ Tử Gia lãnh đạo lại đưa ra khái niệm điện thoại di động bảo thạch sớm 2 năm. Thì ra Trần Tĩnh, Úc Bình, Lưu Minh Huy tề tụ tại kiến nghiệp là vì cùng thảo luận phương án này. Có kiến nghị hay gì không? Trần Tĩnh cười hỏi Trương Khác. Năm 2001 TCL mới đưa ra điện thoại di động bảo thạch ở trong nước, năm đó liền thu được doanh thu đột phá 3 tỷ, lợi nhuận thành công đột phá 3 tỷ. Chắc hẳn bọn Trần Tĩnh cũng ký thác hy vọng rất lớn trên chiếc điện thoại di động bảo thạch này. Tiền cảnh thị trường của toàn bộ phương án, tôi cũng không thể đánh giá cái gì. Trương Khắc cười cười. Nếu mọi người yêu cầu, tại cung cấp chipset tôi cũng sẽ cho nhà xưởng tận lực phối hợp với mọi người, nếu như trên mở rộng kỹ thuật gặp phải trắc trở gì, bên Cẩm Hồ cũng có thể rút ra nhân thủ thành lập một tổ kỹ thuật trợ giúp mọi người. Có thể mời tổ kỹ thuật của Cẩm Hồ trợ giúp thật sao? Trần Tĩnh mừng rỡ hỏi. Mẫu điện thoại di động năm 98 tổng thể không thể so sánh với 7,8 năm sau, cho dù do Cẩm Hồ cung cấp chipset cùng linh kiện, muốn thiết kế một mẫu điện thoại di động mới cũng yêu cầu đội ngũ kỹ thuật có thể cung cấp một phương án giải quyết sản phẩm điện thoại di động mới hoàn chỉnh. Đây là một công việc có độ khó kỹ thuật khá cao, còn phải xây dựng phần mềm điện thoại di động mới, tiến hành xử lý ưu hóa tính năng đối với sản phẩm điện thoại di động mới. Đặc biệt là điện thoại di động bảo thạch mà Khoa Vương Cao Khoa hy vọng đưa ra có thể gây sốt trên thị trường, trên tính năng không thể lạc hậu hơn so với chủ lưu thị trường. Khoa Vương Cao Khoa mặc dù đã tổ chức một số lực lượng kỹ thuật, nhưng bằng vào lực lượng kỹ thuật lúc này muốn thiết kế ra một mẫu điện thoại di động có công năng càng mạnh, tính năng càng ổn định, độ khó là rất lớn, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trương Khác đáp ứng ủng hộ trên cung cấp kỹ thuật, nhưng có thể giúp họ giải quyết vấn đề đau đầu nhất này. Trương Khác nói chuyện chỉ chốc lát với nhóm Trần Tĩnh liền cáo từ ra về, không cần họ đưa tiễn, liền trực tiếp đi xuống lầu. Ngày hôm nay cậu ta nhìn qua có vẻ đáng chí lắm. Úc Bình đỡ vai Trần Tĩnh mà đứng, cũng nhìn bóng hình của Trương Khác khi rời đi, cô lại cười nói. Nhưng có thể lúc chúng ta ngủ gật mà đưa tới gối đầu, đúng là người rất tốt. Lưu Minh Huy ở đây, cô cũng không nói lời đùa giỡn gì có vẻ ái muội không rõ. Trần Tĩnh xoay người lại. Cô cười khẽ, nói đưa gối lúc buồn ngủ, Trương Khác cũng không chỉ đưa tới một cái gối. Trong khoảng thời gian này Khoa Vương Cao Khoa cũng cố gắng làm công tác củng cố căn cơ, không chỉ đầu tư hết vào lợi nhuận thu được từ trong nghiệp vụ thiết bài điện thoại di động, gần 10 triệu đô la Mỹ vốn huy động thu được từ hạ tuần tháng 6 cũng đã đưa vào. Từ lắp ráp nhà xưởng, công cụ nhà xưởng đến chế tạo mạch, mới hình thành quy mô sản nghiệp nhất định tại khu công nghiệp mới Hải Châu, lúc đầu cũng là bắt đầu từ ý nghĩ của Tạ Tử Gia. Tháp trên cát, nền móng chung quy cũng mỏng quá. Cố gắng vào mùa xuân năm tới thu được giấy phép sản xuất điện thoại di động, sau khi nhận được, còn phải đưa ra sản phẩm điện thoại di động được thị trường tán thành. Đây là hai sự kiện lúc này Khoa Vương Cao Khoa đang cố gắng đi làm. Một trong những căn cứ mà Bộ Thông tin phát cho giấy phép điện thoại di động cũng là muốn xem tích lũy cùng thực lực trên kỹ thuật của xí nghiệp trình bày, nếu nói khi trình báo có thể lừa gạt được, nhưng sản phẩm đưa ra khiến trường tán thành lại hoàn toàn không thể. Bên phòng thiết kế phát triển sản phẩm, từ khi thành lập đến nay cũng phát triển ra hai mẫu điện thoại di động mới, không nói đến chu kỳ phát triển của mỗi một mẫu điện thoại di động mới cũng dài đến 8 tháng, trên thị trường cũng chỉ có thể đưa về mức độ trung bình. Tuy nói ý tưởng của Tạ Tử Gia có thể khiến người khác kinh ngạc, nhưng không có cơ sở kỹ thuật nhất định, cuối cùng cũng không thể thực thi. Trương Khác đáp ứng ủng hộ trên kỹ thuật, có thể nói đã giải quyết nan đề lớn nhất trước mắt đã làm phức tạp Khoa Vương Cao Khoa. Tạ Tử Gia thu tư liệu lại, khẽ vân về cái cổ mỏi như. Toàn bộ công tác cũng không thể làm xong trong một ngày. Hay là chúng ta đi uống một ly đi? Trước đây là ai nói thời gian cấp bách đấy? Trần Tĩnh cười hỏi. Em không sợ vừa rồi Trương Khác chỉ đưa ngân phiếu khống, sau đó không giữ lời hứa thì sao?
cũng phải xem cậu ta có mặt mũi gạt chúng ta không mới được. Tạ Tử Gia ngửa mặt cười, kéo cánh tay Trần Tĩnh đi xuống lầu. Trần Tĩnh cũng mời Lưu Minh Huy đến quán ba uống một ly rồi mới về khách sạn. Đi vào trong hẻm đã không còn thấy bóng Trương Khắc đâu, cũng không biết y đi đâu rồi. Nhóm Trần Tĩnh cũng theo thường lệ đi vào 1978. Đỗ Phi ngồi với Thời Học Bân trước quầy ba, đang nói điện thoại. Thấy nhóm Trần Tĩnh đi vào, thấy đều là người quen, Đỗ Phi liền phất phất tay chào hỏi, lúc này trong quán ba ngoại trừ quầy ba, bên trong cũng không còn bàn trống. Nhóm Trần Tĩnh liền ngồi xuống trước quầy ba, chọn rượu uống. Đỗ Phi nói điện thoại xong liền xoay người lại nói với Trần Tĩnh. Chị cũng ở Kiến Nghiệp hả, Trương Khắc có biết chị ở Kiến Nghiệp không? Trần Tĩnh vừa mới muốn nói cho Đỗ Phi vừa mới gặp mặt Trương Khắc, Tạ Tử Gia ngồi bên trái lại thò người qua rút lấy điện thoại trong lòng bàn tay Đỗ Phi. Trần Tĩnh còn muốn hỏi Tạ Tử Gia muốn làm cái gì, thì thấy phím chức năng của chiếc điện thoại di động thiết kế với phong cách giản lược nhưng đầy xa hoa lại khảm một hột xoàn to như hạt ngô, dưới ánh đèn đỏ sậm ở quán ba trông rất lóa mắt, cô nghiêng đầu cùng Úc Bình hai mặt nhìn nhau. Tạ Tử Gia trả lại điện thoại di động cho Đỗ Phi rồi buồn bực uống nước, sau một lúc lâu mới căm hận nói. Cậu ta đang có ý gì? Sao thế? Đỗ Phi không hiểu ra sao, cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn một chút, không có chỗ nào đặc biệt, vì sao họ thấy điện thoại di động của mình lại đều biến sắc hết vậy? Úc Bình cười ám muội với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh hơi tránh né ánh mắt, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Úc Bình. Lưu Minh Huy giơ ly rượu lên khẽ nhấp môi, cũng không nói gì. Tạ Tử Gia thì vẻ mặt oán giận, hình như ai đã đắc tội rất lớn với cô ta vậy. Trương Khắc trở lại tiệm Internet sáng vực, ngồi vào trước máy vi tính, đăng ký một username mới vào phòng chat Đại học Đông Hải. Trong phòng chat không ngừng xuất hiện hàng chữ xanh đỏ trong suốt giống như bọt biển đang không ngừng trồi lên. Trương Khắc uống cà phê, nhìn chằm chằm vào các username không ngừng hiện lên trên màn hình. Tuyệt đại đa số người sử dụng đăng ký đều là sinh viên của Đại học Đông Hải, trong phòng chat trò chuyện rất rôm rả, cũng có người nào đó ẩn giấu dục vọng sau màn hình. Trương Khắc ngồi im lặng trước màn hình hết một giờ đồng hồ, mãi đến khi ký túc xá trường tắt đèn, cũng không thấy con cá nằm ngửa dưới đáy biển nhả bọt, xuất hiện, nghĩ thầm có thể cô vẫn có thói quen ngồi ở trước màn hình nhìn người khác nói chuyện chăng. Chương 967, tâm tư của Trương Khắc. Trương Khắc đi ra tiệm Internet, thời gian trường tắt đèn vẫn còn sớm so với y. Đưa mắt nhìn đầu đường vắng vẻ, một trận gió lạnh thổi tới, lá cây ngô đồng rơi xuống xào xạc, lăn tròn trên mặt đường. Rồi nằm im thin thít. Trương Khắc cũng không có tâm tư trở về nhà ngủ, muốn đến 1978 uống một ly, tìm người tâm sự để hóa giải một chút tâm tình chán nản khó có thể nói rõ cũng tốt. Trương Khắc đi vào 1978, Đỗ Phi còn ngồi ở trước quầy ba nói chuyện với Thời Học Bân chưa có đi. Thấy Trương Khắc đi vào, Đỗ Phi cười nói. Vừa rồi Trần Tĩnh cùng nữ ma đầu Tạ ra qua đây, thấy điện thoại di động của tao, ngồi một lát rồi đi ngay. Trông như nữ ma đầu Tạ ra hình như bị người nào chọc giận vậy ấy. Đỗ Phi móc điện thoại ra đặt lên quầy ba, lại hỏi Trương Khắc. Chiếc điện thoại này có dấu huyền cơ gì? Chuyện gì đấy? Tôn Tĩnh Mông đang cầm ly rượu tới cho Trương Khắc, vừa rồi Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia khi đến đây cô vẫn chưa về quán ba, hoàn toàn không biết Đỗ Phi móc ra điện thoại là nói tới chuyện gì. Không có chuyện gì, có lẽ họ quan trọng hóa vấn đề quá rồi. Trương Khắc vỗ vỗ đầu. Lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tĩnh, hỏi xem cô đang ở đâu. Úc Bình cùng Lưu Minh Huy ở trong khách sạn, Trần Tĩnh ở Kiến Nghiệp thì hơn phân nửa sẽ ở chung trong chung cư thanh niên với Tạ Tử Gia. Nhận được điện thoại của Trương Khắc, Trần Tĩnh rất nhanh cùng Tạ Tử Gia trở lại 1978. Tạ Tử Gia thấy Trương Khắc cùng Đỗ Phi đang ngồi ở trước quầy ba, cũng không để ý đến Tôn Tĩnh Mông đang chống tay trên quầy ba nhìn họ, liền đi thẳng tới trước mặt Trương Khắc, nói giọng châm chọc. Từng nghe nói phong lưu ngàn vàng đổi nụ cười, đó là tiền nhân còn chưa thấy qua thủ đoạn của Khắc thiếu gia. Trần Tĩnh ngồi vào trước quầy ba, Tạ Tử Gia hùng hổ ngồi xuống trước, cô cười nói với Tôn Tĩnh Mông trong quầy ba. Quán ba này cảm giác rất tốt, mỗi lần đến Kiến Nghiệp đều phải qua đây làm phiền. Khoa Vương Cao Khoa dựa vào sự ủng hộ của Cẩm Hồ mới đi đến một bước này, lúc này nói những lời này vị miễn lòng tự trọng hơi bị cao rồi. Chỉ là lúc này Trần Tĩnh cũng có chút xấu hổ khi đối mặt với Trương Khắc. Trương Khắc nghiêng đầu nói với Thời Học Bân. Điện thoại của mày đâu? Cho tao mượn chút. Điện thoại của tao hả? Thời Học Bân không hiểu Trương Khắc mượn điện thoại di động của hắn làm cái gì, liền cười nói. Thôi lấy ra xấu hổ lắm.
Điện thoại di động mà thời học Bân dùng vẫn là dòng iPhone 8 ái đạt đưa ra sớm nhất, cũng là trang bị công tác mà City sáng vực cung cấp cho họ sớm nhất. Hắn còn chưa có hy vọng xa vời như Đỗ Phi được sử dụng mẫu thử nghiệm do bộ môn phát triển cùng thiết kế điện thoại di động của Cẩm Hồ định chế. Thời học Bân nhìn thoáng qua chiếc điện thoại di động định chế khảm kim cương của Đỗ Phi trên quầy bar, chần chờ xem có nên lấy điện thoại ra không, hắn nghển mặt nói. So với của Đỗ Phi, của tao trông chán lắm. Cũng không phải xem cái của máy đẹp thế nào. Trương Khắc cười đưa tay cầm lấy chiếc iPhone 8 bên hông của thời học Bân đặt lên quầy bar. Đầu năm nay ai có điện thoại di động cũng đã đủ để khoe khoang rồi, nhưng đặt chiếc iPhone 8 bên cạnh chiếc điện thoại di động định chế khảm kim cương của Đỗ Phi, thời học Bân hận không thể ném cái iPhone 8 của hắn đi. Tao càng lý giải sâu hơn cái gì gọi là 3.000 giai nhân không để ý rồi. Trương Khắc cười cười, không để ý đến hắn, y quay đầu hỏi Trần Tĩnh. Chị dùng điện thoại di động gì? Trần Tĩnh gần đây đổi chiếc i19 của Ái Đạt màu vàng nhạt. Đây là bản cải tiến của i19 mà tháng 5 năm nay Ái Đạt đưa ra thị trường, vẫn bảo lưu phong cách thiết kế kinh điển vốn có, trên tính năng đã đạt được cải tiến toàn diện, là sản phẩm có tính tiêu chí khi Ái Đạt hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật điện thoại GSM của Đức Nghi, cũng là một trong hai chiếc điện thoại di động hoàn toàn bằng tiếng Trung sớm nhất trên thị trường. Đã nửa năm đưa ra thị trường đến nay, giá cả vẫn duy trì trên 6.800 đồng, là mẫu mã chủ lưu trong thị trường điện thoại di động cao cấp trong nước. Cẩm Hồ cũng là dựa vào i19 mà thành công xâm nhập vào trận danh đầu tiên của thị trường điện thoại di động. Trương Khắc cầm lấy điện thoại di động của Trần Tĩnh, cũng đặt lên quầy ba. Tạ Tử Gia cũng bị Trương Khắc làm hấp hẫn lực chú ý, cô nghiêng người nhìn Trương Khắc đang dở trò quỷ gì, chỉ thấy y thò tay vào trong túi quần móc điện thoại di động ra, cô nghĩ thầm điện thoại di động của y dùng chắc phải cực kỳ xa xỉ rồi. Nhưng Tạ Tử Gia không ngờ chiếc điện thoại di động Trương Khắc lấy ra đặt lên quầy ba nhìn qua rất bình thường. Tuy nhiên từ trong tin tức mà Cẩm Hồ sắp tuyên bố thì có thể biết đây là một mẫu điện thoại mới sắp được đưa ra thị trường thay thế cho iPhone 8. Gần đây tôi dùng con này. Trương Khắc thấy trong mắt Trần Tĩnh cũng có vẻ nghi ngờ, y cười giải thích. Có mẫu mã mới nào đưa ra thị trường, tôi đều phải cố gắng dùng thử một đoạn thời gian. Trương Khắc cũng không cho rằng trong mấy năm gần đây còn có người dùng thử sản phẩm điện thoại di động mới còn hợp cách hơn cả bản thân. Trần Tĩnh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc này Khoa Vương Cao Khoa đã lần lượt đưa ra 3 mẫu mã điện thoại di động, cô cũng không mang theo một mẫu mã nào tùy thân để dùng thử. Nhìn vào 4 chiếc điện thoại đặt son song trên bàn, xa xỉ nhất tự nhiên là chiếc của Đỗ Phi, chiếc của Trần Tĩnh có thể nói là mẫu mã xa hoa chủ lưu, còn của Trương Khắc chỉ là mẫu Cẩm Hồ còn chưa đưa ra thị trường, trên chất liệu rất quy củ, thiết kế ngoại hình cũng giản dị tự nhiên, cho dù đưa ra thị trường tiêu thụ, cũng là nhắm vào thị trường trung bình. iPhone 8 của thời học Bân sử dụng thì tương đối thô sơ. Trần Tĩnh đang hiếu kỳ Trương Khắc muốn làm cái gì, Trương Khắc lại nghiêng đầu tới nhìn vào vành tai của cô, thò tay tới muốn tháo xuống cái khuyên tai khảm mã não màu đỏ trên vành tai cô. Tiện tay tháo xuống đi. Trương Khắc chỉ vào khuyên tai trên vành tai trái trắng nuột Trần Tĩnh, thấy cô vén mái tóc quăn cuộn sóng sang bên, lộ ra cái cổ trắng trẻo. Mái tóc cô rất dày, hình như thả tay một cái nó liền xòa tung ra. Trương Khắc đưa tay tháo xuống khuyên tai giúp Trần Tĩnh. Khi Trương Khắc đưa tay tháo khuyên tai, vành tai bị ngón tay của y khẽ chạm phải, hơi ngứa, lòng cũng có cảm giác kỳ lạ. Trần Tĩnh chỉ sợ lúc này tai sẽ đỏ lên nên lòng lo lắng. Khi cảm giác khuyên tai đã rời khỏi tai, Trần Tĩnh cầm lấy ly nước giả vờ trấn định nhấp một ngụm rượu, còn cùng Tôn Tĩnh Mông nhìn nhau cười, che giấu cảm giác kỳ dị trong lòng. Trương Khắc đặt miếng mã não lên chiếc điện thoại di động iPhone 8 của thời học Bân. Cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn sang Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia mà cười. Nhìn nụ cười rực rỡ của Trương Khắc, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy trái tim hơi thắt lại, có loại cảm giác khó thở, cảm thấy hai gò má hơi nóng lên, thật không có tâm tư đi suy nghĩ hàm nghĩa phía sau những hành động của Trương Khắc. À, Tạ Tử Gia băng tuyết thông minh, khi Trương Khắc đưa tay tháo xuống miếng khuyên tai của Trần Tĩnh, cô đã hiểu Trương Khắc muốn nói cho họ cái gì. Mùa xuân sang năm Khoa Vương Cao Khoa có thể lấy được giấy phép sản xuất điện thoại di động, cho dù lấy thương hiệu của Khoa Vương tiêu thụ, tại thị trường điện thoại di động trong nước vẫn là một thương hiệu yếu. Đối với một thương hiệu yếu mà nói, sản phẩm không thể nghi ngờ là cửa đột phá hữu hiệu nhất, tựa như thấy được tác dụng quật khởi của DVD player đối với Cẩm Hồ, Tạ Tử Gia vẫn luôn nghĩ ở trên sản phẩm tìm kiếm cơ hội đột phá. Lấy cơ sở kỹ thuật lúc này của Khoa Vương Cao Khoa, có thể trước mùa xuân năm tới thành công phát triển một mẫu mã điện thoại di động trên tính năng, phẩm chất đều thuộc bậc trung thì coi như cảm tạ trời đất rồi.
tạm thời không suy nghĩ đến Cẩm Hồ cùng các ông trùm điện thoại di động hải ngoại, chỉ Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng ba công ty điện thoại di động trong nước, mùa xuân sang năm đều có thể đưa ra 2,3 mẫu điện thoại di động mới. Khoa Vương Cao Khoa chỉ có một mẫu mã mới, làm sao đối kháng với các đối thủ cạnh tranh, nhanh chóng đạt được đột phá trên thị trường quốc nội. Tham khảo lý niệm sáng tạo kinh điển thêm bảo thạch vào đồng hồ, Tạ Tử Gia liền thiết kế ra phương án phát triển loạt điện thoại di động bảo thạch, chỉ cần thành công phát triển ra một mẫu mới, có thể thông qua phương thức khảm nạm ngọc thạch, chia thành hai loại lớn điện thoại di động phi bảo thạch và điện thoại di động bảo thạch. Căn cứ vào phẩm chất đẳng cấp của bảo thạch khác nhau, điện thoại di động bảo thạch lại có thể phân ra các đẳng cấp khác nhau, cứ như vậy, cũng coi như sở hữu loạt sản phẩm với trình tự phong phú. Mặt khác, người Trung Quốc đối với ngọc thạch có sự tán thành về giá trị cực cao. Cho dù Khoa Vương Cao Khoa chỉ có thể phát triển sản phẩm điện thoại di động trung đê đoan, cũng có thể bằng vào khảm nạm một viên ngọc thạch lóng lánh mà đề thăng đẳng cấp cùng hình tượng của sản phẩm, rồi trực tiếp xâm nhập vào thị trường trung cao đoan. Trước mắt Cẩm Hồ cũng bằng vào thiết kế sản phẩm cực kỳ xuất sắc, lựa chọn chất liệu cùng quản lý chất lượng, lấy kỹ thuật hạng 2 chế tạo ra sản phẩm điện thoại di động không kém hạng nhất, ở trong nước thu được địa vị thị trường gần với Ericsson, Motorola cùng Nokia. Phương án của Tạ Tử Gia chỉ là đem cách nghĩ doanh tiêu này của Cẩm Hồ phát huy đến mức tận cùng mà thôi, đâm lệch đi mũi kiếm cực hạn. Đối với Cẩm Hồ mà nói, bằng vào cố gắng toàn diện đột phá, đã sơ bộ có được năng lực chế tạo sản phẩm điện thoại di động cao đoan, sản phẩm điện thoại di động dưới cờ từ trung đê đoan đến cao đoan có trình tự phong phú mà rõ ràng. Khảm ngọc thạch trên điện thoại di động bình thường, nhìn qua có thể hấp dẫn ánh mắt, trên thực tế sẽ làm xáo trộn định vị chuẩn xác của người tiêu thụ đối với sản phẩm điện thoại di động Cẩm Hồ, đặc biệt là loại sản phẩm này thiết kế rất dễ làm cho người ta mô phỏng theo mà nhanh chóng rơi vào tầm thường, cuối cùng sẽ tổn hại đến giá trị cùng hình tượng của thương hiệu mà Cẩm Hồ đã hình thành ưu thế địa vị tại thị trường trong nước. Tạo ra thương hiệu tại các giai đoạn khác nhau, lựa chọn thủ đoạn doanh tiêu là khác nhau rất lớn. Lúc này Cẩm Hồ có thể làm đại khái chính gia định chế ra loại bảo thạch khảm vào điện thoại di động có giá trị càng cao hơn hột xoàn. Tuy nhiên đây đã là khái niệm điện thoại di động xa hoa rồi. Sau khi thấy được chiếc điện thoại di động trong tay Đỗ Phi, Tạ Tử Gia liền hiểu ngay Cẩm Hồ sớm đã có khái niệm thiết kế điện thoại di động thêm bảo thạch rồi. Cô nghĩ lầm lúc gặp mặt vào buổi tối, Trương Khắc không đề cập đến điểm này mà đáp ứng ngay muốn ủng hộ Khoa Vương Cao Khoa phát triển điện thoại di động bảo thạch là thuần túy vì lấy lòng Trần Tĩnh. Trương Khắc lấy lòng Trần Tĩnh cũng không có gì đáng kể, nhưng nghĩ đến sau đó cho dù phát triển điện thoại di động bảo thạch thu được thành công thì cũng có một loại cảm giác được Cẩm Hồ cố ý thả, Tạ Tử Gia tâm cao khí ngạo trong lòng tự nhiên cũng rất oán giận. Trong nhất thời cô không suy nghĩ đến suy nghĩ của Trương Khắc đối với thương hiệu cùng doanh tiêu có trình tự càng sâu hơn. Tạ Tử Gia đột nhiên cảm thấy vừa rồi tức giận bất bình có vẻ vô vị rồi, mặc cho cô thần kinh cứng cỏi như dây cáp thì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô ngoảnh mặt đi, có vẻ xem thường nói. Thật là, có một số ý nghĩ hay lại vô ích với Cẩm Hồ, cũng có thể sớm nhắc nhở cho một vài người nào đó mà. Trương Khắc cười cười, không đi tranh luận gì với Tạ Tử Gia cho mệt. Trần Tĩnh còn chìm đắm trong cảm giác bị ngón tay Trương Khắc đụng vào vành tai, đầu óc còn rất ngỡ ngàng. Tạ Tử Gia hoàn toàn hiểu được, thấy bộ dạng Tạ Tử Gia như đã sáng tỏ, Trần Tĩnh càng ngại không dám đi hỏi Trương Khắc làm như vậy có dụng ý gì, chỉ hỏi Trương Khắc. Khuyên tai có thể trả lại cho tôi rồi chứ. Nhưng Trần Tĩnh lại không dám để cho Trương Khắc đeo lại giúp mình. Ngày hôm nay Trương Khắc có vẻ không yên lòng, uống hết ly rượu liền đi về trước. Trần Tĩnh cùng Tạ Tử Gia lại ngồi thêm một lúc mới ra về, khu chung cư thanh niên 12 tòa chia làm 3 khu độc lập, Tạ Tử Gia ở tiểu khu ngoài cùng phía Bắc, ra khỏi quán ba hai người đi về hướng Bắc. Trần Tĩnh bí gió lạnh thổi vào, đầu óc mới thanh tỉnh lại. Cô đứng đó, khẽ bưng môi. À, tôi nói cậu ta đang làm điều gì mờ ám mà. Hả, chị mới nghĩ đã hiểu được rồi. Tạ Tử Gia nghi hoặc nhìn Trần Tĩnh, lại cười duyên ôm lấy Trần Tĩnh. Bị người ta sờ thoáng cái lỗ tai mà đã mất hết nửa hồn rồi sao? Em mới đánh mất nửa hồn đấy, vừa đi qua liền hùng hổ nói người ta, sau đó sao lại im lặng rồi? Trần Tĩnh che đậy tâm tình, châm chọc Tạ Tử Gia. Phải biết rằng yêu nghiệt không phải chỉ có mình em. Ngày hôm nay có phải thụ giáo rồi không? Hừ, Tạ Tử Gia xem thường hừ mũi. Cậu ta có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là muốn khuất phục dưới váy của tiểu Tĩnh chị sao? Tạ Tử Gia lại nghiêm trang nhìn Trần Tĩnh. Chị cũng phải kiên trì, đừng có mà hứng tình lên rồi chủ động ngả vào lòng cậu ta.
con quỷ cái như em còn có mặt mũi nói người khác. Xin em đừng có thu thư tình rồi tùy tiện ném vào thùng rác đi. Trần Tĩnh trở tay đi bóp má Tạ Tử Gia. Cái đó mà là thư tình sao? Tạ Tử Gia nghi hoặc hỏi. Em cũng chưa có xem, cảm thấy cắm hoa trong phòng khách cũng hay, nên mới nhận lấy. Khu nhà phía sau không giống với bốn tòa nhà ở giữa, khu nhà Tạ Tử Gia ở toàn là nam nữ thanh niên đang làm việc trong khu sáng nghiệp. Tạ Tử Gia vóc người thon thả, gương mặt sáng sủa, còn như một tiểu cô nương, Trần Tĩnh thì tươi đẹp rực rỡ, hai người cười đùa, tự nhiên là dẫn người khác chú ý. Trùng hợp Đinh Hòe ngày kế cũng chưa rời khỏi kiến nghiệp, Trần Tĩnh trực tiếp liên hệ với Đinh Hòe nói chuyện việc hợp tác kỹ thuật phát triển điện thoại di động, trước khi Trương Khác lại đi Kim Sơn đã nói với điều này với Đinh Hòe qua điện thoại. Cẩm Hồ tại kiến nghiệp cũng bố trí trung tâm thiết kế cùng phát triển sản phẩm, ngoại trừ hợp tác kỹ thuật trên trình tự thiết kế cùng phát triển sản phẩm, hợp tác kỹ thuật với trình tự càng sâu hơn, cũng có thể do khu thực nghiệm vườn sồi tới đảm đương. Từ chỗ Đinh Hòe biết Trương Khác đã rời khỏi kiến nghiệp, Trần Tĩnh cảm thấy đáng tiếc, chỉ là cô không biểu hiện tâm tư này ngoài. Việc hợp tác rất nhanh ước định xong. Buổi chiều, Trần Tĩnh còn đặc biệt đến bộ môn thiết kế và phát triển sản phẩm của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp tham quan, nhưng không có cơ hội đến khu thực nghiệm vườn sồi, nòng cốt trong hệ thống kỹ thuật chân chính của Cẩm Hồ để tham quan. Chương 968, Hành trình Kim Sơn. Cẩm Hồ toàn diện đầu tư vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật, trình tự rất sâu. Điều này cũng khiến cho năng lực phát triển cùng thiết kế sản phẩm của bộ môn này có chiều rộng cùng chiều sâu mà các công ty thiết kế cùng phát triển điện thoại di động thông thường không thể với tới. Bộ môn phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Cẩm Hồ đã giảm bớt chu kỳ phát triển mẫu mã điện thoại di động mới còn khoảng 2 tháng. Liên hợp phát triển, kỳ thật cũng là trợ giúp một tay trên kỹ thuật, còn có thể trợ giúp khoa Vương Cao khoa rèn luyện đội ngũ phát triển cùng thiết kế sản phẩm. Đương nhiên, Cẩm Hồ cũng thu được chỗ tốt. Chỉ ít mẫu điện thoại di động mới mà khoa Vương Cao khoa được hiệp trợ phát triển ra trên phần cứng và phần mềm sẽ dựa vào sự cung ứng của Cẩm Hồ với mức độ lớn nhất. Không chỉ đối với khoa Vương Cao khoa, Cẩm Hồ cũng không keo kiệt đối với các xí nghiệp tương quan ủng hộ nó, Cẩm Hồ cũng rất khó vĩnh viễn đều nhất chi độc tú, bông hoa duy nhất trên cành, muốn mạnh còn cần có một cơ sở sản nghiệp kiên định mà hùng hậu. Lại nói Cẩm Hồ còn muốn làm nhà cung ứng phương án kỹ thuật. Cẩm Hồ thậm chí có ý thức làm cho một số nhân tài ưu tú lưu động đến các xí nghiệp chung quanh mình, chí ít sẽ không nghiêm khắc khống chế nhân tài lưu động, như trong nhà xưởng của khoa Vương Cao khoa tại Hải Châu có rất nhiều nhân viên quản lý đều từng có lý lịch công tác qua tại Cẩm Hồ, đối với Lưu Minh Huy lúc trước bỏ đi, Cẩm Hồ cũng lấy thái độ cực kỳ khoan dung đối đãi. Mặc dù có chí nguyện to lớn ôm hết anh tài thiên hạ, nhưng trong hệ thống Cẩm Hồ tụ tập quá nhiều nhân tài ưu tú, trái lại sẽ có một loại áp lực đặc biệt. Cho dù phổ biến thực hành lương cao phúc lợi cao, cũng không phải mỗi người đều sẵn lòng tiếp nhận loại áp lực này, cũng không phải mỗi người đều cho rằng ở lại Cẩm Hồ càng có thể thể hiện giá trị cá nhân của mình. Mặc dù có một số xí nghiệp không thể thực hiện phổ biến lương cao, phúc lợi cao, nhưng cấp lương cao phúc lợi cao thậm chí địa vị cao cho một số nòng cốt kỹ thuật, quản lý thì vẫn có thể dễ dàng. Một số nhân tài ưu tú từ Cẩm Hồ chuyển đến những xí nghiệp này đó là điều hết sức bình thường. Thậm chí có người đem công tác tại Cẩm Hồ trở thành hành trình mạ vàng, trước tiên từ chức vào Cẩm Hồ công tác, lại rời khỏi Cẩm Hồ trở về nguyên đơn vị công tác. Có thể chỉ là trong thời gian một năm nửa năm ngắn ngủi, tiền lương cũng có thể đề thăng trên diện rộng, hình như có thể đi vào Cẩm Hồ công tác, năng lực đã đạt được khẳng định. Đương nhiên, đồng thời càng có nhiều người đổ về Cẩm Hồ, như năm nay các xí nghiệp thành viên lớn của Cẩm Hồ thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học toàn thế giới, đây là nhằm vào các sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này. Thông báo tuyển dụng thường ngày mỗi tuần vẫn chưa từng dừng lại, quan trọng là bồi dưỡng ra cơ chế nhân tài ưu tú cùng với khống chế lưu động nhân viên trong phạm vi có thể tiếp nhận, không lưu động chút nào cũng là cục diện đáng buồn, trông có vẻ cằn cỗi nặng nề. Ngoại ô Kim Sơn vào trung tuần tháng 12, mặc dù đang trong trời đông giá rét, cảnh sắc hiu quạnh, cũng đã không còn cảnh tan hoang cùng lộn xộn khi cơn lũ mới rút, tân thành Kim Sơn bị nước hồ tàn phá nghiêm trọng nhất cũng đã khôi phục kiến thiết. Xuyên qua đai xanh hóa trên con đường mới xây, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được bên cạnh cây cối ngoan cường ngả nghiêng, vết thương sau thiên tai đang nhanh chóng khép lại. Ngoại trừ khoản cứu tế do các giới quyên tặng cùng chính phủ trung ương, trung tuần tháng 9 chính phủ tỉnh Giang Nam từ Ngân hàng Hoa Thương có tổng bộ thiết lập tại Singapore thu được 200 triệu đô la Mỹ tiền cứu tế khẩn cấp ở trong công tác trùng kiến sau thiên tai đã phát huy được tác dụng quan trọng. Vì thu được khoản cứu tế này, Trương Khắc cùng Tạ Vãn Tình liên hợp đưa vào Ngân hàng Hoa Thương 200 triệu đô la Mỹ tài chính. Trước khi đến đê hồ mới xây tham quan, đoàn xe muốn đi qua khu công nghiệp điện tử trước.
Khi đi qua, Trương Khắc đặc biệt bảo lái xe đi chậm một chút. Xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình của khu công nghiệp điện tử từ bên ngoài. Khu công nghiệp điện tử trước đó Khoa Vương cùng điện tử Gia Tín liên hợp đầu tư lúc này đã hoàn toàn trở thành khu sản xuất mới của Khoa Vương tại Kim Sơn. Tiếp nhận tuyến sản xuất sàng lọc của điện tử NEC, nhà xưởng CRT do Hoa Hạ, Khoa Vương, NEC hợp doanh tại nơi này đã đưa vào hoạt động thử, tốc độ rất nhanh, ngoại trừ hạng mục TV ước định lúc ban đầu, Khoa Vương còn dựa vào kỹ thuật của NEC vào thị trường màn hình, nhà máy trong nước có thể sản xuất ra màn hình CRT quả thật không được mấy. Trừ điều đó ra, Hoa Hạ, Khoa Vương, NEC còn hùn vốn thành lập công ty hữu hạn Khoa Hoa Vật Mậu, theo tin tức mà Trương Khắc lý giải được. Nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Hoa Vật Mậu chủ yếu do phía Nhật Bản phái ra nhân viên đảm nhiệm, cũng sẽ khống chế nghiệp vụ mậu dịch quốc tế của công ty hoàn toàn do Hoa Hạ, Khoa Vương, NEC hợp doanh. Nói cách khác, quyền mậu dịch hải ngoại của công ty hợp doanh sẽ triệt để rơi vào trong tay tập đoàn tài chính Mitsui phía sau. Trương Khắc nhìn bảng hiệu bằng kim loại treo đại môn khu công nghiệp điện tử, lúc này chỉ treo hai bảng hiệu là công ty hữu hạn điện tử hiển thị Khoa Vương kiến nghiệp cùng công ty hữu hạn Khoa Hoa kiến nghiệp vật mậu. Trương Khắc nghĩ thầm dễ dàng như vậy để Mitsui tại Trung Quốc hoàn thành bố cục chỉnh thể đối với thị trường điện tử hiển thị từ mậu dịch hậu cần đến tiêu thụ chế tạo, công ty hợp doanh mới thành lập tại các khâu như kỹ thuật nhân viên vật tư vẫn còn nằm trong cục diện kéo dài không bị khống chế. Nhiều nhất cũng chỉ là con đường cho Mitsui tại thị trường Trung Quốc hút lợi nhuận mà thôi. Theo ánh mắt của giới bên ngoài, hợp tác cùng các xí nghiệp điện tử cấp toàn cầu như NEC làm cho danh tiếng của Khoa Vương ở trong nước càng thêm chói mắt, cũng càng nhận được coi trọng. Cũng hấp dẫn không ít lực chú ý của công chúng, khiến cho nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương tại thị trường trong nước được đề thăng với biên độ nhỏ. Trước khi Khoa Vương thu mua xưởng TV Tam Nguyên ở Hải Châu, nhưng nghiệp vụ TV của nó tại thị trường trong nước còn chưa có bao nhiêu địa vị, nhưng sau khi vào thu, công trạng đạt được đề thăng rất nhanh, thị phần thị trường chen đến 10 vị trí đầu tiên, coi như là thành tựu không nhỏ rồi. Khoa Vương lúc này nhìn qua làm cho người ta có một loại ảo giác thoát thai hoán cốt. Trương Khắc không hiểu được Tạ Kiếm Nam sẽ có cảm giác gì, là tràn đầy khí phách cảm thấy có thể tái trùng Trấn Huy Hoàng, hay là đang lo lắng quyền khống chế của Khoa Vương sẽ dần dần rơi vào trong tay Mitsui. Tuy nhiên chiến lược trước đó của Tạ gia hợp tác với cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân lúc này sẽ phải thê thảm hơn nhiều. Cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân thượng tuần tháng 12 giao nộp cho bộ môn chứng giám Hồng Kông 600 triệu đô la Hồng Kông tiền phạt để ngưng hẳn cuộc điều tra đối với điện tử Gia Tín. Ngoại trừ điều này, cha con Cát Thị còn phải bồi thường cho điện tử Gia Tín trên thị trường chứng khoán 300 triệu đô la Hồng Kông. Vì gom góp khoản tiền phạt khổng lồ 900 triệu đô la Hồng Kông này, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân từ hạ tuần tháng 11 bắt đầu bán tháo với giá thấp các tài sản trên danh nghĩa bao gồm cổ phiếu, bất động sản, phiếu công trái, Cát gia xem như đã triệt để đánh mất phong quang năm xưa rồi. Điện tử Gia Tín cho dù nhận được 300 triệu đô la Hồng Kông bồi thường, nhưng trên tinh thần khó sửa, chủ yếu là tan vỡ trên tín dụng thương nghiệp cùng với sự quật khởi, áp chế của phía đối thủ cạnh tranh, nhà xưởng của điện tử Gia Tín tại Quảng Đông đã rơi vào hoàn cảnh kinh doanh trắc trở. Đối với một cơ sở sở hữu 40.000 công nhân, lấy được 300 triệu đô la Hồng Kông chỉ đủ để trả tiền lương chưa đến nửa năm cho công nhân. Muốn cắt giảm quy mô sản xuất, cắt giảm công nhân, số tiền này ngay cả phí trợ cấp thôi việc cũng không đủ. Từ sau lần điện tử Hồng Kông triển lãm, Trương Khắc còn chưa có cơ hội nhìn thấy dáng dấp chán nản của cha con Cát Thị, khi thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, dựa lưng vào ghế ngồi, Phó Tuấn ngồi ở hàng trước nhắc nhở y phía trước là đê hồ rồi. Xe dừng lại trước đê hồ Kim Sơn mới xây, từng có bài học thê thảm vỡ đê, đê mới xây tại một đoạn Tân Thành áp dụng kết cấu phục đê, tránh khu Tân Thành chịu uy hiếp trực tiếp từ hồ nước. Dừng xe tại chỗ đê vỡ lúc trước, dưới đê lập một bia kỷ niệm, qua hai ngày bia kỷ niệm mới tính chính thức khánh thành. Trương Khắc không thích cảnh đông vui, nên sớm qua đây tế bái một chút. Trên tấm bia đá sừng sững chạm nổi tên của 6 chiến sĩ cùng 10 vạn quân dân khi đê vỡ liều mình nhảy vào chỗ vỡ tại bờ tây sông Dơ Quốc xây hộ thành chắn nước. Tặng hoa xong, Triệu Hữu Luân đi cùng với Trương Khắc từ sườn núi sau bia kỷ niệm leo lên đê hồ. Nhìn hồ nước khói sóng mờ ảo xa xa, nếu như lúc trước không thể trong 6 giờ đồng hồ sau khi đê vỡ tại bờ đông sông tạm thời xây hộ thành chắn nước ép cơn lũ đổi hướng. Triệu Hữu Luân cũng thật sự không tưởng tượng ra cơn hồng thủy cả 100 triệu tấn đổ vào thành Kim Sơn với 3 triệu nhân khẩu sẽ tạo thành tai họa nặng nề thế nào. Tuy nhiên tạo thành thương vong cho hơn 1.200 quân dân, tổn thất kinh tế gần 6 tỷ, hồ Kim Sơn bị vỡ đê vẫn là một bài học rất thê thảm, không thể quên.
Triệu Hữu Luân trên bờ đê giới thiệu cho Trương Khắc công tác trùng kiến sau thiên tai của Kim Sơn cùng với công tác khơi thông đối với Hồ Kim Sơn, sông Ẩm Mã. Khôi phục bãi bùn ven bờ Hồ Kim Sơn, gần 2 vạn mẫu đất rừng quanh hồ bị xưởng giấy Tân Quang thu mua đã trả lại hết cho hồ. Kể từ đó, lượng trữ nước lũ của Hồ Kim Sơn đã gia tăng gấp đôi, chỉ động thái này đã đề cao tiêu chuẩn chống lũ của lưu vực Hồ Kim Sơn lên gấp đôi. Nếu như những công tác này có thể khai triển sớm một năm hay nửa năm, cơn hồng thủy vào mùa hạ năm nay cũng sẽ không hình thành uy hiếp quá lớn. Nhân loại luôn luôn sau khi trải qua sự thực tàn khốc mới rút ra được bài học. Công tác thối canh hoàn lâm trên vùng đất thượng du sông Ẩm Mã cũng đều toàn diện triển khai, công tác trồng rừng của lâm nghiệp Tân Quang tại những vùng Kim Sơn, Trương Châu cũng toàn diện triển khai, muốn trước mùa mưa năm tới trồng mới 80 vạn mẫu rừng công nghiệp cho vùng Trung Bộ tỉnh Giang Nam. Chu Phục chưa từng tự mình trải qua thời khắc nguy hiểm khi hồ nước chảy ngược, đứng trên đê bị gió thổi cảm thấy hơi lạnh, hắn móc thuốc ra cùng Phó Tuấn cản gió cho nhau hút thuốc. Trương Khắc xoay người lại, thấy Chu Phục cùng Phó Tuấn ở phía sau hút thuốc, y cười nói. Bí thư Triệu nghiện thuốc lá cũng không nhẹ, hơi người sao không chia cho bí thư Triệu một điếu. Chu Phục giơ lên điếu thuốc trong tay. Thuốc này của tôi chắc bí thư Triệu hút không quen đâu. Triệu Hữu Luân thấy trong tay Chu Phục là thuốc Hồ Kim Sơn bình thường nhất, không ngờ được thân là Phó Tổng Giám đốc xưởng giấy Tân Quang, người tổng phụ trách của xưởng giấy Tân Quang tài sản gần 3 tỷ tại Kim Sơn lại hút loại thuốc này. Hắn lắc đầu cười cười, từ trong túi móc ra thuốc Hồ Kim Sơn giống y chang, nói. Cứ mời mọi người hút thuốc của tôi là được rồi. Loại thuốc Hồ Kim Sơn này rất nặng, người nghiện thuốc lá không nặng hút nhiều sẽ đau đầu. Trương Khắc cũng móc ra thuốc của mình chìa một điếu cho Trương Dịch. Các quan viên của TP, Kim Sơn cùng đi cũng đều móc ra thuốc của mình hút. Đứng ở trên bờ đê, có thể vừa nhìn thành Kim Sơn đằng xa, có thể trông thấy quần sơn thấp bé phía đông nam xa xa, có thể thấy xưởng tạo giấy phía bờ tây sông Ẩm Mã. Thu mua giấy Thần Hy, cộng thêm đưa vào kỹ thuật, đầu tư của giấy Tân Quang tại Kim Sơn đã vượt quá 3 tỷ. Giấy Tân Quang cũng bởi vậy đại quy mô tiếp nhận các tập đoàn hoa thương như tập đoàn Vân Nguyên của Quách Thị, tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Thị đổ tiền vào. Vạn Nghiệp cũng nắm giữ đến 36% cổ phần của giấy Tân Quang. Sau khi giấy Tân Quang thu mua giấy Thần Hy, công tác khôi phục sản xuất cũng không tính thuận buồm xuôi gió, các công nhân rất không quen hình thức quản lý nghiêm ngặt của giấy Tân Quang, đặc biệt là tái thiết lại hệ thống nhân viên vật tư, đã chạm đến lợi ích quần thể của rất nhiều người trước đây dựa vào xưởng giấy sinh tồn, việc lãn công, bãi công, tụ chúng kháng nghị xảy ra thường xuyên. Lúc xưởng chất thải hoàn thành toàn diện khôi phục sản xuất, toàn bộ xưởng khu thậm chí dắt đầy tranh hoặc chữ viết, đuổi nhà tư bản chó săn Chu Phục, giai cấp công nhân phải làm được làm chủ, việc này sau đó cũng trở thành trò cười. Chu Phục thường xuyên bị người ta cầm cười tới cười nhạo. Lúc đó gặp phải Trương Khắc tại sự kiện bị ép nhập viện, Chu Phục còn quả đoán quyết định đối với xưởng giấy thực hiện đình công vô thời hạn, ngoại trừ nhân viên trông coi cần thiết, ngày hôm sau liền tổ chức đoàn xe chuẩn bị rút lui toàn bộ đoàn đội quản lý khỏi xưởng giấy. Lúc đoàn đội quản lý dọn hết vật phẩm cá nhân lên xe, đoàn xe muốn ra khỏi cửa xưởng, các công nhân chắn ở ngoài cửa xưởng ngăn cản họ, thỉnh cầu khôi phục sản xuất. Lúc này cách thời gian xưởng giấy Kim Sơn toàn diện khôi phục sản xuất chưa đến một tháng, cùng tháng là có thể thực hiện lợi nhuận, có lợi nhuận rồi, là có thể đề cao phúc lợi, thu nhập của công nhân, cộng thêm tiểu khu an trí mà Cẩm Hồ quyên góp xây xong sắp được bàn giao, cục diện của toàn bộ xưởng giấy mới tính ổn định lại. Chu Phục xem như nhóm sinh viên đầu tiên sau khi cách mạng văn hóa trong nước kết thúc, có lý lịch nhậm chức ở xưởng tạo giấy tập thể, quốc hữu, lại sau khi Cẩm Hồ nhận thầu, thu mua xưởng giấy Tân Quang, trải qua xí nghiệp thể chế toàn bộ, hình thức quản lý chuyển biến, đặc biệt là hiệp trợ Chu Du tập trung lại các xưởng giấy giải rác ở TP, Hải Châu thành tập đoàn giấy Tân Quang có thực lực lớn mạnh, thấy được các loại diệu dụng của chỉnh hợp tài sản, vận hành vốn, cải tạo kỹ thuật, cải tạo sản xuất, nắm trong tay xưởng giấy Kim Sơn với quy mô lớn cũng thành thạo. Chỉ tại ngành tạo giấy trong nước, kinh nghiệm quản lý phong phú, tầm mắt cùng kiến giải, đều phải tính xuất sắc, quả thật cũng có tư cách liệt vào 29 người của Cẩm Hồ. Mọi người trên bờ đê hút thuốc, một lát lại muốn đi tham quan tiểu khu An Chí Nguyên là khu bằng hộ mới xây thành nằm phía đông xưởng giấy. Chương 969, công trình hình tượng nhất định phải làm. Chương khác không có kinh động từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân là mặt dày cứ đòi qua đây. Tuy nói theo cục diện chính trị trong nước Indonesia hòa hoãn, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia cũng giảm dần thanh thế, nhưng bỏ qua lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ lúc này ở trong nhóm tư bản người Hoa Đông Nam Á đều là hành vi không có tầm nhìn xa mà ngu muội.
Triệu Hữu Luân chung quy không thể mắt mở trừng trừng nhìn Cẩm Hồ dẫn dắt tư bản người Hoa Đông Nam Á về Tân Đình hết. Trong khoảng thời gian này, bất kể là tỉnh Giang Nam hay là tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Đông Hải liên hợp khởi động kế hoạch hợp tác kinh tế lưu vực Tiểu Giang, trọng tâm rời đến Tân Đình càng ngày càng nhiều, Kim Sơn có xu thế bị gạt qua một bên. Khi xe qua cầu lớn trên sông Ẩm Mã, gặp phải xưởng trưởng cũ của xưởng giấy Hình Kiến Quốc đang đạp xe về hướng xưởng giấy, thầy đoàn xe đi qua ông liền dừng lại đứng ở ven đường nhìn xung quanh, đợi xe dừng lại, nhìn khuôn mặt Trương Khác lộ ra dưới cửa sổ xe, ông nói. Tôi nói là ai qua đây mà Triệu Hữu Luân cùng Chu Phục phải đi cùng, mọi người muốn đi xem nhà ở khu an trí mới xây à? Ông nhận ra được là xe của Triệu Hữu Luân cùng Chu Phục. Trương Khác gật đầu. Xưởng trưởng Hình đi đâu, cho ông quá giang đoạn đường. Trương Khác mở cửa xe mời Hình Kiến Quốc lên xe, Trương Dịch xuống xe ném xe của Hình Kiến Quốc vào phía sau thùng xe. Triệu Hữu Luân, Chu Phục ở phía trước từ trong xe thò đầu ra, cũng không xuống xe. Nhà mới xây ở khu an trí có phải quá xa xỉ rồi không? Hình Kiến Quốc vào trong xe, dứt khoát nói luôn với Trương Khác. Lần trước bí thư từ qua đây thị sát, cũng cảm thấy tiền của một tòa nhà có thể xây hai tòa nhà rồi, mà Kim Sơn vẫn còn tới mấy vạn quần chúng bị thiên tai đang ở trong nhà lá chờ đợi an trí nữa. Nhà là quỹ từ thiện Hồng Kông phụ trách giám sát xây dựng, những người của quỹ đó đều đã quen những nơi phồn hoa của Hồng Kông rồi, không qua lý giải đối với tình huống của nội địa. Cùng họ thảo luận tiêu chuẩn xây nhà, họ đều cảm thấy tiêu chuẩn này thấp đến khó tin. Trương Khác buột miệng nói với Hình Kiến Quốc. Chúng ta ở đây xây một căn nhà, tại Hồng Kông chỉ đủ mua một góc để xoay người, người của quỹ đang ở Kim Sơn, ông không có liên hệ qua với họ sao? Còn bà nó, họ vậy cũng dám xưng người Trung Quốc, cả tiếng phổ thông cũng không nói lưu loát, tôi liên hệ với họ thế nào? Tôi cũng không biết nói tiếng Anh, cũng không biết nói Quảng Đông. Giọng Hình Kiến Quốc rất lớn, đặc biệt là khi có tâm tình. Có điều nhà rất đẹp, tiểu khu cũng đẹp, người trông mà thèm cũng nhiều. Tiểu tử Trương Dịch kia xếp nhà của tôi vào trong nhóm đầu tiên, ánh mắt quần chúng nhìn vào chằm chằm. Thật không hay ho gì, tôi và người trong nhà đã làm tốt công tác tư tưởng rồi, sẽ bỏ nhà của tôi khỏi danh sách nhóm đầu tiên. Tôi lên xe để nói với cậu chuyện này đây. Xưởng trưởng Hình, ông cũng là quần chúng mà. Trương Khác cười lắc đầu. Người như Hình Kiến Quốc thật là khiến người ta vừa kính vừa sợ, kính ông nói chuyện nguyên tắc, lại sợ ông nói chuyện quá nguyên tắc. Danh sách đã nghĩ xong rồi, bỏ đi nhà của ông thì thừa ra một căn, cho nhà nào mới thích hợp. Rồi lại tự nhiên tạo ra mâu thuẫn, xưởng trưởng Hình, ông cứ theo tôi đi xem nhà trước đi. Tại phía tây xưởng giấy, dẹp khu bằng hộ xây dựng lại tiểu khu an trí, ngay từ đầu Trương Khác đã yêu cầu nó trở thành công trình hình tượng để xây. Không chỉ là công trình hình tượng Cẩm Hồ đại quy mô tiến vào tỉnh Giang Nam, cũng là công trình hình tượng cho từ Học Bình đến Giang Nam chấp chính. Tiểu khu dựa theo bố cục của Tân Thành Trấn để quy hoạch, từ đường chỉ hán phía đông xưởng tạo giấy quẹo vào, hai bên đường nhựa cao cấp sạch sẽ đều trồng đai xanh hóa 3-4 mét. Từ nơi này nhìn qua, một tấm bia điêu khắc bằng sắt kỷ niệm nhân dân giải phóng quân chống lũ đứng sừng sững ở quảng trường tại tâm đường, bốn phía quảng trường là cửa hàng sắt đường cao tới 4 tầng, cửa sổ thủy tinh sát đất. Cửa bảo vệ cũng bằng lưới inox, tập trung thành một khu thương nghiệp quy mô nhỏ rất có khí phái. Nhóm nhà an trí đầu tiên thi công đồng thời với quảng trường tâm đường trên cơ bản đã xây xong, nằm ở phía đông nam quảng trường. Nằm sát với khu xưởng, từ hàng rào sắt nhìn vào, đều là kiến trúc cao 6 tầng, ngoài tường đều lát gạch vàng trơn bóng, làm cho cả khu nhìn qua rất khí phái. Tiểu khu còn chưa được bàn giao sử dụng, công nhân đang tiến hành kiến thiết hoàn cảnh bên trong tiểu khu, che xanh cây cao bóng mát. Còn có một con đường nước chảy đá cuội quanh co đi qua tiểu khu. Cho dù khu nhà thương phẩm mới xây trong thành phố Kim Sơn thì điều kiện cũng không cao hơn ở đây, chỉ ít vào năm 98, tiểu khu an trí nơi này chỉ từ mặt nguyên vật liệu đưa vào đã tính tiểu khu cao cấp rồi. Không chỉ nói Hình Kiến Quốc, từ Học Bình có ý kiến rất lớn đối với việc này, không làm những công trình hình tượng này, có thể sẽ an trí thêm gấp đôi số quần chúng bị thiên tai. Trương Khác liền lấy lý do kiến thiết tiểu khu an trí do Quỹ Từ Thiện Bình Minh mới của Hồng Kông độc lập bỏ vốn triển khai để qua loa với họ. Tỉnh Giang Nam trải qua cơn lũ mùa hạ chịu tổn thất nặng, đảo Đông Sơn của Tân Đình sớm nhất vào mùa xuân sang năm mới có thể chính thức khởi công xây dựng cảng, muốn công trình xây cảng thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh thì cũng phải chờ tới mùa xuân năm sau mới có hiệu quả. Tình hình kinh tế năm nay thậm chí sẽ trượt dốc trên diện rộng so với năm ngoái. TW sẽ xem xét công tác trọng tâm nửa năm sau của tỉnh Giang Nam đặt trên công tác cứu tế trần tai cùng trùng kiến sau thiên tai,
nhưng cứu tế Trần Tai cùng Trùng Kiến sau thiên tai cũng phải có lượng điểm, cũng phải có điển hình. Đặc biệt tỉnh Giang Nam là vùng chịu tổn thất nặng nề nhất của cơn đại hồng thủy mùa hạ, TW đặc biệt quan tâm đối với công tác sau thiên tai của tỉnh Giang Nam, quần chúng sinh hoạt ổn định là một mặt, khi lãnh đạo trung ương xuống thị sát cũng phải đưa ra trước mặt bọn họ thứ gì đó sáng ngời. Từ Học Bình tại tỉnh Giang Nam muốn cứng rắn chỉnh đốn lại trị, không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người, cũng không biết lúc này đã có bao nhiêu người ở sau lưng tích cực thúc đẩy vận động, đảo từ có một số công trình hình tượng cũng rất cần thiết đi làm. Đắc tội một bộ phận người đồng thời cũng phải giành được sự ủng hộ của một bộ phận người, mới có thể đi tiếp trên đoạn dây thép run run này. Xe dừng lại tại quảng trường, Trương Khắc đi bộ cùng với nhóm Triệu Hữu Luân một vòng quanh quảng trường, y cũng rất thỏa mãn đối với tốc độ kiến thiết cùng thành quả, quay lại đầu hỏi Trương Dịch. Bảo đảm bao lâu có thể cho người ở được? Cơ sở điện nước trong nhà đã lắp đặt xong, trước sau Tết âm lịch là có thể an bài nhóm đầu tiên vào ở rồi. Trương Dịch tại Kim Sơn, trên thực tế là người đảm đương tổng giám đốc công trình. Nhóm nhà này nhất định phải trước Tết âm lịch an bài người vào ở. Trương Khắc quả đoán nói. Nhóm nhà thứ hai cũng phải trước Tết âm lịch dựng lên được kết cấu. Triệu Hữu Luân hai tay chống nạnh, nói với Trương Dịch. Có trắc trở gì, anh cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, nhất định phải bảo đảm trước Tết âm lịch quần chúng có thể vào ở. Chương 970, xem chim. Cứu tế là công tác trọng tâm năm nay của chính trị trong nước, trước sau Tết âm lịch xác định vững chắc sẽ có lãnh đạo trung ương đến Kim Sơn, nói không chừng sẽ có lãnh đạo trung ương ăn Tết âm lịch tại Kim Sơn. Triệu Hữu Luân cũng minh bạch đạo lý này, kỳ thật vụ nào có thể không tham gia, chứ vụ này nhất định phải tham gia. Nhóm quần chúng đầu tiên cũng có hạn, cũng chỉ mới hơn 600 nhà, chiếm 1/8 số hộ gia đình được an trí của quỹ tứ thiện bình minh mới, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại vô cùng quan trọng. Không chỉ phải làm kiểu mẫu Trùng Kiến sau thiên tai, nhóm an trí đầu tiên trong tiểu khu có một bộ phận là công nhân viên của xưởng giấy. Chỉ cần cuộc sống của họ càng cải thiện hơn, chế độ quản lý nghiêm ngặt sẽ không còn cản trở gì, còn có thể kích phát ra tiềm lực công tác của họ. Cẩm Hồ thu mua giấy Thần Hy là vụ xí nghiệp tư nhân tỉnh cấu doanh nghiệp nhà nước với kim ngạch tỉnh cấu lớn nhất cho tới nay ở trong nước, có ý nghĩa tượng trưng cực kỳ quan trọng, sau khi thu mua có thể thành công hoạt động hay không, trên trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến trình cùng mức độ cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước. Các lãnh đạo quốc phụ viện như Triệu Tể Đông, Tăng Như Thánh mặc dù đều kiên định thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước cải chế, cải cách, nhưng khi đối mặt với trở lực to lớn, họ cũng cần phải có chiến tích thực thành công để mà chống đỡ. Khi tham quan trong tiểu khu, Trương Khắc nhận được điện thoại của Đường Học Khiêm, Đường Học Khiêm mới từ Trương Châu về Kim Sơn, hỏi Trương Khắc có đến Kim Sơn hay không. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian còn sớm, nói cho Đường Học Khiêm đợi lát nữa họ còn phải đến trấn Đông Đường phía đông hồ Kim Sơn. Đường Học Khiêm cũng biết Trương Khắc không thích ban ngày đến cơ quan chính phủ, lúc này cách giờ cơm chiều còn sớm, liền bảo nhân viên đi theo lái xe trở lại, bảo tài xế lái xe đưa hắn và thư ký Hứa Thụy Bình chạy thẳng đến đông đường Hồ Kim Sơn. Treo điện thoại, tách khỏi hình kiến quốc, nhóm Trương Khắc lái xe từ cầu lớn sông Ẩm Mã đi vòng trở lại, đi qua khu Tân Thành, chạy tới đông đường Kim Sơn, nửa đường thì gặp phải xe của Đường Học Khiêm. Đi vòng qua Hồ Kim Sơn đến trấn đông đường, địa thế liền trở lên nhấp nhô. Đây là diện mạo điển hình của đồi núi cùng bình nguyên của Giang Nam kết hợp lại, hai bên đường có rất nhiều gò đất thấp bé. Nơi này là vùng ngoại ô thành Nam Kim Sơn, kiến trúc thành thôn kết hợp cao thấp mà lộn xộn, nhưng khi đến mùa đông, những đỉnh núi này đều có biến hóa từ màu nâu nhạt tới vàng óng ánh, phong cảnh rất đẹp mắt. Trấn Đông Đường nằm ở vùng ngoại ô thành Nam Kim Sơn, cách quận trung tâm thành phố cũng chỉ 10 km. Mới 4 giờ, mặt trời chiều vào đông nằm trên bầu trời trong veo phía tây. Nhóm Trương Khắc dừng xe trên một ngọn núi địa thế hơi cao, nhìn trấn đông đường trong ánh tà dương chiếu rọi dưới chân núi, chim từng đàn tung bay dưới mặt trời chiều, tràng cảnh rất tráng lệ. Muốn xem chim thì đến đông đường. Trương Khắc ngồi xổm trên đỉnh núi híp mắt nhìn chim. Ở trong trường nghe người khác nói qua cái này, quả là không sai. Đường Học Khiêm không ngồi xổm xuống, tay chống hông, cũng cảm thấy được cảnh đàn chim tung bay trước mắt rất tráng lệ, hắn cười nói với Trương Khắc. Còn tưởng rằng cậu đau lòng cho 2 vạn mẫu đất rừng bị ngập chứ, không ngờ cậu qua đây lại nhìn chim. Tỉnh trưởng Đường đến Kim Sơn, thế có cơ hội đến Đông Đường hay chưa? Triệu Hữu Luân cười hỏi Đường Học Khiêm. Đông Đường có thể nói là nơi tinh túy của phong cảnh Kim Sơn, cạnh có hồ Kim Sơn, chỉ là mấy năm nay cảnh sinh thái bị tàn phá quá, nhưng đàn chim kiếm ăn vào hoàng hôn thì lại đồ sộ hơn mấy lần so với trước mắt.
hai vạn mẫu đất rừng cũng không chống đỡ nổi một xưởng chế tương lớn, ngập thì ngập rồi, có cái gì mà đáng tiếc. Trương Khác chỉ vào đàn chim như tầng mây trước mắt. Qua mấy năm nữa, đợi cảnh sinh thái khôi phục rồi, có thể thường thường qua đây nhìn đàn chim một lần hay không, giá trị còn nhiều hơn so với hai vạn mẫu đất rừng. Lâm nghiệp Tân Quang tại Đông Hải sở hữu gần 300 vạn mẫu rừng nguyên liệu công nghiệp, quy mô rừng kinh doanh tại tỉnh Giang Nam càng thêm khổng lồ, tuy nhiên nhà xưởng chế tương phải chờ tới rừng nguyên liệu công nghiệp đến trước kỳ đốn 2-3 năm mới có thể khởi công kiến thiết. Dựa theo quy hoạch, qua 2 năm nữa mới là thời gian thỏa đáng nhất của kế hoạch xưởng chế tương. 2 vạn mẫu rừng nguyên liệu chỉ có thể duy trì cho một xưởng chế tương loại nhỏ, tạo giấy là ngành có loại hình tư bản tập trung, nhà xưởng tạo giấy, xưởng chế tương, đều quy mô càng lớn càng thể hiện ra hiệu quả. Xưởng chế tương nhỏ cũng không thể giảm bớt nhu cầu của Lâm nghiệp Tân Quang đối với nguyên liệu, cũng không thể sản sinh ra bao nhiêu hiệu quả. 2 vạn mẫu đất rừng này lụt hay không, đối với chỉnh thể căn bản không ảnh hưởng chút nào. Vào mùa đông, chim di trú đã bay về phía nam, tuy nhiên vào lúc hoàng hôn đàn chim vẫn hết sức đồ sộ. Tuy nói không thể đồ sộ so với mấy năm trước, sau khi công tác thối lâm, thối canh hoàn hồ khai triển, diện tích mặt đất ẩm ướt tăng trên diện rộng. Đã cung cấp nguồn thực vật dồi dào cho chim đàn ở ven bờ hồ Kim Sơn vào cuối thu còn đồ sộ hơn các năm trước kia rất nhiều. Trấn Đông Đường, địa hình ở đây thấp cùng với hồ nước cảng sông, ao đầm ẩm ướt đan xen, nhóm Trương Khác đứng ở chỗ cao nhìn xuống, hồ nước dày đặc dưới ánh mặt trời chiều lóng lánh như vảy cá, cho dù mấy năm gần đây vì phát triển kinh tế đã làm tổn hại rất nhiều đến hoàn cảnh sinh thái, Đông Đường cũng có thể nói là nơi tập hợp những tinh túy về cảnh đẹp của Kim Sơn. Trương Khác cùng Đường Học Khiêm, Triệu Hữu Luân, Chu Phục đứng dựa vào xe, ở trên núi nhìn đàn chim tung bay dưới mặt trời chiều, nhìn hồ nước như vảy cá. Cho đến gần 2 giờ, tới khi mặt trời chiều trôi về phía tây, khói bếp lượn lờ tràn ngập, ánh trăng từ phía chân trời phía đông mọc lên, khiến người nhìn không được lại ngồi thêm ở chỗ này thêm mấy giờ nữa. Mãi đến khi Cố Kiến Bình gọi điện thoại qua đây hỏi lúc nào thì họ trở về ăn cơm tối, Đường Học Khiêm mới duỗi duỗi người, đưa tay mời Trương Khác. Chúng ta phải về nhanh thôi, không thì lại bị dì cháu lại nhảy mất. Đúng là xem chưa đủ. Trương Khác vỗ vỗ cái mông đứng lên. Ngày mai dậy sớm qua đây xem tiếp, bác Đường thì không có thời gian rảnh rồi. Đường Học Khiêm mỉm cười, cũng hiếm khi có thời khắc thả lỏng có như vậy. Tôi thấy sau này ở đây nên xây một cái đình ngắm chim. Thư ký trưởng thành ủy Kim Sơn Trần Kỳ Lượng thật không dễ mới xen miệng vào, hắn nghe qua lấy lòng mà nói. Khác thiếu ra qua đây nhìn chim, cũng muốn có một nơi nghỉ chân mà. Cũng đúng. Trương Khác thuận miệng lên tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Đường Học Khiêm cười cười. Cách nghĩ vực dậy kinh tế du lịch của Tân Vu đáng để chúng ta tham khảo. Hôm nay Hồ Kim Sơn làm thối lâm hoàn hồ, thối canh hoàn hồ, chúng ta là tập trung vào tác dụng chữ nước lũ, chống lũ. Mấy năm nay điều kiện sinh hoạt vật chất của mọi người cũng từng bước đề cao, sinh thái ở đây khôi phục lại. Đông Đường tự nhiên tài nguyên phong cảnh được bảo vệ tốt, đó chính là một mỏ vàng. Mặt khác, Đông Đường cũng là nơi trước nay tài nguyên văn hóa lịch sử cũng rất phong phú của Kim Sơn. Chương 971, tiềm lực của thị trường bất động sản. Câu cuối cùng của Đường Học Khiêm cũng không quá khẳng định, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hữu Luân. À, Đông Đường bên phải gần hồ Kim Sơn, nam gần núi Bình Sơn, từ xưa chính là nơi ẩn giật, am rừng thuyền, thanh mai sơn trang, thảo đường Đông Đường. Đều là các nơi do lịch sử văn nhân Kim Sơn khai sáng, để lại cho Đông Đường nhiều áng thi văn. Triệu Hữu Luân giới thiệu, tuy nhiên những lời của Đường Học Khiêm khiến hắn có suy nghĩ càng sâu hơn. Mấy năm nay các nơi đều đang nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, lấy tình hình như hôm nay của Giang Nam, hình như cũng phải cắn chặt lấy sợi dây này mới có thể khôi phục nguyên khí. Sau khi Từ Học Bình chủ chính, trên kiến thiết kinh tế can dự rất ít vào lương vĩ pháp. Tuy nhiên Đường Học Khiêm điều đến Giang Nam ý đồ rất minh xác, chính là nắm giữ kinh tế, bao gồm mấy ủy sở quan trọng tương quan với kiến thiết kinh tế trong ủy kế hoạch phát triển của tỉnh đều thuộc Đường Học Khiêm phân quản, tuy nhiên cách nghĩ của Đường Học Khiêm cũng không phải một mặt nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm đầu. Trương Khác muốn đến nhà Đường Học Khiêm ăn cơm tối, xem như là gia yến. Trước khi vào trong thành phố, Triệu Hữu Luân cùng với các quan viên của TP, Kim Sơn đều tự rời khỏi. Trương Khác bảo Phó Tuấn cùng các nhân viên đi theo với Chu Phục, Trương Dịch tìm nơi khác ăn cơm, còn y thì ngồi xe của Đường Học Khiêm trở lại. Lên xe, Trương Khác mới nói với Đường Học Khiêm việc có thể Đông Đường xây khu bảo tồn sinh thái, những nơi sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng còn phải đặc biệt xây khu khôi phục sinh thái. Nói đến cùng vẫn là tài chính eo hẹp.
Đường Học Khiêm khẽ thở dài. Đường Học Khiêm không phải là không nghĩ qua việc này, chẳng qua Trấn Đông Đường là trấn lớn của ngoại ô, nhân khẩu dày đặc, thiết lập khu bảo tồn, trừ tài chính đưa vào kiến thiết khu bảo tồn theo yêu cầu, phí dụng di dời nhân khẩu càng nhiều, tài chính của chính phủ tỉnh thị hai cấp dùng cho công tác trùng kiến sau thiên tai đều trắc trở trùng trùng, lại rút ra làm khu bảo tồn, có thể sẽ bị các quan viên khác phê bình là quá xa xỉ. Trương Khắc khẽ nhếch nụ cười. Vận hành thỏa đáng, tài chính vĩnh viễn không còn là vấn đề gì, công tác của khu bảo tồn có thể giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ đi làm, tài chính cũng hoàn toàn có thể do Thế Kỷ Cẩm Hồ đưa vào, xây khu bảo tồn thuần túy cũng được, xây công viên Wetland cũng được, đều có thể do Thế Kỷ Cẩm Hồ làm. Cho dù xây thành công viên Wetland, đầu tư hồi báo cũng là rất thấp, từ góc độ thuần thương nghiệp mà nói, cháu sẽ không kiến nghị Thế Kỷ Cẩm Hồ tới làm khoản buôn bán thâm hụt tiền này, thế nhưng phương diện này lại liên quan đến khái niệm khai phát thổ địa. Chỉ cần ở phía Bắc khu quy hoạch bảo hộ vẽ ra một miếng đất giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ ngày sau phát triển bất động sản, như vậy, ngày sau tiền lời trên bất động sản của Thế Kỷ Cẩm Hồ có thể bù đắp đầu tư giai đoạn trước đối với khu bảo tồn rồi. Phương án này song phương đều có thể chấp nhận. Đường Học Khiêm sáng mắt. Đây cũng là một biện pháp biến báo, hôm nào bác sẽ tìm tỉnh trưởng Lương cùng Triệu Hữu Luân thảo luận một chút, chuyện này phải có chính phủ tỉnh thị hai cấp phối hợp. Khu bảo tồn chân chính xây lên. Hoàn cảnh sinh thái khôi phục, trong khu vực 10 km tại trung tâm thành phố Kim Sơn phía bắc khu bảo tồn, khai phát bất động sản cao cấp sẽ có giá trị cực cao. Khởi động cải cách nhà ở cũng hơn nửa năm thời gian rồi, Quốc vụ viện lại coi ngành bất động sản là sản nghiệp trụ cột quốc dân để phát triển, một số người có tầm nhìn xa có thể ý thức được bất động sản tại quốc nội sẽ có phát triển lớn, chỉ là lúc này còn rất ít người ý thức được sẽ ở trong thời gian ngắn phát triển điên cuồng đến như vậy. Trương Khắc lấy lực của bản thân cũng không thể nghịch thế mà đi, nên điên cuồng tóm lại phải điên cuồng, tổng sản lượng kinh tế bay lên, tất nhiên cũng phải trải qua một quá trình tài sản tăng giá trị. Trong lòng y nghĩ, Thế Kỷ Cẩm Hồ lớn mạnh phát triển, cũng không phải không có chỗ tốt nào. Tuy nói tương lai 10 năm ngành bất động sản trong nước có thể nói là bức ảnh thu nhỏ của tư bản quyền lực phát triển, cho dù Thế Kỷ Cẩm Hồ kiên trì theo chuẩn tắc thương nghiệp nên có, thông qua vận hành tư bản, vẫn sẽ có tiền đồ rất lớn. Vận hành tư bản. Đem những yếu tố kinh tế như tài sản, vốn liếng, tài nguyên, lao động tung vào thị trường, cho chúng vận động một cách sung sức nhất để tranh thủ, giành lấy giá trị gia tăng tư bản lớn nhất, khiến xí nghiệp thu lãi. Đường Học Khiêm cùng Cố Kiến Bình dọn đến khu biệt thự ở bờ Bắc Hồ, họ chạy về tới đó, vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thúc Huệ đã ở đó rồi. Trương Khắc cùng Từ Học Bình nói đến việc tại Đông Đường xem chim, Từ Học Bình liên tục khen. Đó đúng là nơi rất đẹp, tôi đã đi qua rồi. Chu Thúc Huệ oán giận. Nửa tháng trước bác Từ cháu có buổi tối đi qua chỗ đó, còn cố ý ngừng xe hơn 10 phút, trở về nói muốn dẫn bác đi xem, bác cũng tới xem hai lần rồi, ông ấy hình như quên mất chuyện này. Cố Kiến Bình hỏi. Đẹp như vậy thật sao? Lại nói với Chu Thúc Huệ. Học Khiêm cùng Bí Thư Từ đều rất bận, để em tìm thời gian đi với chị Chu xem một chút. Nói đến việc kiến thiết khu bảo tồn cùng khai phát đất đai, Từ Học Bình hỏi. Xây một khu bảo tồn với quy mô lớn tại Đông Đường như vậy, khoảng chừng cần bao nhiêu tài chính? Chưa tính toán qua, phí dụng xây khu bảo tồn thấp hơn, muốn xây công viên Wetland, cộng thêm đầu tư vào khách sạn, thương nghiệp, thiết bị du lịch, phí dụng sẽ đề cao gấp bội, phương án thích hợp đại khái là kết hợp hai cái lại, đầu tư tài chính hơn 1 tỷ là thiết yếu, 2,3 tỷ cũng không phải là nhiều, Trương Khắc nói. Đưa vào nhiều tài chính như vậy, có thể bảo đảm thu hồi đầu tư không? Từ Học Bình hỏi. Đây cũng là ưu thế của vận hành tư bản. Khai phát đất đai cấp 1 là khái niệm mấy năm sau mới từ từ hưng khởi, Trương Khắc giải thích phải tường tận hơn. Bất kể là xây khu bảo tồn hay là đầu tư xây công viên Wetland, hay là hai cái kết hợp lại, trải qua đầu tư mấy năm giai đoạn trước sẽ đề cao giá trị đất của khu vực chung quanh Đông Đường với mức độ rất lớn. Kim Sơn là thành phố lớn sở hữu 3 triệu nhân khẩu, tiềm lực của thị trường bất động sản rất lớn, đầu tư nguồn vốn lớn tự nhiên có thể chờ mong có thể có được hiệu quả và lợi ích lớn. Khai phát đất đai cấp 1 là chỉ xí nghiệp do chính phủ trao quyền tiến hành thống nhất thu đất, di rời, an trí, bồi thường đối với đất đai quốc hữu của thành phố trong phạm vi khu vực nhất định, cùng tiến hành kiến thiết các công trình nguyên bộ, khiến đất đai trong khu vực đạt được điều kiện thuộc địa, đất đã khai hoang, lại đối với thuộc địa tiến hành nhượng lại hoặc chuyển nhượng, chủ thầu xây dựng bất động sản dùng đất đai xây nhà thuộc về khai phát cấp 2. Chương 972, ăn cơm trước kẻng. Từ Học Bình gật đầu, lại hỏi. Trước đây cháu không cảm thấy quá hứng thú đối với ngành bất động sản, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập,
cháu còn cố ý đẩy hết cổ phần cho Trương Chi Phi, sao lúc này lại có hứng thú rồi? Ở trong nước, ngành bất động sản quá dễ cùng quyền thế thẩm thấu lẫn nhau, hình như cũng không khó tưởng tượng bất động sản quyền lực sẽ trở thành chủ lưu của ngành bất động sản trong tương lai, giai đoạn càng cao, cũng là hình thức phát triển bất động sản của quyền lực, tư bản, đây cũng không phải là hình thức mà cháu muốn. Trương Khắc trả lời nghi vấn của Từ Học Bình. Tuy nhiên hiện tại cháu cũng thấy được một loại khả năng khác, chính là bất động sản của vận hành tư bản ở trong nước cũng không phải không có không gian phát triển, quyền lực bất động sản là thông qua nghiệp quan cấu kết tranh đoạt tài nguyên đất đai có giá trị, có hạn trên địa phương, mà lợi ích của vận hành tư bản chính là có thể thông qua quy mô hóa khai phát giá trị tiềm ẩn của bản thân đất đai. Theo ý cháu, tại Đông Đường xây khu bảo tồn cùng khai phát đất đai, địa ốc liên hợp tiến hành, ý nghĩa hiện thực nhất đối với Kim Sơn chính là có thể hữu hiệu hạn chế xung động thành phố phát triển xuống phía nam, như vậy cũng có thể bảo hộ tài nguyên tự nhiên chung quanh hồ Kim Sơn với mức độ lớn nhất, không bị sự phát triển vô tiết chế của thành phố tàn phá. Đương nhiên, bản thân của loại hình thức này cũng ẩn chứa cơ hội thương nghiệp rất lớn. Nghe đến đó, Từ Học Bình cũng rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới nói.